giả thiên tập 125, Nguyên Hoàng đối vô thủy thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Từ xưa đến nay, Phạm là người nhìn thấy bí thuật cấm kỵ Nguyên Hoàng gần như đều chết sạch. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một chiêu toi mạng, dính chúng chết ngay. Mọi người đều giật mình, thánh thể nhân tộc lại có thể tách ra loại lực lượng này, khiến cho người ta kính sợ. Đó là hạt sống cường giả đáng sợ, có thể chống lại được bí thuật Nguyên Hoàng, thành tựu tương lai không thể nói trước. Âm. Um, ở xa xa, màu đen quân quanh đạo vang không dứt một thân ma khu tái hiện nhân gian sắc mặt nguyên cổ có phần tái nhợt hai lần truyền sinh khiến hắn trả giá không nhỏ ta thừa nhận xem nhẹ người. hắn phát ra tiếng trầm thấp nhưng sát ý càng đậm tóc đen rối tung giữa mi tâm lại một thanh đạo kiếm sáng lấp lánh keng một tiếng kiếm vang nguyên hoàng đạo kiếm lại bay ra hóa thành một đạo ánh sáng chiếu rọi ánh sáng vĩnh hằng động lực hóa đạo khắp nơi lặng ngắt như tờ mọi người đều biến sắc đó là lực lượng cấm kỵ siêu thoát bản thân dùng trật tự thiên địa luyện hóa một người ai có thể chống nổi đạo quang vĩnh hằng lực lượng bất hủ lập tức cập tới diệp phàm vung hai tay diễn hóa rất nhiều pháp môn thế gian chống cự lực hóa đạo keng keng tay hắn thỉnh thoảng bắn ra hào quang va chạm với đạo kiếm kia nhưng cũng bắn máu tung tóe không thể cản nổi loại lực cấm kỵ này người có dãy dụa cũng vô dụng nguyên hoàng đạo kiếm hủy diệt tất cả người tu đạo phàm là sinh linh đều không thoát được nó chém xuống nguyên cổ cười lạnh keng 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 nguyên hoàng đạo kiếm bản chất là một cái trật tự thần liên hóa thành ánh sáng hữu hình rung động nó cộng hưởng với pháp tắc đánh nát tất cả trên đời phá hủy tất cả sức sống phốc diệp phàm chống lại không ngừng cản trở ngang dọc trăm hiệp nhưng cuối cùng bị chém trúng chém ngang người thành hai phần nguyên hoàng đạo kiếm cắt đứt tất cả cản trở căn bản không chặn được nguyên cổ lao tới vùng quyền đánh ra kéo theo mây đen ngập trời chiến lược chấn nhất thế gian Núi non quanh Tê Hàng Nguyên đều sụp đổ. Hai đoạn thân thể của Diệp Phàm đồng loạt nhanh chóng lui ra sau, muốn hợp lại một chỗ, nhưng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm đuổi sát như bóng với hình, khó mà thoát được. Chính ta có dòng máu Nguyên Hoàng, bị nó chém chúng cũng phải nuốt hận, càng không nói là ngươi. Nguyên Cổ lãnh khốc, bi tâm bùng lên ngàn vạn tia sáng chiếu rọi với Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, sợi xích trật tự phát ra âm thanh càng đáng sợ hơn. Ầm. Trật tự thần liên giáng xuống cắt Diệp Phàm làm hai, gần như phân thây hắn máu phun tràn cực kỳ thê thảm. Tiểu Diệp Tử ở xa xa, Cơ Tử Nguyệt khóc lớn. Đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Bàng Bác, Đông Phương Giã cũng đều biến sắc. Thần liên kia đáng sợ, ẩn chứa pháp tắc thái cổ hoàng, tràn ngập khí tức không thể chống cự. Đám người giao chỉ thánh tử, trung hoàng, giao chỉ thánh nữ, nhàn như ngọc cũng tràn ngập hoàng hốt, mỗi người biến sắc. Rốt cuộc mọi người hiểu được, tất cả bí thuật cổ hoàng đều có một loại bí thuật cấm kỵ, sát phạt vô song, chỉ cần tung ra là chắc chắc diệt được kẻ địch căn bản không thể chống lại ầm nguyên hoàng đạo kiếm khoảng khắc từ thần kiếm dài một tấc hóa thành trật tự thần liên diệt bỏ hết thầy bất cứ sinh linh nào cũng phải hóa đạo diệp phàm vận chuyển bí quyết chữ già, khó khăn chữa trị thân thể tránh né đạo kiếm kia dùng bí quyết chữ binh chống cự nhìn quỹ tính muốn nhận rõ đạo văn hóa bản thân thành đạo kiếm nhưng mà hắn thất bại gặp phải bị thương nặng liên tục giao thủ mười lần chết chín đây là một trận chiến mạo hiểm nhất từ trước đến nay gần như phải hóa đạo kiên trì ở sau lưng có người giống lên là giọng của bằng bác diệp phàm tính tâm ngưng thần thân thể chín lần bị xé ra máu hoàng kim dài tung tóe gây người thân thể mạnh như thánh thể cũng yếu đi vài phần bí thuật nguyên hoàng làm người ta hoảng sợ trận chiến sinh tử khoảng khắc gian khổ trong lòng hắn tự nhủ chưa từng có người xé xác hắn chín lần keng keng cuối cùng diệp phàm vận chuyển bí quyết chữ binh đã tìm được một chút quỹ tích mò mẫm ra một ít manh mối biến hóa bắt đầu phản kích đáng sợ đó là lực lượng hóa đạo liên tục bị xé nát chín lần dù là một vị vương giả đại thành cũng đã trở thành một bộ phận quy tắc thiên địa không thể tồn tại được vậy mà hắn vẫn còn sống mọi người không chỉ sợ hãi nguyên hoàng đạo kiếm cũng giật mình vì sinh mệnh lực ngang ngạnh của diệp phàm lẽ ra phải chết chín lần nhưng mà vẫn kiên trì được nguyên hoàng đạo kiếm không phải binh khí chân chính diệp phàm không thể dùng bí quyết chữ binh khống chế hoàn toàn nhưng lại quan sát được một phần uy lực lúc này triển khai phản công sắc bén lục đạo luôn hồi quyền hắn gian nan dùng bí quyết chữ giả xóa sạch lực hóa đạo phục hồi lại thân thể bị xé ra thần sắc lạnh lùng đánh tới cả người quấn quanh hào quang trong nắm tay lóe ra các loại phù văn keng nắm tay màu vàng đánh lên thân đạo kiếm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc từng giọt máu rơi xuống nhưng không cắt đứt ngón tay, một mảnh trói lọi. Đó là lực lượng gì, cản trở được nguyên hoàng đạo kiếm? Mọi người kinh hô, mặc kệ là các bộ thái cổ hay nhân tộc, trên mặt tràn ngập thần sắc rung động, không ngờ có người dùng nắm tay cản được diệu thuật cấm kỵ của cổ hoàng. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đạo tia chớp tia chớp đánh ra, nắm tay rời phòng quấn quanh phủ văn vô tận, không gì cản nổi đánh cho không gian vỡ vụn, nguyên hoàng đạo kiếm cũng run lên. Lục đạo luân hồi quyền thật là loại quyền pháp cái thế vô song đó, nó lại xuất hiện trên thế gian. Một số lão tu sĩ nhân tộc kích động, nhìn ra manh mối, kinh hô khó hiểu, đó là bí thuật sớm thất truyền từ lâu, vốn cứ tưởng không bao giờ xuất hiện nữa. Tục truyền, một vị học được lục đạo luân hồi quyền cuối cùng vụ hóa rời thế gian, từng lưu lại di ngôn khắc lên đó biện pháp lên con đường thành tiên, nói xong liền hóa thành cho bụi. Làm sao hắn có được? Đây là nghi vấn trong lòng rất nhiều lão tu sĩ. Diệp Phàm muốn thành tiên còn kém xa, hắn bước ra nửa bước, sẽ bước lên con đường thành tiên. Tây Hàng Nguyên, có một người thần sắc đặc biệt nhất, đó là vị thánh nhân ở thiên tuyển Thạch Phường, môi run run không ngừng lầm bầm. Chúng ta không mở ra con đường kia, sư huynh, sư muội mọi người đã chết, chỉ có người mang ra lục đạo luân hồi quyền. Keng, keng. Cả người Diệp Phàm bao phủ đạo văn, một loại hào quang thần bí lưu truyền, dùng hai tay trọi cứng với nguyên hoàng đạo kiếm, đánh ra âm thanh đáng sợ từ vũ trụ sơ khai. Sau cái thế giới xa xưa mô hồ lưu truyền ở ngón tay, tràn ngập lực lượng khai thiên lập địa, hỏa tan đạo lực, muốn chôn vùi đạo kiếm kia. Ngón tay diệp phàm tràn máu, bị đạo kiếm tổn thương, nhưng lực hóa đạo khó mà ăn mòn, lúc này trong lòng hán trống không, đắm chìm trong quyền ý vô địch. Có ta vô địch, xưng tôn thế gian, ngay cả đại đạo cũng không thể áp chế. Đây là chân nghĩa của quyền này, đánh hạ chín tầng trời, mở ra luân hồi, nghịch chuyển lục đạo. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ bình mỏ mẫm ra quỹ tích nguyên hoàng đạo kiếm, bây giờ nó tránh cũng không thoát, hắn vung nắm đấm mang theo sáu mảnh thế giới xa xưa không ngừng nện xuống. Ầm, um, ầm. Um. Thiên địa đang run rẩy, đạo kiếm hóa thành thần liên chu lên, cuối cùng sắp gãy vụn, vẫn không thể thoát khôi. Mọi người biến sắc, bí thuật cấm kỵ của nguyên hoàng xưa nay không có địch thủ, giờ bị người ta đánh tan rã, đây là một lần đối đầu khác loại giữa đại đế cổ cùng hoàng thái cổ. Ầm. Um. Cuối cùng, diệp phàm một quyền đổ nát trật tự thần liên nguyên cổ hét to một tiếng mi tâm tràn máu muốn lan xuống đất lúc này diệp phàm tập trung toàn bộ tinh khí thần trước nay chưa từng có vào trong nắm tay màu vàng đạo hạnh cả đời ý chí bất khuất biến thành một đôi đạo quy en và lúc này hắn thăng cấp đến cảnh kỳ diệu tựa như dung hợp với đạo liên tục phá chín cửa phòng ngự của nguyên cổ đánh nát thân thể phốc hào quang trượt lóe thân thể nát vụn của nguyên cổ tiêu hao căn nguyên dùng nguyên quang chuyển sinh luân sống lại cách đó không xa sắc mặt lại tái nhợt vài phần gân xanh phồng to trên trán diệp Phẩm không nói một lời lại đánh tới trong lòng bình hòa nhưng ra tay cực kỳ khí phách nắm tay như muốn đánh dụng chín tầng trời gió quét lật bay cả dãy núi xa xa chân trời vỡ vụn nguyên cổ giống to tóc đen rối tung giữa mi tâm lại xuất hiện nguyên hoàng đạo kiếm hào quang càng trói mắt hơn chẳng qua trong tiên thai cũng tràn ra một đoàn máu đen keng lại là một phen đại chiến đáng sợ, Diệp Phàm một lần nữa đánh nát Nguyên Hoàng đạo kiếm, làm cho trật tự thần liên đất đoạn, đồng thời một quyền đánh tan thân thể nguyên cổ. Lúc này, Diệp Phàm như thiên đế chuyển thế, tóc rối tung khí khái ta là vô địch, lời vang vọng: "Ta mặc cho ngươi sống lại, sống một lần ta giết một lần, thẳng đến khi đập tan ý chí của ngươi." Mọi người ở Nguyên Thủy Hồ biến sắc, loại khí thế của Diệp Phàm lúc này khiến người ta thật lo lắng, nội tâm người này tràn ngập một loại tín niệm vô địch, cũng không phải là điểm tốt ta để ngươi hồi sinh, sống lại một lần, sẽ giết một lần, mãi tới khi ý chí của ngươi hỏng mất. Những lời này mà cũng có thể nói ra được cho thấy lòng tin của hắn cường đại cỡ nào. Mọi người không khỏi đều biến sắc, không ít người xôn xao, đây chính là huyết mạch cổ hoàng, có người dám dùng loại tư thái này đối mặt với hắn sao? Con đường chứng đạo là như vậy, có ta vô địch, quản ngươi là chư vương hay cổ hoàng tử, mặc dù là hoàng lúc còn trẻ sống lại thì sao? Dám chắn đường, ta một quyền đánh chết con đường đại đế cổ trước giờ đều được tạo thành từ xương trắng và tiên huyết thánh nhân thạch phường thiên tuyền tự nhủ nguyên cổ sống lại gân xanh nổi đầy chán giận dữ tới phát điên lên hôm nay hắn bị đánh chết mấy lần mỗi nghẹn uất trong lòng không đời nào diễn tả nỗi hắn là nhân vật kiêu ngạo bực nào mà hôm nay lại liên tiếp bị chém giết a à, hắn thét dài một tiếng chấn động cửu thiên cả vòng trời đều như phải rơi dụng hắn thì triển ra các loại bí thuật nhưng đều khó có thể ngăn cản uy lực lục đạo luân hồi quyền bị đánh văng tứ tung, lại phải phun ra một ngụm máu lớn. Âm. Cuối cùng, nguyên hoàng đạo kiếm lần nữa bị giạp nát, trật tự thần liên đứt đoạn, như rất nhiều viên chân châu rơi xuống, vẽ ra từng đạo lưu quang. Phốc. Nguyên cổ kêu lớn, lần thứ ba cùng đạo kiếm bị diệp phàm đánh giết, hóa thành một mảnh huyết quang lùi ra sau mấy trăm trượng, dùng nguyên quang chuyển sinh luân tái sinh. Trên thế giới này, hết thảy pháp thuật đều phải trả giá, thân mình hắn sống lại, nhưng cũng tiêu hao một bộ phận căn nguyên, trên mặt mất đi vài phần máu, vẻ sáng bóng cũng ảm đạm đi đôi chút. Ở mi tâm hắn, từng lũ ô huyết chảy ra, nhiễm đỏ cả mặt hắn, nguyên hoàng đạo kiếm nhoáng lên rồi biến mất, không được hắn sử dụng nữa, bởi vì bị lục đạo luân hồi quyền áp chế, dù thi triển hắn nữa cũng vô dụng, cấm thuật này vẫn hoàn toàn bị hóa giải. Giết! Lúc này, mỗi lỗ chân lông của Diệp Phàm đều tương thông với thiên địa, tinh khí vô lượng mãnh liệt tiến nhập cơ thể hắn, khiến hắn quang hoa vạn trượng, mỗi lần huy quyền đều như nắm ý chí đại đạo trong tay, không gì sánh nổi. Sắc mặt nguyên cổ đột nhiên biến đổi, tụy rằng hắn có rất nhiều bí thuật nhưng cũng không thể ngăn cản được, loại quyền pháp này quá bá đạo, có ta vô địch, ý chí và tín niệm vô cùng cường đại, quyền lực lại cực kỳ đáng sợ. Nhất là sáu thế giới cổ xưa mơ hồ kia, mỗi lần thay đổi liên tục đều có một loại lực lượng ma diệt thế gian, khiến xương cốt nguyên cổ liên tiếp bị chém nát. Phốc, mưa máu tuôn ra, nguyên cổ bị một quyền của Diệp Phàm đánh văng ra ngoài, bay xa chừng mấy trăm trượng, nắm tay màu vàng đánh nát hư không, không gì có thể ngăn cản được. Người thật sự khiến ta bất ngờ. Mỗi tấc xương cốt nguyên cổ vừa bị đánh nát bấy lại gian nan khôi phục lại, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ý thức được phải đánh tan loại tâm cảnh này của Diệp Phàm, bằng không hắn chỉ có bại mà không thể chiến thắng. Loại tín niệm vô địch này quả thực là thần tới chém thần, Phật tới chém Phật, duy ngã độc tôn. Tháp, tháp, tháp. Nguyên cổ chậm rãi bước tới, như một âm hồn màu đen, khi trái khi phải, chỉ lưu lại tiếng bước chân, cả thiên địa cũng như trở nên hôn ầm, vô cùng quỷ dị. Một bóng đen cứ lảng vàng, như lệ quỷ vạn năm không ngừng tới lui, di chuyển xung quanh Diệp Phàm, như mới từ địa ngục lao ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phát về phía trước. Xoát! Diệp Phàm lúc này đột nhiên biến mất, nhoáng lên xuất hiện cách ngoài mấy trượng, triển khai công sát đáng sợ. ầm, Lục đạo luân hồi quyền độc nhất vô nhị, đánh nát hư không, Nguyên cổ lại đứt gần đoạn cốt, phun tiếp một búng máu lớn, mấy lần văng ra ngoài, gần như bị thuấn sát. Ta không ngờ bị buộc tới bước này. Hắn lao sạch máu trên khóe miệng, lạnh lùng tự nhủ rồi đột nhiên ngừng đầu lên, hai mắt trở bên vô cùng đáng sợ. Hai trong mắt hắn sâu như vực, mắt trái hóa thành một vầng hắc nhật, mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt, khiến người ta nếu nhìn vào như có cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chìm sâu vào trong. Hắn lặng lặng đứng nơi đó, như một ma sơn màu đen như là có thể áp tháp phiến thiên địa này khiến người ta kinh hãi đàm chiến một cỗ khí tức quỷ dị lập tức tràn ngập ra khiến tất cả mọi người đang quan chiến đều kinh sợ không tự chủ được phải lui lại thật xa khí thế nguyên cổ hoàn toàn biến đổi như bắt đầu một đoạn tân sinh thay đổi thành một người khác như một ma thần thức tỉnh đối mặt thương sinh đột nhiên âm thanh leng keng truyền ra đôi mắt nguyên cổ bắn ra điện mang như một lưỡi dao sắc bén đang khẽ chấn động cả thiên địa lập tức tối đen như mực thân thể không thể động đậy. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, dù cách nhau xa tới 10 dặm vẫn có cảm thụ như vậy, khó có thể di chuyển được chút nào, như bị đóng đinh tại chỗ. Đây xảy ra chuyện gì? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Đi! Trong đó có một số cường giả quán thế ra tay, tay áo khẽ động, khiến những người không thể di động kia rời khỏi nơi này, tới một nơi rất xa mới có thể khôi phục tự do. Một bí thuật cấm kỵ cuối cùng mà Nguyên Hoàng lưu lại trước khi tọa hóa. Ở giờ khắc này, mọi người đều như hít thở không thông lập tức nghĩ tới một loại khả năng nguyên cổ tiên tam tràm đạo không thể chỉ tu thành một thức nguyên hoàng đạo kiếm mà nhất định còn có một thần thuật khác đương nhiên bí thuật cuối cùng của cổ hoàng chắc chắn sẽ tập trung tinh hoa cả đời của bọn hắn ngay cả đại thánh cũng khó có thể hiểu được toàn bộ hắn chắc cũng chỉ nắm được hai ba thức không thể nhiều hơn được giờ phút này ở trung tâm chiến trường diệp phàm cảm giác thân thể thật khó nhúc nhích bị một cỗ lực lượng không hiểu giam cầm một loại khí tức khó hiểu bắt đầu khởi động lại là cấm thuật của nguyên hoàng sao trong lòng hắn tự nhủ cũng không hoảng sợ bởi vì thân thể đối phương cũng không di chuyển chút nào chỉ có đôi mắt kia là càng lúc càng khủng bố thiên địa càng lúc càng tối tăm cuối cùng đến đưa tay lên cũng không thấy rõ năm ngón dù là thần thông thiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu hết rất mơ hồ đây là do đạo tác làm không gian vặn vẹo thành ngầm lạnh lùng của nguyên cổ vang lên khiến ta phải thi triển cấm thuật của cổ hoàng ngươi dù chết cũng có thể kiêu ngạo rồi mắt trái hắn hóa thành một vầng hắc nhật bay lên như một ngọn núi lớn áp bách mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt lao ra lực lượng quỷ dị mãnh liệt ập tới phía trước diệp phàm cả kinh lúc này hắn như bị trói buộc rất khó có thể di chuyển làm sao có thể đón đỡ bỗng dưng thần quang trong mắt hắn đại thịnh nguyên thiên nhãn được mở ra thấy được từng lũ từng lũ đạo tắc dày đặc thiên địa phong tỏa hết thảy dù là thân thể nguyên cổ cũng chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể di động diệp phàm hừ lạnh một tiếng nguyên thiên nhãn rực rỡ trói mắt dùng mâu quang khắc ra từng lũ đạo văn giữa hư không cô động nguyên khí thắp thiên địa ầm hư không bị giam cầm chấn động manh quang diễm vô tận nổi lên cùng nhau luyện hóa hắc nhật và huyết nguyệt tấn công về phía thân thể nguyên cổ nguyên khư giới thanh âm nguyên cổ vẫn lạnh lùng như cũ không nhanh không chậm nói ra ba chữ này từng chữ lang keng hữu lực như kim thạch xé không khắp nơi càng trở nên hắc cầm hơn nguyên khí cũng đều biến mất ngăn cách với đại địa bọn họ hiện ra trong một mảnh hư không vô cùng không thấy điểm cuối đây như một mảnh thế giới phế tích thê lãnh mà tịch mịch không có bất cứ thứ gì Diệp phàm thật sự đang đứng trong một phiến thiên địa khác bí thuật cuối đời của cổ hoàng quả nhiên quỷ dị khó lường chuyển tống thẳng hán tới nguyên khư giới vẫn không thể di động như cũ nguyên cổ ngươi sợ sao tranh hùng thân thể thua dưới tay ta giờ lại muốn quyết đấu thần niệm sao ta thành toàn cho ngươi đánh tan ý chí của ngươi cuộc chiến mới bắt đầu ta chưa từng thất bại người không dao động được tín nhiệm chứng đạo của ta đâu người phải chết dưới cấm thuật của ta Thanh âm của nguyên cổ vang lên ầm một vòng hắc nhật xuất hiện một vòng huyết nguyệt hiện ra ngay sau đó cùng nhau tản mát ra thần năng và quang mang vô tận hiển hóa thành hai bóng người bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé hắc nhật quy liệt hóa thành một nam nhân mặc chiến yêu kim cầm một cây thiết qua màu đen trong tay ma uy cái thế khí phách khôn cùng huyết nguyệt vỡ ra một thiếu niên mặc quần áo dính máu lao ra trinh đỉnh đầu là một chiếc đại trung mà đỏ từ từ rung động lượn lờ hỗn độn màu máu từng bước bước về phía trước yêu dị nghịch thiên đây là do thần thức của hắn biến thành ngày thường dựng dục trong hai mắt giờ hóa thành hai tôn thần minh ai cũng không biết đây chính là thần linh do bí thuật của nguyên hoàng bồi dưỡng thành Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Hắn rất có tâm đắc với việc tu luyện và lý giải thần niệm, tự tin mười phần. Mi âm hắn lóe ra quang qua, một tiểu nhân màu vàng bước ra từng bước, cầm một cây tiên trong tay. Nó dài hơn 13 thước, tổng cộng có 26 đốt, mỗi đốt đều có phủ ấn cực đạo. Tiểu nhân trong mi tâm Diệp Phàm xuất hiện, cầm đà thần tiên trong tay, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, công kích nguyên cổ. Đang! Chiếc đại trung màu đỏ từ từ chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng, ma diệt thần niệm khiến trong lòng diệp phàm run lên nguyên thần cảm thấy không ổn suýt nữa cũng phải hỏng mất hắn không thể không kinh hãi thần niệm của đối phương quả nhiên có chỗ độc đáo sau khi ổn định lại tiểu nhân màu vàng lại luân động đả thần tiên uy lực tuyệt luân đây chính là thành quả ma luyện nguyên thần của diệp phàm năm đó thần niệm của hắn căn bản không thể chạm vào cây tiên này vì nó có thương tổn rất lớn tới thần thức nhưng nay nó lại trở thành một kiện binh khí đặc biệt của nó chuyên dành cho nguyên thần sử dụng phía trước nam nhân như thần ma do hắc nhật hóa thành cầm cây thiết qua lao lên nghênh đón đà thần tiên phát ra thanh âm lang keng ngươi ngươi cũng có binh khí cho nguyên thần nguyên cổ hiển nhiên vô cùng kinh hãi diệp phàm cũng rất kinh hãi cây thiết qua trong tay nam nhân hắc y này và chiếc đại trung trên đầu thiếu niên mặc xích y kia đều là binh khí chuyên môn đối phó nguyên thần giống như đà thần tiên đều là bí bảo chỉ là không rõ cấp bậc của chúng thì như thế nào trong lòng nguyên cổ dâng lên hãi lãng ngập trời loại bí binh này rất khó luyện chế ít người thông hiểu chuyên môn nhằm vào nguyên thần diệp phàm ra vẻ sợ hãi không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh nếu đổi lại là người khác chỉ sợ một kích đã hóa thành cho tàn đây là thuật tuyệt sát của nguyên cổ bởi vì hắn rõ ràng loại binh khí như đà thần tiên nếu đánh lên nguyên thần thì chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ đến thần tiên cũng khó có thể cứu chữa hai người đại chiến nguyên cổ một niệm hóa hai tôn thần minh một người cầm thiết qua một người không chế đại chung một công một thủ rất đáng sợ. Đang. Diệp Phàm đại chiến rất vất vả, binh khí hai tôn thần minh kia tuy không bằng đà thần tiên, nhưng đối phương lại có bí pháp đặc biệt chuyên cho nguyên thần, cho nên uy lực gia tăng rất nhiều. Nhất pháp thông, vạn pháp thấu. Diệp Phàm lui về phía sau một đoạn, hiện ra nụ cười ác nghiệt, trong lòng lại là một mảnh trong vát, dùng nguyên thần vận chuyển bí quyết chữ binh, đoạt đi binh khí đối phương. Nguyên khư giới tràn ngập vết thương, thiên địa u tối, giống như một vùng thế phổ đang vào hồi tận thế vô cùng tiêu điều trật tự thần liên dày đặc đan thành một đường cong sáng lạn đây là đạo thể nguyên thần chỉ cần dính vào một cái liền lập tức bị giết thân thể diệp phàm không nhúc nhích người nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trên tiên thai toàn thân rực rỡ có rất nhiều phù văn lóe lên trong ngực ôm tiểu đinh vạn vật mau khí bao phủ bảo vệ kín kẽ thời gian như ngừng lại thiên địa giống như rơi vào trạng thái cổ quạnh vĩnh hằng hai người đều đánh một đòn tất sát kinh tế muốn hoàn toàn giải quyết đối phương đột nhiên từ thiên linh cái của diệp phàm tòa ra một cột sáng chói mắt người nhỏ màu vàng rốt cục vọt ra lao về phía trước né qua một sợi trật tự thần liên quá nhanh nguyên cổ biến sắc hai thần linh của hắn đã hợp nhất đứng ở một nơi khác dưới chân có một sợi trật tự thần liên phong tỏa hư không bắt đầu chấn xích địch thủ rầm rầm hai người như cách nhau một vùng hư không mỗi sợi xích pháp tắc đều dung truyền phát ra hào quang vô cùng vô tận chiếu phá núi sông các loại đạo minh phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi nguyên khư giới không hề u tối nữa mà nơi nơi đều là thần tắc giống như pháo hoa nở rộ đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sát khí tuyệt thế mỗi sợi xích đều là đại sát khí nguyên thần vương giả tiến vào nơi này nhất định phải chết thái cực hóa vô cực nghịch chuyển trở lại người nhỏ màu vàng hợp đạo dung hợp làm một bay ra từ trong cơ thể diệp phàm trở thành một luồng ánh sáng vĩnh hằng lúc này diệp phàm ôm đinh tiến tới vạn vật mau khí buông xuống ngăn cản từng luồng lực lượng pháp tắc nhắm chuẩn phương hướng nhằm về phía nguyên cổ thời gian động lại tất cả ngừng chuyển động trong nháy mắt chỉ có hắn ôm đinh bất hủ phát ra thần quang khiến cả nguyên khư giới run rẩy thần linh của nguyên cổ như bị cố định lại khó có thể di động một chút chưa mắt nhìn luồng thần quang kia áp tới cuối cùng phát ra một tiếng giống to ầm khắp nguyên khư giới sôi trào trong khoảng khắc khi người nhỏ màu vàng ôm tiểu đỉnh tới trong ấn áp hắn rốt cục khôi phục tự do đỉnh đầu nổ vang xuất hiện một cái chuông lớn phát ra âm thanh đinh tai nhức óc trong tay xuất hiện một cây chiến qua vung lên trời đối kháng với đại địch chát tiếng chuông vang lên chuông lớn trên đầu nguyên cổ va chạm mạnh một cái suýt nữa vỡ nát xuất hiện một vết nứt chiến qua trong tay đối đầu với vạn vật màu khí cuối cùng cũng chặn một kích tất sát bí pháp của ngươi bị phá rồi ta xem ngươi còn có pháp môn nào nữa nguyên cổ hét lớn bước chân lóe sáng bước lên một sợi chật tự thần liên khiến khắp hư không đều trở lên trong suốt mỗi một sợi xích pháp tác giống như một con chân long lấp lánh đan sen lao về phía diệp phàm sắp sửa trói buộc hắn ở nguyên khư giới chấn sát hoàn toàn đạo pháp vô cương đây mới chỉ là gần bắt đầu nói gì tới phá hay không phá người nhỏ màu vàng rất lạnh lùng đỉnh trong ngực bay lên treo trên đầu tỏa xuống vài dài vạn vật mau khí bảo vệ lấy hắn đây là lần đầu tiên có người dưới một kích này của diệp phàm mà lông tóc không chút hao tồn đạo hạnh của nguyên cổ có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên hắn cũng không hề kinh hoàng chút nào. Keng keng. Mỗi sợi xích đều rung động, xuyên thủng hư vô, muốn giết chết Diệp Phàm. Thần hòa trật tự thiêu đốt, có thể hủy diệt nguyên thần, không có gì có thể bất hủ với nó. Ông. Diệp Phàm tránh né rất nhanh, sau đó đó âm thầm vận chuyển bí quyết chữ binh, muốn khiến trường lớn kia phản vệ lại nguyên cổ. Nhưng nó phát ra tính đạo minh, chỉ lai chuyển vài cái mà thôi. Nó không phải là binh khí của nguyên thần mà là trật tự thần liên đan vào mà thành, không phải thực thể có thể thấy nguyên cổ cũng rất kiêng kỵ đối với khống binh thuật của diệp phàm rầm rầm trên trăm sợi xích pháp tác xuất hiện đây là bí thuật cấm kỵ của nguyên hoàng mỗi một sợi trật tự thần liên đều ẩn chứa sát khí tuyệt thể mỗi một sợi xích này lại cấu thành trật tự sát trận thái cổ đây là hoàng pháp cực đạo rơi vào trong trật tự thần trận này thì bỏ chạy là chuyện quá khó khăn gần như không có đường sống bí thuật đỉnh cao này là một trong những bí kỵ tất sát của thái cổ hoàng đương nhiên nguyên cổ chịu hạn chế tu vi cảnh giới có hạn không có khả năng thể hiện pháp liên không sứt mẻ của thái cổ hoàng nhưng thế cũng cực kỳ đáng sợ bị nhốt trong đó sẽ khó có thể sống nổi nhưng diệp phàm lại không sao hắn di chuyển như một âm hồn người nhỏ màu vàng đạp bước theo bí quyết chữ hành đi trong ngàn vạn đạo tắc né được tất cả kiếp nạn người nguyên cổ quá sợ hãi hắn đã từng thử đại chiến với một vị vương giả đại thành trong tộc vây đối phương trong nguyên khư giới căn bản không thể bỏ chạy bí quyết chữ hành tỏa ra những tia sáng kỳ dị nhoáng lên trong đạo đồ do các thanh trật tự thần liên tạo thành không ngừng hóa hiểm thành an đi về phía trước sao lại như vậy nguyên cổ cảm thấy có sức mà không có chỗ dùng trật tự thần liên như thế này mấy ai có thể thúc giục chứ dù là đã chạm đạo cũng chẳng có mấy người thi triển nổi nhất là với số lượng lớn như vậy theo lý mà nói thì nó phải là tuyệt sát mới đúng nhưng đối phương lại nhẹ nhàng tránh được lực lượng hủy diệt hư không lại khó có thể đả thương được đối phương ầm uhm, người nhỏ màu vàng có chiến khí hoàng kim thiêu đốt cầm đà thần tiên trong tay trên đầu có bảo đình lướt qua đạo tắc vọt tới sát kẻ thù nguyên thần đại chiến kịch liệt mênh mông hai người tiến công chớp nhoáng không ngừng nguyên cổ thu hồi tất cả pháp tắc lại dày đặc bên ngoài thân thể nhưng hắn vẫn yếu thế như trước bị đà thần tiên trong tay diệp phàm khắc chế có nguyên thần binh lại sợ bí quyết chữ binh của diệp phàm mà không dám thi triển một bên thì chẳng lo sợ gì một bên thì trong lòng băn khoăn trận chiến này tất nhiên sẽ nguyên về một phía bất cứ lúc nào cũng có thể hạ màn âm Cuối cùng nguyên cổ vẫn vận dụng nguyên thần binh, chuông lớn và thiết qua tái hiện, tuy nhiên đều dùng thần liên quấn quanh, đều không phải thúc giục trực tiếp. Chát. Người nhỏ màu vàng càng đánh càng hăng, vung đả thần tiên đánh cho chiếc chuông kia nát bấy, hóa thành mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Keng keng keng. Thiết qua cũng va chạm với đả thần tiên, đống lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng gãy rời, hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên cổ kêu to một tiếng, trật tự thần liên bao phủ quanh người bị đánh nát biến thành một vùng ánh sáng rồi tan biến. ông, nguyên thần hợp đạo, cuối cùng người nhỏ màu vàng ôm đỉnh lao tới, biến thành một luồng sáng vĩnh hằng, thời không giống như ngừng lại. chát, người nhỏ màu vàng ôm Đinh hóa thành một đạo điểm siêu thoát ngoài thế giới, chấn nửa nguyên thần của nguyên cổ thành bột phấn, hóa thành ánh sáng tiêu tán. a, à, nguyên cổ hét lên thê lương, thân thể còn một nửa lùi nhanh về phía sau, trật tự thần liên đầy trời nổ tung toàn bộ, hóa thành một vùng đạo hải người nhỏ màu vàng cũng chỉ có thể tránh lui, vọt vào mi tâm của thân thể, ngồi xếp bằng trên tiền thai bảo vệ thân mình. ầm, um, nguyên khư giới sụp đổ, không thể giam cầm thân thể diệp phàm nữa. một lần nữa hắn lại đứng giữa trong, đối diện với nguyên cổ ôm đầu quay cuồng. đại chiến tới giờ cũng không biết đã qua mấy ngàn hiệp. lúc này mà trời đỏ ối đã về phía tây, ánh nắng hoàng hôn cũng xuất hiện, nhốm đỏ như máu. người bị đánh bại rồi, mi tâm nứt ra, hiển nhiên nguyên thần bị một kích hủy diệt rồi mọi người đều ngây dại vừa rồi nguyên cổ thi triển ra một bí thuật tột đỉnh của nguyên hoàng không ngờ vẫn đại bại lại bị thương tới căn nguyên một trận chiến này căn bản tới lúc hạ màn rồi tiểu diệp tử cờ tử nguyệt vui quá mà bật khóc vừa rồi nàng vô cùng lo lắng lúc này trên mặt tràn nước mà nhảy nhót ở phía xa xa tốt rốt cục cũng giết được nguyên cổ rồi dù là huyết mạch cổ hoàng thì đã sao kết quả cũng vẫn là thất bại lý hắc thủy nắm tay rất nhanh năm đó hắn bị đuổi giết may mắn thoát chết nhưng rốt cục vẫn oán hận vô cùng. Thắng! Sợi tóc diêu quang thánh tử trong suốt, áo trắng xuất trần thoát tục, tự nói một câu như vậy, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì. Phi yêu tộc, xích long lão đạo lộ vẻ vui mừng, nhan như ngọc lẳng lặng quan sát, thần sắc hơi khác thường, dưới ánh hoàng hôn trông đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông. Rất nhiều cao thủ các thánh địa đều động dung, một trận chiến này rành rành trước mắt mọi người, bí thuật của nguyên cổ đáng sợ tới cực độ, nếu không có diệp phàm phá giải mà đổi lại là người khác thì chỉ có thể nuốt hận ngay cả vương giả cũng phải chết mặc dù là người của giao trì từ trước tới giờ không tranh giành với ai siêu nhiên thế ngoại lúc này cũng đều lộ sắc mặt khác thường đôi mắt đẹp của giao trì thánh nữ bừng lên nhìn chăm chú vào thân ảnh trong chàng đấu kia lúc này diệp phàm đứng trên tây hà nguyên bị ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi toàn thân lấp lánh sáng thoạt nhìn trông càng lộ thần uy lẫm lẫm giống như đế vương giáng trần các tộc thái cổ đại trấn thánh thể nhân tộc lại cường đại tới bậc này sao ngay cả huyết mạch của cổ hoàng cũng đánh bại được khiến ai nấy đều thấy trong lòng lạnh lẽo người của nguyên thủy hồ khiếp sợ nhất ai nấy đều ngây ra ngay cả tên tổ vương kia cũng kinh ngạc không nói lên lời trầm mặc ở đó năm đó nguyên hoàng chém địch thủ cường đại nhất ở nơi này sau đó mới đi được trên hoàng lộ vô địch người chính là con cháu của nguyên hoàng người của nguyên thủy hồ đột nhiên hét lớn tiếng nói chấn động mười phương mỗi bộ tộc thái cổ đều giống lớn bốn phương không biết có bao nhiêu người cùng hô vang khắp Tề hà nguyên bị âm thanh kinh thiên này bao phủ đây là một loạt tiếng hò hét khiến người ta run rẩy khắp tê hà nguyên đều lay động hắc ha 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 đột nhiên diệp phàm ngửa mặt lên trời cười phá lên toàn thân tới ngay cả sợi tóc đều phát sáng nhất là đứng trong hoàng hôn khiến thân thể hắn như bao phủ bởi một viền vàng sáng người càng hùng vĩ cao lớn hơn có khí thể như nút núi sông mọi người đều ngừng hò hét Tề hà nguyên lập tức yên tĩnh lại vô số ánh mắt đều chú ý trên người hắn lặng ngắt như tờ ta còn chưa chảm đạo diệp phàm bình tĩnh nói ra vài lời như vậy vang khắp bình nguyên hắn còn chưa chảm đạo đâu cũng không biết ai lập lại câu này lập tức mọi người đều rung động đúng vậy diệp phàm với tu vi tiên thai tầng hai lại sống mái được với nguyên cổ cuối cùng chiến thắng huyết mạch cổ hoàng đúng là chẳng ra gì lời này hắn nói có gì sai sao mọi người đều ngây ra thánh thể nhân tộc nếu chẳng đạo thì giết nguyên cổ như giết chó bàng bác đứng trong đám người giống to giống như châm cả một ngọn núi lửa tề hà nguyên lập tức sôi trào vạn người chú ý vào giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về thân thể người thanh niên tư thế oai hùng này ai nấy đều biến sắc tràn ngập vẻ rung động giống như đang nhìn một vị thần vậy toàn thân diệp phàm bao phủ bởi một tầng sáng ánh sáng thần thánh hắn bước từng bước về phía nguyên cổ tiếng bước chân vang lên trong lòng mọi người đầy vận luật chấn động thiên cổ gâu gâu từ trong đám người truyền ra tiếng chó sủa khiến rất nhiều người cổ tộc như tỉnh mộng tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi tề hà nguyên lập tức rung động gà bay chó sủa ồn ào một vùng đạo nhân trẻ tuổi tự xưng là thông thiên trước kia lại bị một con đại hắc cẩu đùi ngoạm chặt cánh tay còn to hơn đùi người thường nghe răng trợn mắt liên tục móng mỏ chó nhà ai không cột lại để nó cắn linh tinh thế gâu cầu yêu ta với ngươi ngày xa không oán ngày gầy không thủ cắn ta làm chi Ngươi vừa rồi nói thánh thể nhân tộc sau khi chạm đảo liền giết nguyên cổ như gì. Hắc Hoàng nghe răng, cả miệng toàn răng nanh lóe lên hàn quang. Đổ chó điên, ta đánh, đau chết bẩn đạo rồi, người mau nhả ta ra. Đạo nhân thông thiên giơ chân vung tay. Đại hắc cầu nhào lên người hắn cắn điên cuồng, không ngừng sủa vang. Những người xem xung quanh không biết nên khóc hay nên cười. Chiến trường vô cùng khẩn trương, mà lúc này lại vang lên tiếng chó sủa liên tục, xảy ra nhân cầu đại chiến ánh nắng chiều chiếu xuống tây hà nguyên lúc này lỗ chỗ khắp nơi đều là thâm cốc dưới ánh mặt trời chiều có vẻ suy tàn giống như một vùng hoang vắng và lạnh lẽo nguyên hoàng lúc này chém kẻ địch cường đại nhất đời hắn bởi vậy mà chứng đạo ngươi là cháu đời thứ tám của hắn trong cơ thể chảy huyết mạch của hắn vì sao lại không thể đứng lên giết chết địch thủ một lão tổ vương của nguyên thủy hồ gầm thét tiếng nói vang vọng khắp bình nguyên chấn động mọi người run rẩy lời nói này ẩn chứa uy lực lôi đình giống như pháp tác thiên đạo nổ vang vậy. Nhất là tu sĩ nhân tộc ai nấy đều sợ hãi, tuy rằng sự kiên vạn tộc sớm đã có hiệp định, chư thánh không được hiện thần thông, nhưng ai có thể cam đoạn bọn họ thật sự không ra tay chứ. Giờ phút này trên tê hàng nguyên có một số tổ phương đang xem cuộc chiến, khiến những người ôm hy vọng, chú ý tới Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, sinh ra dự cảm không lành. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn, tổ vương của Nguyên Thủy Hồ lại muốn thúc đẩy ý chí chiến đấu của Nguyên Cổ sao, hay là lời nói này muốn cảnh cáo hắn không được ra tay đây là uy hiếp tử vong đối với hắn sao trận quyết chiến sinh tử lần này sớm đã có ước định từ trước bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp tất cả đều phải bằng thực lực người thắng sống kẻ thua chết ánh sáng hoàng hôn bao phủ khiến thân ảnh của diệp phàm trở nên rất dài tiếng bước chân truyền ra từ chiến trường im ắng vô cùng sâu thẳm quanh quẩn như tiếng bước chân của tử thần a à, nguyên cổ kêu to thê lương mái tóc đen tung bay mi tâm của hắn bị vỡ ra một đường thẳng tắp không ngừng tràn máu tươi tiên thai gần như bị đánh nát, thần niệm bị hủy một nửa. Ta bị đánh bại, nhưng ta không cam lòng. Hắn gào thét trầm thấp, mái tóc đen rồi tung, che mất nửa khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng như một mặt trời màu đen. Lúc này, hắn giống như một vị ma chủ sắp ngủ đông. Không cam lòng cũng không thay đổi được kết quả. Diệp phàm tới gần, toàn thân lấp lánh ánh sáng, giống như thiên để hạ phàm, có một loại khí thế vô cùng bức người. Ta thua trên con đường chứng đạo, kiếp này vô vọng nhưng tiên tam trảm đạo ta lại có thể giết ngươi nguyên cổ buồn bã cười to mọi người đều ngẩn ngơ không biết ý hắn là gì vì sao lại nói vậy thế là có ẩn tình gì diệp phàm cũng ngẩn ra thân là cháu đời thứ tám của nguyên hoàng tiên tam trảm đạo vẫn bị ngươi đánh bại ngươi thấy ta quá yếu sao lời nói của nguyên cổ trầm thấp tràn ngập vẻ mất mát nói ta muốn chứng đạo hẹn ngươi quyết chiến sao lại để cảnh giới cao hơn áp bức ngươi được trong cơ thể ta chảy huyết mạch của nguyên hoàng cũng có tôn nghiêm mọi người đều ngây dại nguyên cổ áp chế cảnh giới sao với cảnh giới tiên thai tầng hai đại viên mãn tiến hành quyết chiến công bằng với thánh thể nhân tộc sao diệp phàm cũng ngẩn ngơ một trận chiến này của nguyên cổ xem nhưng là một bước mấu chốt trên con đường chứng đạo chưa vận dụng lực lượng chảm đạo à hắn mặc dù tàn nhẫn ác nghiệt nhưng không ngờ lại có sự kiên trì và cố chấp này bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé. Bỏ qua tất cả, quên đi tất cả thân nhân, sống lại ở kiếp này chỉ vì chứng đạo, nó là mục tiêu, hy vọng duy nhất trong lòng ta. Ngày này nó lại mất rồi. Nguyên cổ nói nhỏ, nước mắt tràn ra, mang theo vẻ thê thảm. Con đường chứng đạo là con đường vô tình, tu sĩ cần từ bỏ rất nhiều thứ, mà hắn lại là người phong ấn từ Thái cổ mới ra, khẳng định càng có nhiều chuyện xưa. Chứng đạo vô vọng chết là kết quả duy nhất của ta lời nói của nguyên cổ lạnh lùng mang theo vẻ quyết liệt mái tóc đen buông xuống phủ kín toàn bộ khuôn mặt nói tuy nhiên ta phải lôi ngươi đi cùng không muốn để lại phiền toái cho tộc ta diệp phàm sau khi nghe xong liền bình tĩnh nói ta sẽ tô điểm cho bức tranh khi còn sống của ngươi vậy huyết mạch cổ hoàng rực rỡ thân là hậu nhân của nguyên hoàng ta sẽ cho ngươi thấy chảm đạo lực chân chính nguyên cổ thu hồi vẻ thê thảm xóa tan nét suy tàn tinh khí thần toàn thân tăng vọt giống như biến thành một người khác vậy keng keng giờ khắc này trên người nguyên cổ bắn ra một sợi thần liên mọi người đều thấy rõ ràng chiếu sáng lóa mắt đây là một sợi xích trật tự tỏa ra từng luồng thần tắc đây là lực lượng trảm đạo chân chính giờ phút này hắn như tắm lửa trùng sinh tất cả trật tự thần liên đều nối với người hắn giống như linh vũ của một con phượng hoàng thần bí mà yêu dị rầm rầm trật tự thần liên nối liền một mảnh chiến khí trong cơ thể nguyên cổ cuồn cuộn sôi trào giống như phượng hoàng tung bay tỏa ra ức vạn luồng sáng trong lòng hắn đã không còn hy vọng nhớ nhung thái cổ hắn đã không còn lưu luyến gì đối với thế gian này trong lòng nổi lên tình cảm quý giá nhất với thân nhân lúc này hắn đã quyết trí chết đi chỉ cầu một trận chiến cuối cùng trói sáng giết chết địch nhân sau đó chấm dứt đánh đi đánh một trận không giữ lại gì nữa nguyên cổ giống to khiến thiên địa chấn động mà tóc đen tung bay giống như một ma thần xông tới liều chết như người mong muốn tỏa sáng trong một trận chiến cuối cùng đi diệp phàm cũng hét lớn chiến lược tăng lên tới cực hạn không còn lưu lại chút nào ầm nắm tay hai người va chạm với nhau ánh sáng tỏa ra vạn trượng bao phủ thiên địa phát ta tiếng động kinh thiên động địa dư chấn quét ngang mặt đất một luồng sóng gợn có thể nhìn thấy tràn ra mười phương tiếng gầm rút không dứt bên tai núi hoang ở phía đường chân trời liên tục đổ sụp xuống trở thành bột mịn, hóa thành đất đai khô cằn. Đại chiến chàm đạo chân chính, so đấu bằng cả tính mạng, không còn giữ lại chút nào. Máu tươi của hai người chảy dài, nhật nguyệt vụt tắt, thiên địa thất sắc, núi sông sụp đổ. Diệp phàm sống mái cưới nguyên cổ, các loại thần năng pháp tắc đều đánh ra hết, đại chiến sinh tử, máu huyết trong cơ thể sôi trào lên. Nguyên cổ chàm đạo so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, trật tự thần liên dày đặc, vang vọng vòng trời mỗi lần xuyên thủng qua đều đánh cho diệp phàm phải tràn một ngụm hoàng kim tháo huyết đây là lực lượng của pháp tắc hai người đại chiến khiến trời đất mù mịt so với trận chiến vừa rồi còn kịch liệt hơn rất nhiều máu tươi bắn tung tóe trận chiến này vô cùng đẫm máu thần liên rung động rầm rầm nối liền với thân thể nguyên cổ hắn giống như một con tiên phương mây đỏ bao phủ toàn thân đứng bên trong thần quang vĩnh hằng hắn xây dựng pháp tắc thiên địa trong hư không hình thành một nhà giam càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói lọi mỗi một sợi thần liên đều phát ra tiếng đạo vang vọng vòng trời đạo của ta vừa chuyển động cảnh xuân tươi đẹp trăm năm nguyên cổ hét lớn một tiếng cuối cùng thi triển ra đạo phụt máu tươi bùng lên tránh không thể tránh nổi một sợi thần liên đỏ thấm xuyên qua cơ thể diệp phàm găm hắn trên hư không máu huyết hoàng kim bắn ra giờ khắc này diệp phàm cảm thấy trong cơ thể có một loại sinh mệnh lao ra biến mất theo thần liên hắn giống như lập tức mất đi trăm năm tuổi thọ vậy trên bầu trời tràn ngập ánh sáng đó là tinh hoa can nguyên nhất của sinh mệnh khiến hai người giống như thần linh bất hủ đối kháng rực rỡ tươi đẹp vô cùng đạo ta chuyển một lần nữa cảnh xuân tươi đẹp không còn thệ thủy ngàn năm anh hùng hóa đất vàng nguyên cổ lại hét lớn lần này mười sợi thần liên như dáng chiều vọt tới không có đường rút lui không có chỗ né tránh phụt phụt mười sợi trật tự thần liên xuyên thủng diệp phàm mỗi sợi đều nhuốm máu nhìn mà gây người hắn giống như bị đóng đinh trên thánh giá khó có thể di chuyển có có máu tươi nhỏ xuống thời gian dường như bay đi rất nhanh diệp phàm âm thầm sợ hãi hắn cảm thấy sự giàn nua đây là lực lượng sao hắn căn bản không tin đất chặn đường ta trời nguyền rủa ta chúng cũng không thể xóa ta khỏi thế giới này đạo của ngươi cũng không diệp phàm hét lớn thân thể nở rộ hào quang vô tận một viên thái cực hoàng kim xuất hiện đây là thần hình của hắn tràn ngập khí tức của đại đạo cùng lúc này thanh liên tiên vương lâm cửu thiên sơn hà cầm tú thần hải màu vàng các loại dị tượng đều hiện ra hóa thành một bức đạo đồ trong thiên địa giống như sáng lập ra một thế giới ầm càn khôn đất đoạn mười sợi trật tự thần liên lần lượt đứt gãy hóa thành ánh sáng vụt tát trong hư không diệp phàm đánh gãy gông xiềng điên cuồng hét lên một tiếng núi sông chấn động tinh khí mười phương điên cuồng bổ sung cho tinh nguyên vừa bị hao tồn của hắn thần hình của hắn xuất hiện dị tượng của hắn hợp nhất ngắn ngủi đánh bay nguyên cổ khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn trật tự thần liên bị chặt đứt toàn bộ tám phương im bặt lặng ngắt như tờ mọi người đều kinh hãi lực lượng tràm đạo của huyết mạch đông hoang cũng đánh tan nguyên cổ rốt cục vẫn đại bại dùng hết lực lượng cũng không xong tuy nhiên diệp phàm cũng không chịu nổi rồi hắn bị đạo của nguyên cổ làm tổn thương tới căn nguyên cần phải tu dưỡng một thời gian mới có thể tốt lên vừa rồi đúng là vô cùng hung hiểm suốt nữa đã bị đối phương giết chết trận chiến cuối cùng đánh bại ta vĩnh viễn ta lôi người cùng hóa đạo thôi nguyên cổ bước từng bước tới không biểu hiện gì nhưng lại có một vẻ cô đơn khó kìm nén nổi hắn còn một đòn sát thủ triệu hoán nguyên hoàng huyết mạch sống lại hắn nói ra từng chữ tiếng nói vang vọng như sấm sét chấn động màng nhĩ khiến mọi người đau đớn không người nguyên thủy hồ kêu lên sợ hãi đây là một trong những bí thuật cuối cùng của nguyên hoàng với nguyên cổ hiện giờ thì không thể thúc giục nếu mạnh mẽ thi triển thì người này lập tức bị phế trong cơ thể bộ tộc này có nguyên hoàng huyết, ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của hắn, có thể mạnh mẽ lấy ra, hóa thành thần tắc đánh tới. A, à, Nguyên Cổ kêu to, mái tóc đen dựng đứng, mỗi tác gia thịt đều tràn ngập máu tươi, đó là từng luồng tinh hoa bản mạng tràn ra, phía sau thân thể hắn ngưng tụ một thân ảnh. Ầm. Giờ khắc này khí tức thái cổ hoàng vô thượng tràn ngập không gian, giống như xuyên qua thời không, từ xa xưa trở lại, một lần nữa đứng giữa thiên hạ. Nguyên hoàng mọi người đều sợ hãi có một loại lực lượng đáng sợ đang chuyển động triệu hoán huyết mạch của nguyên hoàng sống lại thành công để một luồng hoàng uy tái hiện thế gian nguyên cổ giống động rừng núi đất đai đánh về phía trước thân ảnh mơ hồ phía sau hắn cũng có cùng một động tác tỏa ra khí thế không thể ngăn cản khiến rất nhiều người quỳ xuống vái lại tại chỗ thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ nhưng cũng có một luồng uy áp của nguyên hoàng có mảnh nhỏ pháp tắc của hắn ở bên trong khủng bố tới cực hạn rồi thì triển ra một chiêu này thì máu huyết linh tính của nguyên cổ đã tiêu hao hầu như không còn, dù đánh cục địch thủ thì hắn cũng không còn đường sống nữa. Diệp Phàm khó có thể nhúc nhích, hư ảnh mơ hồ của nguyên hoàng áp bức lòng người, chấn nhiếp cả tâm linh, loại cảm giác này không thể nói bằng lời, đây là một luồng đạo uy đáng sợ. Cuối cùng hắn phát ra đạo âm, lời nói như sấm sét, đối mặt với áp bức cực thịnh từ hư ảnh của nguyên hoàng, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là cửu long kéo quan, chống lại thứ này. Hai tay của hắn vung lên, diễn biến đấu chiến thánh pháp chín con chân long bay ra từ tay hắn lên bầu trời lòng ngâm động cửu thiên kéo theo cổ quan bay về phía vòm trời mênh mông chắn trước hư ảnh của nguyên hoàng chặn cửu long kéo quan của hắn hiển hóa ra có uy thể vô thượng chống đỡ được thái cổ nguyên hoàng đây là một loại không khí không nói nên lời hai người bắt đầu rằng co cảnh tượng này vô cùng rung động chín con chân long bay ngang bầu trời một cổ quan bằng đồng thau phát ra tiếng đạo âm giống như mãi mãi trường tồn đặt ngang với nguyên hoàng khắp nơi đều im ắng mọi người ngừng thở khẩn trương chú ý tới cảnh tượng này hít vào cũng không dám sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất nhưng diệt phàm nhập thần quá mức đấu chiến thánh pháp diễn biến tới cực hạn rồi dẫn ra tất cả uy thể của cửu long kéo quan giống như vật thật vậy ầm ầm cuối cùng cửu long kéo quan vẫy đuôi lôi kéo cổ quan bay lên bầu trời chìm sâu vào không gian biến mất hoàn toàn đi ra vực ngoại mọi người đều ngẩn ra nhất là bằng bác sau khi tỉnh lại liền véo tay một cái thật đúng là tốt quá hóa xấu. ầm, nguyên cổ tới gần, sát khí tràn ngập đại địa mênh mông. hư ảnh nguyên hoàng ở phía sau ra tay, uy áp chín phần, khó có thể chống lại. uy thể của cổ hoàng quét ngang tất cả. diệp phàm thầm kêu không ổn, nhưng cũng chưa bồi dối, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu diễn biến ra một loại bí thuật khác, chính là phương pháp hắc hoàng truyền cho, một loại khí tức của đại đế viễn cổ tỏa ra. ầm, giờ khắc này dường như hắn hóa sinh ra vô thủy đại đế, cả đời bất bại chấn áp chín tầng trời mười tầng đất đứng trên thiên hạ mái tóc đen tung bay nhìn xuống thiên địa bàn tay của diệp phàm đánh về phía trước và chạm mạnh với hư ảnh của nguyên hoàng đây là đại đế cổ và thái cổ hoàng cách không chiến đấu là một loại giao chiến khác mọi người đều nơm nớp lo sợ cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị giống như có hai vị tồn tại vô thượng cách nhau thiên cổ đối kháng gay gắt tiến hành một hồi đại quyết chiến vậy ầm 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 và chạm kinh thiên không ngừng phát sinh nguyên cổ và diệp phàm đều phun một ngụm máu lớn các luồng sáng bay quanh thân thể bọn họ đó là những mảnh nhỏ của đạo bị đánh nát chấn tan thiên địa ông hư ảnh của nguyên hoàng ảm đạm đi sắp sửa biến mất sắc mặt nguyên cổ trắng xám dần dần mất đi sinh cơ loại thuật pháp của vô thủy này là một luồng thần tắc lưu lại trong vô thủy kinh giống hệt tên gọi hóa ra lực lượng của vô chuyển tất cả thế thành thủy ầm ầm diệp phàm đánh ra bí thuật này đánh bật hư ảnh của nguyên hoàng lại sau đó hóa nhập vào máu của nguyên cổ, kinh động lòng người, khiến ai nấy đều cứng họng. Triệu hoán nguyên hoàng, huyết mạch sống lại. Nguyên cổ kêu to, lại muốn tiếp tục dùng cấm thuật này. Nhưng Diệp Phàm không cho hắn cơ hội nữa, tay trái thi triển vô thủy thuật, áp chế hư ảnh của nguyên hoàng, tay phải dùng lục đạo luân hồi quyền đánh ra một kích phá nát thiên địa. Phụt, mưa máu bay tán loạn, thân thể nguyên cổ vỡ nát từng tốc một, biến mất trong thiên địa, vẻ mặt hắn lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng tràn ngập thương cảm bỏ qua tất cả quên đi thân nhân và chân tình cô độc tới đây chứng đạo nhưng hy vọng lại biến mất cuối cùng nguyên cổ mang theo một tia bi thương mang vẻ buồn bã và nước mắt chết đi hai cánh tay hắn vươn ra thân thể hướng về phía bóng tối nói thân nhân chân tình ta trở về thái cổ hắn hóa thành nhiều điểm ánh sáng tiêu tán trong thiên địa này biến mất vĩnh viễn một cơn gió thổi qua chẳng còn lại thứ gì nữa nguyên cổ đã chết những khát vọng nỗi cô đơn bao nhiêu tiếc nuối của hắn đều hóa thành vô số điểm sáng theo gió mà tan biến cuối cùng một nam nhân cường thế như vậy đã thành công chảm đạo lại không chảm được những suy nghĩ và nỗi tâm tình lương đeo gánh nặng trầm trọng một mình tới thế giới này chứng đạo tự mình gặm nhấm những thê lương tịch mịch cuộc đời chìm trong máu tanh của hắn cũng xen lẫn những giọt nước mắt khi cơn mưa ánh sáng này biến mất ánh nắng chiều cũng tắt hẳn sắc trời trở nên hôn ám từng cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi qua vùng đất hoang vắng này tất cả đều kết thúc diệp phàm thắng nhưng không có chút vui sướng nên có nào vào lúc lâm chung những lời cuối cùng thê lương của nguyên cổ dường như vẫn còn vang vọng giang hai cánh tay thân thể quay về phía hư không tối tăm một mình đổi mặt về bóng tối nhưng lời nói kia vẫn làm cho hắn cảm thấy rất xúc động hy vọng trong lòng đều tan biến mọi thứ cuối cùng chỉ là công dã tràng trên thế gian này có biết bao nhiêu người như vậy từng phấn đấu từng bi hoan Từng cô đơn, cuối cùng lại không đạt được kết quả gì. Mọi người đều là nhân vật chính duy nhất trong nhân sinh của chính mình, đều có những chuyện xưa, nguyên cổ không thể nói là không mạnh, nhưng do lập trường khác nhau, con đường đi cũng không giống, sinh tử quyết đấu cùng với Diệp Phàm, cuối cùng chỉ trở thành một đống xương trắng sót lại trên con đường hướng tới đại đế, tất cả yêu hận tình cừu của hắn cũng từ đó mà biến mất. Đây là một con đường chứng đạo cực kỳ vô tình, bỏ lại thân nhân và những tình cảm trong lòng, nhưng cuối cùng lại có thể không đạt được kết quả gì cái gì cũng không chiếm được, dùng máu và xương của mình thành toàn cho con đường đi lên đại đế của người khác, chỉ còn sót lại một khúc bi ca thỉnh thoảng được người đời nhắc tới mà thôi. Chuyện như thế này cũng đã từng xảy ra vào thời Thái Cổ, hai vị kỳ tài ngút trời quyết đấu một trận sinh tử, có thể nói là trận chiến đỉnh phong giữa hai thánh hoàng thiếu niên, khiến cho cả thiên hạ đều phải sôi trào. Trận chiến đó nguyên hoàng thắng, đánh bại địch nhân cường đại nhất trong cuộc đời, từ đó bước lên con đường chứng đạo, trăm vạn năm sau lại xuất hiện một vòng luân hồi nhưng mà hậu nhân của hắn lại bị đánh bại, thân tử đạo tiêu. Tê Hà Nguyên nhất định là một địa phương không tầm thường chút nào, có lẽ mười vạn năm, trăm vạn năm sau còn có thể sẽ lại có một đôi đại đế thiếu niên cùng tranh hùng, lưu lại một truyền thuyết khác. Khắp chiến trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn, theo các điểm sáng bay đi biến mất, không còn sót lại gì nữa, tâm nguyện cuối cùng của Nguyên Cổ chính là trở về Thái Cổ. Điều này hiển nhiên là không có khả năng xảy ra được. Cũng không biết là ai đầu tiên phát ra một tiếng thở dài nguyên cổ cũng rất cường đại kết quả lại kết thúc một cách ảm đạm như vậy khiến cho những người quyết trí chứng đạo đều xúc động trong lòng sau một khắc yên lặng tất cả người của nguyên thủy hồ bỗng phát ra tiếng gầm giống không cam lòng rất nhiều người vọt lên sát khí ngập trời hóa thành một dòng lũ quét về phía diệp phàm một mảnh bình nguyên mênh mông rộng lớn bỗng trở nên tràn ngập sát khí khí thế cuồn cuộn như cuồng phong tảo diệp không gì đỡ nổi các luồng sương mù màu đen tràn ngập sát ý cuồn cuộn tung hoành rất nhiều người của nguyên thủy hồ đều cảm thấy như trong lòng nhỏ máu đây là người cháu trưởng thứ 8 của nguyên hoàng trong kiếp này chỉ vì chứng đạo mà sinh ra lại cứ như vậy mà chết đi bọn họ cảm thấy như đang mất đi một báu vật tuột khỏi tay vận may hơn vạn năm cũng khó mà có được ông một luồng sáng lãnh liệt bay ra bắn về phía đầu của diệp phàm ở trong chiến trường đó là một cây mâu nhỏ màu bạc dài bằng chiếc đũa là một thái cổ di bảo nó bắn thẳng về phía mi tâm hắn muốn đóng đinh hắn tại chỗ Diệp Phàm nghiêng người, không chọi cứng với nó, bởi vì trên cây mâu nhỏ màu bạc này có vô số vết khác, chi chít những đạo văn, thứ này không phải người thường có khả năng tế ra được. Quả nhiên, các loại văn lạc dày đặc, trên đường bay tới, thì tự động vỡ nát, hóa thành một tiểu thế giới, muốn hút hắn vào trong, có người muốn manh mẽ bắt hắn đi. Mi tâm Diệp Phàm trượt lóe sáng, tử kim trùy phát ra một luồng sóng ngợn, đây là thánh binh không trọn vẹn, ngay lập tức đập nát tiểu thế giới này, biến nó thành một mảnh cho bụi giết hắn. Cũng không biết là ai quát to một tiếng, trong hư không bổng hiện ra một đại trào màu xanh vô tới hắn, bao phủ cả bầu trời, nhưng lại phát ra một luồng uy lực của thánh nhân, muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Từ mi tâm Diệp Phàm lại lóe sáng, một luồng sáng màu vàng tím bắn ra, như một con chân long lao lên, lấp lánh huy hoàng, ngăn lại bàn tay to lớn kia, mà hắn thì nhanh chóng lui về phía sau. Còn thất thần làm gì, mau chém chết thánh thể nhân tộc, vì nguyên cổ báo thủ tại tây hà nguyên này có người hô to cùng lúc đó trên bầu trời lần lượt có mấy bàn tay to lớn chộp tới là do những người khác nhau phát ra tất cả đều có một luồng uy lực của thánh nhân vô cùng khủng bố khí tức khiếp người tỏa ra bọn họ đều là cao thủ một chân bước vào cảnh giới tổ phương một người như vậy đã có thể quét ngang một cõi tiêu diệt mấy tộc vậy mà lại cùng lúc ra tay với diệp phàm quyết tâm muốn diệt sát hắn ta quyết chiến cùng với nguyên cổ sinh tử do trời định các người có ý gì diệp phàm nhìn về phía trời cao dám giết hậu nhân của cổ hoàng chết muôn lần cũng khó mà trục tội được làm sao còn có đạo lý gì mà sống sót nữa dùng cái mạng hèn mọn của ngươi để bồi thường đi cuối cùng tổng cộng tất cả sáu bàn tay to lớn cùng lúc chụp xuống dưới mặc dù không phải là tổ vương chân chính nhưng cũng không kém là bao từ mi tâm của diệp phàm nở rộ các luồng văn tự màu vàng tím chia ra sáu luồng phân biệt bắn về phía sáu bàn tay to lớn kia tất cả đều ẩn chứa một luồng thần diễm chín màu từ hòa vực, có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ. Xích Trên bầu trời, tất cả sáu bàn tay to lớn đều run rẩy một trận, nhanh chóng chìm sâu vào trong hư không, ai cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Còn chờ gì nữa, thánh thể nhân tộc giết chết huyết mạch của cổ hoàng, đây là một tội ác cực kỳ lớn, không thể tha thứ, chúng ta cùng nhau xé nát hắn ra. Có người ra sức kêu gào, ẩn mình trong bóng tối để xúi dục. Diệp Phàm liếc đôi mắt lạnh băng, bất kể là mấy người vừa mới ra tay hay là những tên đang kêu gào này, tất cả đều không phải thuộc hoàng tộc của Nguyên Thủy Hồ, có người bụng dạ khó lường, cố ý khơi mào chiến tranh. Bạn đang xem Giả Thiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di cup Phim, truy cập kênh YouTube Di cup Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/ecab phim, viết liền không giấu nhé. Quyết đấu công bình, một trận chiến này đã có kết quả, các ngươi mê hoặc lòng người, muốn khiến Nguyên Thủy Hồ và nhân tộc khai chiến hay sao? cũng có người hét lớn lên như vậy. Cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt phát ra, các luồng văn lạc đại đạo hiện ra đầy trời, huyết khí mênh mông như biển, Man Vương đã đi ra, liên tiếp trong nháy mắt không ngừng có tiếng người kêu lên thảm thiết, trên đầu của hắn còn có một con huyền quy màu đen. Ở trong đám người kia, có mười mấy bóng người hóa thành vũng máu, hình thần câu diệt, chính là những người vừa mới âm thầm châm ngòi ly gián, không một tên nào còn sống sót nữa. Nguyên Thủy Hồ đã xuống cấp tới tận mức này rồi sao? một vài con chó mèo hoang mà cũng có thể sai khiến được họ chẳng lẽ là muốn xúi giục bọn họ ra tay đối kháng với nhân tộc chúng ta hay sao man vương lên tiếng ầm những người của nguyên thủy hồ rốt cuộc cũng tỏ rõ thái độ sát khí vô cùng vô tận phát ra cuồn cuộn sôi trào một đám người cùng nhau bước về phía trước ở giữa có một vị tổ vương khí huyết bao trùm cả bầu trời khiến cho rất nhiều người không kìm được phải quỳ xuống không chịu nổi uy áp này đây là một đám tử thần đang đang sát khí nguyên cổ là hy vọng của bộ tộc bọn hắn lại chết đi như vậy đây là một tổn thất lớn không thể đánh giá được có thể đoán trước được trong tương lai một vạn năm sau huyết hoàng sơn thần tam lĩnh hỏa lân động sẽ càng lúc càng cường thịnh bởi vì bọn họ có con cháu của cổ hoàng tồn tại mà thứ đứa cháu thứ tám của nguyên hoàng lại ngã xuống tình cảnh của nguyên thủy hồ trở nên vô cùng nguy hiểm đây không phải là chuyện của ngươi còn không tới lượt ngươi tới nói một lão nhân của nguyên thủy hồ sắc mặt lạnh lẽo vung tay áo lên cuốn về phía man vương ý tứ không chút thiện cảm nào nhất là vị tổ vương ở giữa kia mỗi một sợi lông trên người đều như đang lưu chuyển sát khí từng luồng sát khí này theo lỗ chân lông mà trào ra áp bức khiến cả trời đất cũng như muốn sụp đổ ngay cả tộc nhân của hắn cũng đều không dám tới gần mái tóc bạc trên đầu rối tung đôi mắt trống rỗng âm lãnh dọa người vị tổ vương này nhìn thẳng vào con hắc quy trên đầu man vương nói Tại sao trì thịnh hội đã có hiệp định, các vị thánh không được hiển lộ thần thông, ngươi muốn phá vỡ quy củ này hay sao? Nói thì cũng không thể nói lung tung, vừa rồi ra tay chính là tiểu man tử này, chứ không phải huyền vũ vĩ đại là ta đây. Ta thấy trong lòng ngươi oán khí ngập trời, thấy huyết mạch cổ hoàng đã chết, nên muốn tìm lấy cơ ra tay mà thôi. Huyền Quy nói. ầm. Từ một hướng khác, có một luồng khí tức cường đại, quần cuộn mãnh liệt mà đến, lại có thêm một tên tổ vương hiện ra. Mặc chiến y màu vàng xanh, giống như một chiến thần đang từ đường chân trời đi tới, chỉ cần hai bước đã tới gần đây. Thánh thể nhân tộc thật là giỏi a, à, lại dám quyết đoán vô tình như vậy, ngay cả hậu nhân của Nguyên hoàng cũng nói giết thì giết. Hiển nhiên đây cũng là một kẻ lai giả bất thiện, tuy hắn không xuất thân từ Nguyên thủy hồ, nhưng rõ ràng là vì bọn họ mà ra mặt. Sinh tử quyết chiến, ta nương tay thì sẽ bị hắn giết, đó là quyết đấu công bằng, chẳng lẽ còn muốn giảng một đống đạo lý rồi bỏ đi hay sao? diệp phàm không kiêu ngạo không xiềm định nói chuyện đã xảy ra như vậy rồi hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra lơ lửng trên đầu diệp phàm buông xuống từng giải tơ bằng thần lực bảo hộ thân thể vào bên trong cửu sắc hỏa diễm trong đó bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị được té ra giết chết tất cả mọi người không thèm quan tâm chúng có là cổ vương hay hoàng tộc gì cả thật sự khó lường a à, hiện tại giết chết hậu nhân của nguyên hoàng chẳng lẽ sau này còn muốn đạp cả ta xuống dưới chân hay sao tên tổ vương thứ ba xuất hiện đầu đội từ kim quan chắp hai tay sau lưng từng bước đi xuống từ trên bầu trời đêm sau đó vung một cước đạp xuống đầu diệp phàm muốn ngay tại chỗ đạp chết hắn các ngươi thật là quá phận đó là quyết chiến công bằng sống chết do trời định quyền quy trên đầu man vương lên tiếng há mồm phun ra một luồng sáng chặn lại một cước của tên tổ vương này đẩy lui hắn vài bước giết hắn rất nhiều người nguyên thủy hồ không nhẫn chịu nổi nữa không thể tiếp nhận sự thực này không ít người cùng nhau vây về phía trước tất cả đều muốn ra tay đối với diệp phàm huyền quy màu đen trên đầu man vương há miệng phun ra một luồng sáng nói các ngươi thật sự muốn phá hỏng quy củ muốn bức huyền vũ vĩ đại phải ra tay hay sao lời của nó như tiếng sấm vang động chấn động cho những kẻ này nghiêng ngả không thể tới gần được tên tổ vương đầu bạc của nguyên thủy hồ hử lạnh một tiếng tiến lên từng bước chống lại huyền quy chặn lại khí tức của nó từ trong mi tâm của hắn có một thanh thần kiếm dài một tấc phát ra ánh sáng rực rỡ mọi người đều dùng mình kinh sợ đó là nguyên hoàng đạo kiếm không lâu trước đây nguyên cổ đã từng thi triển uy lực mạnh mẽ hiện ra rất rõ ràng trước mắt mọi người không phải mỗi người đều có lục đạo luân hồi quyền để chống lại nguyên hoàng đạo kiếm chính là trung thiên cấm kỵ bí thuật có lực lượng hóa đạo giết chết tất cả địch nhân gần như không người nào có thể chống lại được nhất là khi lại được nhân vật cấp tổ vương thi triển ra quy tắc các thánh không được thi triển thần thông thật muốn trở thành vô dụng hay sao huyền quy lên tiếng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trên bầu trời khóe miệng tên tổ vương đầu đội tử kim quan kia lộ ra một tia cười lạnh lùng lại tiếp tục đạp xuống dưới một cước nữa một chân dẫm về phía đầu của dược phàm muốn tươi sống đạp chết hắn ông hư không trở nên run rẩy lần này hắn ở trên bầu trời lui ra ngoài rất xa vẫn như cũ không thể hạ xuống một cước đó bởi vì có một lão nhân lưng còng gầy như que củi đã xuất hiện. Thánh giả của thiên tuyển Thạch Phường đứng bên người Diệp Phàm, sắc mặt bình thản, nói với giọng bình đạm. Cuộc chiến này đã kết thúc, tất cả dừng lại tại đây thôi. Người nói kết thúc thì là kết thúc à? Trên bầu trời, tên tổ vương đầu đội tử Kim Quan vẫn không ngừng cười lạnh. Ta có thể tha thứ cho người của Nguyên Thủy Hồ. Lão thánh nhân của thiên tuyển Thạch Phường nói, sau đó ánh mắt trở nên nóng cháy, nhìn thẳng vào tổ vương đội tử Kim Quan. Bịch bịch bịch, hắn không tự chủ được lui lại mấy bước lộ ra vẻ kinh hãi tại sao chỉ thịnh hội thì bạch y thần vương đã đánh ra nhân tộc uy danh nhưng mà những cổ tộc lại cũng không hiểu rõ về những vị thánh nhân khác của nhân tộc lúc này không khỏi kinh hãi thì gia vị thánh nhân này cũng sâu không lường được thánh giả nhân tộc thật sự khiến người ta phải e ngại tuy nhiên ngươi cảm thấy được có thể bảo vệ được thánh thể hay sao tổ vương đội tử kim quan khẽ chắp hai tay sau lưng khoái miệng mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía xa tại phía chân trời kia có chín con hung thú thái cổ đang đứng chúng kéo một chiếc xe cổ xưa bay trên không trung phát ra phong cách cổ xưa và đại khí cửu hoàng vương từng được đấu chiến thánh hoàng khen ngợi qua đang đứng trên đó diệp phàm lên tiếng lời nói như tiếng kiếm vang không phải là mỗi một vị tổ vương đều như ngươi đâu ngươi không phải muốn diệt trừ ta hay sao ta liền đứng ở chỗ này để xem ngươi làm thế nào mà đụng đến một sợi lông của ta tất cả tây Hà nguyên đều lặng ngắt như tờ mọi người không nghĩ tới diệp phàm lại dám khiêu chiến tổ vương, trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn vậy mà dám đối chọi gay gắt như vậy. Thánh thể nhân tộc, người còn chưa trưởng thành mà khẩu khí cũng đã lớn như vậy sao? Tổ vương đội tử Kim Quan vẫn chưa xuất thủ. Trên bầu trời đêm có vô số các vì sao đang lấp lánh, đại chiến đã chấm dứt, nhưng thế cục lại càng thêm khẩn trương, các thánh nhân đang giằng co với nhau. Không phải là ta cuồng vọng, mà là ngươi khinh người quá đáng, một trận chiến công bằng đã kết thúc, ngươi lại cường ngạnh mà đạp một chân vào, rốt cuộc muốn làm gì diệp phàm quất hỏi dũng khí thật sự là lớn a à, nhưng ngươi lại còn thiếu thực lực tương xứng tổ vương đội tử kim quan nói xong toàn thân phát sáng lần này hắn có chuẩn mà đến tiếp tục đạp về phía diệp phàm thực ra nếu như diệp phàm muốn ra tay cho dù chỉ một mồi lửa này cũng không nhất định có thể đốt chết đối phương nhưng khẳng định có thể khiến cho tên này bị thương nặng bởi vì loại hỏa diễm này rất bá đạo nhưng mà chưa đợi cho hắn ra tay một luồng sáng từ phía xa lao tới như tiếng sấm nổ vang hừng hực lóa mắt bắn thẳng về phía tổ phương đội tử kim quan một kích này có ẩn chứa uy thể của lôi đình cường đại như thánh nhân cũng không thể tránh né được tia chớp hình người có người cả kinh kêu lên đây là một người mặc áo trắng toàn thân lóe sáng điện mang các ánh điện vờn quanh thân thể giống như một luồng lôi đình từ trên chín tầng trời đánh xuống âm luồng sáng hình người này trượt lóe sáng nhấc lên một bàn chân to lớn đạp xuống tổ vương đầu đội tử kim quan khiến tên này ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn ngã xuống trong đám bụi bặm thần vương diệp phàm cả kinh kêu lên một trận chiến công bằng đã kết thúc ngươi lại áp bức hắn còn coi lần hòa đàm tại giao trì vào mắt nữa không thân hình khương thái hư hiện ra giao hòa với điện mang tràn ngập vẻ thần bí khó lường phía xa có không ít người biển sắc đây là thủ đoạn của thánh nhân rất có thể chân thân còn ở ngoài mấy vạn dặm đây là hóa thân do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Ngươi! Tổ vương đội tử kim quan biến sắc, lúc này phải chịu chật vật như vậy, khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Khương Thái Hư, lại cố nuốt câu nói đang giang dở xuống bụng. Tại một trận chiến trên giao trì, Khương Thần Vương giết tới mức máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, khiến cho các vương tộc kiêng kỵ tới cực điểm, một người mà không ai dám chống lại, thật sự có tư chất của một nhân vật vô địch, ai cũng không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt này, Thần Vương Tuyệt Thế lại hiện ra một hóa thân, bảo hộ Diệp Phàm, không khỏi làm cho mọi người đều biến sắc. Cùng thế hệ thì cho dù có là Vương gia đại thành đi tìm hắn gây phiền toái, ta cũng không thèm quan tâm, nhưng ngươi đường đường là một tổ vương, lại ra tay sau khi bọn họ đã quyết chiến công bằng, ngươi có ý gì?" Thần Vương hét lớn, thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống tổ vương phía dưới. Ầm Tê Hà Nguyên trở thành một mảnh xôn xao, mọi người đều không ngừng rung động. Đầu tiên là vị yêu thánh huyền quy này hiện ra, tiếp theo thánh nhân của thiên tuyển Thạch Vương cũng ra mặt, cuối cùng ngay cả thần vương tuyệt thế cũng đều đến đây, tất cả đều là vì Diệp Phàm mà xuất đầu. Các thánh không được thể hiện thần thông, đây là kết quả mà không lâu mới đây mọi người đã cùng thống nhất. Nếu ngươi muốn phá vỡ, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng khẳng định sẽ là người đầu tiên tính sổ với ngươi. Khương Thái Hư áo trắng phần Phật tung bay không tiếp tục để ý tới tổ vương bị đạp trên mặt đất hóa thành một luồng thiên địa nguyên khí rồi biến mất hôm nay dừng ở đây tất cả đều bỏ qua thế nào ta nghĩ các vị đạo huynh của nguyên thủy hồ cũng biết suy tính thiệt hơn lão thánh nhân của thiên tuyển thạch phường nói ánh mắt của tổ vương nguyên thủy hồ không ngừng lóe lên hắn cũng không tiếp nhận ân tình của người đội tử kim quan kia nếu thật sự muốn khai chiến không hề nghi ngờ gì nữa đó là bộ tộc bọn hắn phải tự mình ra tay chinh chiến phía trước hoàng tộc khai chiến là chuyện tình có ảnh hưởng rất lớn đạo huynh Ngươi không vừa lòng lắm đối với ta thì phải ánh mắt tổ vương đội tử kim quan trượt lóe sáng từ trong đám bụi đứng dậy trên mặt ảm đạm cảm thấy trên mặt như nóng lên người của nguyên thủy hồ rất lạnh nhạt không đáp lại hắn nguyên hoàng đạo kiếm trượt lóe sáng tiến vào trong mi tâm của tên tổ vương đầu bạc kia sau đó chui vào trong tên thai vung ống tay áo nói đi đạo huynh ngươi có ý gì ta chính là xuất đầu cho các ngươi không tiếc cùng thánh nhân nhân tộc đánh một trận Tổ Vương đội tử Kim Quan nói. Sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người chắc chắn muốn ra tay phải không? Lão Thánh Nhân của Thiên tuyển Thạch Phường đạp ra một cước, lập tức phát ra một mảnh dao động, giống như những gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. ầm! Hắn cũng không phát động thể công nào lăng lệ cả, nhưng một cước bình thản này lại khiến người khác phải hết hồn. Đường đường một thế hệ Tổ Vương lại giống như một con rối, bị đạp bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa ngã sấp trong đám bụi. Ngươi tổ vương đội tử kim quan quá sợ hãi sau đó cảm thấy rùng mình chậm rãi bỏ dậy sắc mặt xanh mét hôm nay hắn hoàn toàn là rước lấy sỉ nhục vào thân các cường giả cổ tộc khác cũng lạnh từ đầu đến chân lão giả thánh nhân của nhân tộc này thật sự khiến người ta phải kiêng kỵ đây là cảnh giới tới mức nào tuyệt đối không dưới người áo trắng vừa mới tới đây vệ dịch bất tử trong đám người có một lão tu sĩ nhân tộc thở dài hắn đổi chiếu với sách cổ đoán ra được thân phận của thiên tuyển thánh nhân đó chính là một trong thiên tuyền tam kiệt năm xưa là sư đệ nhỏ tuổi nhất của lão phong tử là một vị đại thánh thậm chí còn là sư đệ của một vị chuẩn đề hay sao những lời này vừa phát ra khiến cho nơi đây trở thành một mảnh chấn động ngay cả những người của cổ tộc cũng đều sợ ngây người lão nhân này có lai lịch cực kỳ dọa người vệ dịch một cái tên đã biến mất sáu ngàn năm trước lại một lần nữa khắc sâu vào trong tâm khảm của mọi người mặc dù trên danh nghĩa thì thiên tuyền đã diệt vong nhưng từ khi được kiển tạo lại nó đã càng ngày càng khiến cho người ta phải kính sợ. Quên đi, một hồi quyết đấu công bằng mà thôi, cần gì phải tranh chấp làm gì nữa? Ngay cả Nguyên Thủy Hồ đạo huynh cũng không so đo, các ngươi còn muốn làm gì? Sống yên bình chẳng phải tốt hơn hay sao? Phía cuối trên trời, trên chiếc xe được chín con thái cổ hung thú kéo truyền ra thanh âm của Cửu Hoàng Vương. Mọi người đều sợ run, không ngờ rằng hắn sẽ nói ra những lời như vậy, vì đầu sỏ này đã lên tiếng, còn ai dám lên gây sự nữa? Thánh thể nhân tộc hồn thác đại thánh để ta truyền lời cho ngươi đa tạng ngươi nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi có thể đi thiên phường một chuyến sẽ không có ai dám cản trở đâu cửu hoàng vương nói âm thanh vang vọng trời cao chín con thái cổ hung thú cùng đạp phó kéo chiếc xe biến mất ở phía cuối chân trời các cường giả của bộ tộc thái cổ càng thêm giật mình một đám chỗ mắt ra nhìn đây là ý gì chẳng lẽ ngay cả hồn thác đại thánh cũng muốn che chở cho thánh thể nhân tộc hay sao diệp phàm cười khổ một con long thu thái cổ a có thể kéo dài sinh mệnh thêm 800 năm hắn không biết sau này có thể bởi vậy mà xuất hiện một mối họa lóa hay không sinh ra một vị đại thánh chỉ cần khẽ nâng tay là đã có thể tiêu diệt cả nửa viên cổ tinh này khiến cho người ta phải sợ run bầu trời sáng lạn ánh trăng chiếu xuống như những làn khói màu bạc chiếu lên trên người diệp phàm khiến hắn thoạt nhìn có vẻ siêu trần thoát tục hội tụ tất cả ánh mắt của vạn tộc chiếu vào trở thành tiêu điểm duy nhất tại đây không thể nghi ngờ gì nữa sau một trận chiến này thánh thể nhân tộc sẽ danh chấn thiên hạ đánh bại huyết mạch của cổ hoàng giết chết một người trẻ tuổi cùng thế hệ có khả năng chàm đạo nhất bước ra một bước vững chắc trên con đường trở thành đại đế diêu quang thánh tử nhan như ngọc hoàng hư đạo hỏa kỳ tử giao chỉ thánh nữ trung hoàng thần tàm đạo nhân tử phủ thánh nữ thiên hoàng tử đều nhìn về hắn có người thì đôi mắt sâu sắc như tinh không có người trong mắt phát ra ánh sáng kỳ dị còn có người không chút biển sắc càng có người lộ ra sát khí, mỗi người đều không giống nhau. Một thế hệ trẻ tuổi tranh hùng, tương lai cũng không biết còn có bao nhiêu người muốn ngã xuống. Trên con đường chứng đạo không ngừng phải đánh bại đối thủ, chỉ có vô tình và tàn khốc, đạp lên máu tươi và thi thể của các thần tử để đi lên phía trước. Cuối cùng chỉ có một người có thể đứng sừng sững trên đỉnh vinh quang mà thôi. Đều là những người có hy vọng chứng đạo à. Những người này thật sự không nên sống chung một kiếp. Nếu họ sống vào các thời đại khác nhau, nhất định mỗi người đều có thể phát ra uy danh rực rỡ, chuyển khắp thiên cổ à. Cơ hội chỉ dành cho một người mà thôi, con đường thành tiên, có lẽ, sẽ mở ra trong kiếp này, ai mà không muốn đây. Nói không chừng có khi còn có con của đại đế chưa chết cũng nên. Trong bóng tối, có hai lão tổ vương đang bàn luận, sau đó không tiếng động biến mất, không còn thấy bóng dáng. Một đêm qua đi, khắp thiên hạ đều kinh hai, cả năm địa vực cùng sôi trào, nguyên cổ bị chém chết, thánh thể nhân tộc giành thắng lợi, tin tức này chuyển tới khắp các ngõ ngách trên viên cổ tinh này một trận chiến khiến cả thế gian dõi theo rốt cuộc cũng kết thúc nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng lớn chuyển khắp mỗi giáo phái ngay cả trong đại lôi âm tự cũng chuyển ra tiếng phật hiệu đấu chiến thắng phật còn tự mình hỏi về kết quả của một trận chiến này tin tức vừa phát ra mỗi một tòa cổ tháp tại tây mạc đều vang lên tiếng chuông du dương rất nhiều lão tăng đều niệm một tiếng a di đà phật các đại thánh địa tại nam lĩnh bắc nguyên trung châu đông hoang không một nơi nào là không có người bàn luận về chuyện này, thánh thể nhân tộc đã trưởng thành lên, đại thế này đã không thể ngăn cản lại được nữa. Nếu như hắn không ngã xuống, mặc dù phải chịu những khó khăn do thể chất tạo nên, không thể chứng đạo, nhưng tương lai cũng có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể đứng trên thiên hạ một vạn năm, trở thành một ông vua không ngai tại thế gian này. Cuộc chiến này đã lan đến các tộc thái cổ, làm cho bọn họ chân chính ý thức được, nhân tộc đã thay đổi, đã có thể cùng tồn tại với bọn chúng cái tên diệp phàm được chuyển khắp các bộ lạc thần thành bên trong thiên tuyển thạch phường ấm nước trên bếp đã sôi diệp phàm bỏ ba chiếc lá ngộ đạo trà vào trong lập tức mùi thơm tràn ngập các làn hơi nước lượn lờ bốc lên đây cũng không phải là trà mà thánh nhân thường uống mà là ba phiến thần trà được diệp phàm dùng cái giá nghịch thiên đấu giá được từ thiên yêu bảo khuyết dùng để cảm tạ lão thánh nhân vệ dịch đã hỗ trợ hắn thật là thơm ma một đám người ngồi vây quanh bên cạnh đều là khẽ nhấp một ngụm nước trà, bao gồm bàng bác, lệ thiên, hầu tử, lý hắc thủy. Đoạn đức rất thức thời, không dám thò đầu ra, bởi vì hắn đã từng viếng thăm qua nghĩa trang của thiên tuyển thánh địa, đào ra một kiện bảo bối. Cái gọi là có tật giật mình được thể hiện rất rõ ràng vào lúc này. Tiên cung Diệp phàm buông chén trà, nghe được những gì mà bàng bác trải qua, không khỏi trầm tư. Bàng bác bị đuổi giết tới mức lên trời không đường, xuống đất không lối, trốn vào gần cấm địa thái cổ, lại đi lầm vào trong tiên cung gặp được một cơ duyên không nhỏ đồng thời thấy được dấu vết mà cố nhân lưu lại đám người chu dịch cũng đã tiến vào tiên cung gặp được đại cơ duyên ta thấy một vài dấu vết để lại lâm dài có thể ở nam vực từng nhắn lại trên vách tường cho ta ta định đi xem một lần rốt cuộc hiện giờ nàng ra sao rồi diệp phàm nhìn về phía nam thánh thể nhân tộc đang ở thần thành khắp nơi đều chú ý ngay cả sinh linh cổ tộc cũng đều tránh xa hiện nay thì một thế hệ trẻ tuổi ai cũng kính sợ hắn có mấy người dám cùng hắn tranh hùng từ sau khi giết chết nguyên cổ cái tên diệt phàm như mặt trời ban trưa nơi đi qua thì các nhân vật cấp giáo chủ đều chắp tay dâng tặng đủ loại lễ vật có uy thế chấn nhiếp một phương vào ngày này nguyên thủy và thông thiên cùng xuất hiện ở thần thành ngồi chờ thiên hoàng tử hiện thân chờ hắn đưa ra tiền đặt cược ngộ đạo cổ trả thụ tâm nhưng mà chờ đợi lâu ngày lại không thấy đến thiên hoàng tử kẻ không biết giữ lời mau mau đưa ngộ đạo cổ trà thụ tâm của ta tới đây bàng bắc hóa thành một cái loa lớn mượn danh nghĩa thông thiên đạo nhân hô khắp thần thành kêu to tận nửa ngày bần đạo là nguyên thủy giờ đã biết được nhân phẩm của thiên hoàng tử đạo hữu ngày khác ta sẽ tới lấy tiền đặt cược hy vọng không cần phải chờ quá lâu cuối cùng diệp phàm hô lên một trận hắn không muốn chờ đợi nữa muốn mau chóng đi nam vực tìm hiểu một phen vào một ngày bọn họ vượt qua hư không hiện ra tại nam vực nhưng cho dù đã hỏi rất nhiều người thì lại vẫn không biết được vũ hóa tiên cốc ở nơi nào căn bản không có ai từng nghe qua đến nhà của nữ oa mắt to kia hỏi đi chẳng phải là nhà nàng ở nam vực hay sao bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim truy cập kênh youtube di cắp phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé hầu tử nói rõ ràng hắn rất muốn đi nhưng đôi khi lại thích làm ra vẻ ta đây gọi cơ tử nguyệt là nữ oa mắt to đúng vậy đi cơ gia hỏi thăm một chút lệ thiên gật đầu hắn rất muốn đi tới gia tộc đã từng xuất hiện một vị đại đế cổ này một lần đoàn người diệp phàm bàng bác hầu tử hắc hoàng vượt qua hư không đi tới bên bờ cơ thủy bờ bên kia sông chính là thế gia thái cổ rất cổ xưa cơ gia ầm um. cơ gia mây mù cuồn cuộn thiên cung treo trên không trung kia đang mở rộng cửa rất nhiều nhân vật trọng yếu của cơ gia đều đi ra nghênh đón tự minh ra mời bọn họ đi vào trong đó bao gồm cả một số gia chủ đã thoái ẩn vào một vài nguyên lão sắp chầu trời lễ ngộ như vậy không phải ai cũng nhận được có thể nói cực kỳ hiếm thấy hôm nay đã hoàn toàn khác với khi xưa rồi năm đó diệp phàm mới tới đây chỉ là một tên tiểu tu sĩ mà thôi bị người ta hò hét đổi giết mà hiện nay lại được ngồi cùng bàn nghị luận với các vị đầu sỏ của một giáo địa vị ngang nhau tiểu diệp tử ngươi tới đây để thăm ta sao cơ tử nguyệt ở trong đám người cười rất vui vẻ đôi mắt sáng lên vẻ thánh thiện má lúm đồng tiền nhỏ hiện ra khẽ cười động lòng người diệp phàm cười nói đúng nếu là ngày xưa các vị nguyên lão của cơ gia nhất định sẽ nổi giận không cho phép cơ tử nguyệt và diệp phàm đi lại gần nhau quá mà nay lại hoàn toàn thay đổi những kẻ ngoan cố nhất cũng vui vẻ thấy cảnh này ngay cả một vài lão bất tử cũng khẽ đưa tay vuốt râu cười tùm tìm con sông này gọi là cơ thủy giống như đúc với sách sử ghi lại tại một vùng tinh không kia bàng bác thì thầm hỏi diệp phàm bên cạnh ta đã từng hỏi qua tử nguyệt nàng cũng không biết diệp phàm nói ồ các ngươi đang nói rằng ở một tinh không khác cũng có một cái cơ thủy sao chẳng lẽ là vùng đất thần bí kia mà hư không đại đế của tộc ta từng đi tới ư một nhân vật lớp tiền bối của cơ gia có đôi tai vểnh lên biểu hiện ra rằng hắn đã luyện thành thuận phong nhĩ nghe được bọn họ nói nhỏ cái gì diệp phàm và bàng bác cùng cả kinh kêu lên hư không đại đế rất có thể đã đi qua Trung Quốc cổ. Bí văn này khiến cho hai người Diệp Phàm và Bàng Bác trố mắt nhìn nhau, rất lâu sau vẫn không nói được gì. Và lúc này, trong lòng bọn họ đồng thời vang lên một cái tên, Hoàng đế, đây là một vị thần trong loài người, cũng được sinh ra bên bờ cơ thủy, chẳng lẽ lại có liên quan tới chuyện này hay sao? Nhưng sau khi cân nhắc một chút, bọn họ liền lắc đầu loại bỏ, căn bản không giống với. Hoàng đế đại khái là cổ nhân từ 4.000 năm trước, mà hư không đại đế, đã rời khỏi trần thế được mười mấy vạn năm rồi. Mấy vị lão gia có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Ta rửa tay lắng nghe đây. Bàng bác bước lên, nắm lấy cánh tay của một lão nhân, ân cần nâng lên. Nhẹ một chút, nát bộ xương già của ta rồi. Lão nhân cơ tộc này nhẹ răng nhếch miệng, không có phúc hưởng thụ sự ân cần của cánh tay to gấp ba lần người khác của bàng bác, nói. Đây là ta ở trong sách cổ tại tàng kinh các đọc được, khi lại cũng không quá rõ ràng, đều sắp sửa quên hết rồi đây không phải nơi nói chuyện, mời các vị vào bên trong. Thánh chủ cơ gia mỉm cười, bên cạnh có cơ hạo nguyệt cùng đi theo, qua thêm vài năm nữa thì sẽ chính thức kế vị. Cơ gia có địa vị thống trị cả Nam Vực, nhìn xuống đông hoang, ít có truyền thừa nào có thể sánh bằng, đã từng xuất hiện một vị đại đế nhân tộc, nội tình cực kỳ mạnh mẽ, không gì so sánh nổi. Mây mù lợ lờ, các loại cung điện đang lơ lửng trên không trung, linh cầm đua nhau bay múa, hoa cỏ tỏa mùi hương, nơi đây giống như là tiên cảnh, là một bức tranh cực kỳ mỹ lệ từng khối tịnh thổ chìm nổi trên không trung treo trên những đám mây cũng có các ngọn núi lớn cao vạn trượng đứng sừng sững buông xuống từng dòng thác to lớn trắng xóa khí thế vô cùng bao là hùng vĩ ngao giống phía xa một tiếng giống to truyền đến giữa một dãy núi lớn màu đen đứng sừng sững trong mây mù có một con dao lòng màu đen đang gầm giống thân thể to lớn như một ngọn núi mọi người hơi chút giật mình gia tộc đã từng sinh ra đại đế quả nhiên không tầm thường chút nào con dao lòng cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch rất tinh khiết trong tiếng giống còn xen lẫn cả đạo âm cảnh giới thâm sâu khó giò. cơ tử nguyệt nói nơi đó là thánh vực nói tiếp với một tiểu thế giới hắc long chính là đang thủ hộ ở nơi đó cho tới tận bây giờ vẫn không thể rời đi nửa bước cả đời chỉ có thể sống phía trước hắc long đàm thật là đáng thương trước đây ta và ca ca còn thường đi bồi tiếp nó rất rõ ràng nơi đó là một mật địa là nơi quan trọng nhất của cơ gia không phải là con cháu dòng chính thì không được phép đặt chân bén mảng tới nội tình của bọn họ quả nhiên không thể phỏng đoán được trên đường đi diệp phàm gặp được một người quen đó là cơ gia lão bát là một vị nguyên lão thân phận hiển hách năm đó từng đứng về phía vương gia bắc nguyên kia ra sức làm khó dễ hắn hai người gặp lại đều ngẩn ra trong mắt của cơ gia lão bát không ngừng lóe sáng cuối cùng thở dài trong lòng chắp tay từ đó rời đi hiện tại đã khác ngày xưa rất nhiều vương gia bắc nguyên đã bị diệp phàm dẫn đầu đoàn thiết kỵ san bằng thế lực còn mạnh hơn người khác rất nhiều nếu hắn muốn nhảy ra làm gì đó không hay phòng chừng chưa cần diệp phàm ra tay những người cơ gia có khi còn đạp chết hắn trước tiên trung ương của hư không thiên quyết rất to lớn hùng vĩ như thiên đình thượng cổ đứng sừng sững tiên hạc bay múa loan phượng hót vang bay vòng quanh nơi này không phải là khách nhân tôn quý nhất thì không thể được đi vào hôm nay lại mở rộng cửa đón chào bọn họ cơ gia rất lễ ngộ một trận chiến của diệp phàm đã chấn động cả thiên hạ khiến cho người người khắp nơi đều chú ý ngay cả huyết mạch của cổ hoàng mà hắn cũng dám chém còn có mấy người có thể ngăn cản bước chân của hắn nữa các thế hệ trước của cơ gia đã từng tìm hiểu tỉ mỉ kỹ càng biết được rằng huynh muội cơ hạo nguyệt và đám người diệp phàm có quan hệ rất tốt tất nhiên là muốn lôi kéo bọn họ vào trong cùng một trận doanh rồi năm đó có một số người phản đối cơ tử nguyệt và diệp phàm quan hệ quá mật thiết hiện giờ gần như đều thay đổi ý tưởng nếu bởi vậy mà khiến cơ gia có thêm một vị thánh thể đại thành thì sẽ yên tâm vạn năm không phải lo lắng gì cả chưa đợi diệp phàm và bàng bác hỏi về chuyện cơ thủy một vị nguyên lão sắp trầu trời đi thẳng vào vấn đề nói ta nghe nói các ngươi đến từ một tinh không khác có phải là thật không ngày nay thân phận diệp phàm đã không còn là bí mật nữa đã không ít người sớm biết rõ hắn hỏi như vậy cũng không có gì là đường đột cả. Phải. Diệp Phàm gật đầu thừa nhận. Tinh vực rộng lớn không biên giới, có quá nhiều bí mật, khó trách đại đế cổ đều muốn đi rất xa, trong vòng trời này có rất nhiều bí mật mà chúng ta không thể biết được. Một lão nhân thở dài. Một hàng thị nữ xinh đẹp, thướt tha yểu điệu đi vào trong thiên cung, dâng lên trà thơm, mùi hương nước mũi tỏa ra, vậy mà lại là ngộ đạo trà, loại thần vật này bình thường rất ít khi được dùng để chiêu đãi khách nhân. Không nghĩ tới, gần đây lại thường xuyên được dùng loại thần trà này. Hắc Hoàng lập tức trồm lên, vươn ra một đôi móng vuốt to lớn, khiến cho vài tên thị nữ sợ tới mức thiếu chút nữa, đập cả cái khay trà lên mặt của nó. Sau đó không lâu, một nguyên lão của cơ gia tự mình đi lấy ra một quyển sách cổ, cùng với bảng bác và diệp phàm lật xem, tìm hiểu về địa phương thần bí mà hư không đại đế đã từng đi qua. Lại nói tiếp, cơ gia chúng ta cũng không phải là người gốc ở bắc đầu tinh vực này, trên thực tế thì dường như các đại đế cổ đều là vượt qua tinh vực mà tới, những người chân chính thuộc về thế giới này cũng không còn thấy tồn tại nữa một lão nhân có vẻ sắp trầu trời nói đám người diệp phàm và bằng bác đều kinh ngạc chỉ có hắc hoàng là thò cái đầu cực lớn của nó ra khẽ lắc lắc nói độc nhân và vô thủy đại đế là được sinh ra trên thế giới này chứng đạo ngay tại đây có lẽ là vậy vị lão nhân sắp chầu trời của cơ gia này liền mỉm cười cũng không phản bác có lẽ đại đế của tộc ta cũng đến từ thế giới kia của các ngươi cũng không chừng Lão nhân đang cùng Bàng Bác lật xem sách cổ liền nói: "Không có khả năng, mười mấy vạn năm trước, tổ tiên chúng ta còn đang ở trong thời nguyên thủy, chỉ biết săn bắt hái lượm, làm sao có tu sĩ tồn tại được?" Bàng Bác lắc đầu. Ngay sau đó, hắn lại ngẩn người ra, hắn cũng không thể dùng lối suy nghĩ trên trái đất để lý giải thế giới này được, do đó, cũng không thể dùng lý luận để bác bỏ những điều thần bí được. Nếu như ngay cả lão tử, tiên tần luyện khí sĩ cũng đều xuất hiện, có lẽ những năm tháng thượng cổ sẽ không thể dùng lối suy nghĩ hiện tại để phán đoán được hoàn toàn khác xa với ý thức của hắn có thể thật sự từng tồn tại cuộc chiến của các vị thần linh trên trái đất có rất nhiều truyền thuyết hơn nữa lại còn có chút liên hệ với thế giới này thậm chí có một số chuyện còn có thể bổ sung lẫn nhau chẳng lẽ chúng thực sự tồn tại hay sao tìm được rồi đoạn này diệp phàm bảng bác và hai lão nhân cẩn thận đọc quyển sách cổ được đạo văn phong ấn kia trên quyển sách này có nhắc tới luyện khí sĩ kể về tinh không cổ lộ. Nhưng mà, những điều được ghi lại thật sự quá ít, chỉ có một số từ mấu chốt. Đây là những gì mà con của đại đế lúc tuổi già sắp tọa hóa thì ghi lại, kể về chuyện hắn nghe được khi tuổi còn nhỏ. Chỉ là những lời mà hư không đại đế từng nói qua, chỉ là một chút trí nhớ mô hồ mà thôi. Nhất định là trái đất. Diệp Phàm và Bàng Bác cùng gần người ra. Còn có, thiên đình chi chiến. Ngay cả Hắc Hoàng cũng trố mắt ra nhìn chằm chằm vào một chữ cuối cùng, không ngừng suy nghĩ xuất thần những người của cơ gia lại nở nụ cười không ít nhân vật lớp tiền bối lắc đầu nói đừng có tin là thật đó là do con của đại đế khi tuổi còn nhỏ thì nghe được đã sớm mơ hồ không nhớ rõ mãi tới khi người tọa hóa thì mới tự nói ra được hậu nhân ghi nhớ có một số chuyện không thể chứng thực được không ít trong số đó là chuyện xưa mà con của hư không đại đế được kể khi tuổi nhỏ không phải là sự thật không thể tìm hiểu rõ ràng được thiên đình chi chiến diệp phàm tự nói cũng không có vì lời của bọn họ mà dao động một số ý tưởng trong lòng nhất định ở trên trái đất có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết đã biến mất trong dòng sông lịch sử còn có một bức tàn đồ nữa lật đến trang cuối cùng bọn họ thấy một góc sơn hà đồ vẽ một ngọn núi lớn cũng không có chữ viết gì cả có chút giống thái sơn diệp phàm và bằng bác khẽ liếc nhau càng nhìn thì càng thấy giống đây là do con của đại đế trước khi tọa hóa dựa theo trí nhớ mơ hồ mà tả lại vẽ thành một bức tranh ngọn núi cao. Thái Sơn được xưng là thiên hạ đệ nhất Sơn, vào thời Thái Cổ thì được dùng để chỉ nơi mặt trời mọc lên là khởi nguồn của vạn vật. Trong sách sử có ghi lại, ngọn núi này vô cùng to lớn, vô cùng cổ xưa. Lão tử đi từ hàm cốc quan ra phía tây, cưỡi một con trâu xanh mà đi, rời khỏi trái đất. Điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều truyền thuyết là sự thật. Bàng bác nói, lão tử mà ngươi nói có phải là một lão già cưỡi trâu xanh không? Chủ nhân cơ gia đột nhiên hỏi, phải ta từng được gặp rồi chủ nhân cơ gia lên tiếng phốc diệp phàm và bàng bác cùng phun cả ngụm ngộ đạo trà trong miệng văng ra ngoài lộ ra vẻ khó tin vô cùng giật mình các thị nữ sinh đẹp vội vàng đi tới lau dọn khi ta còn bé thì đã từng nhìn thấy các tộc lão đi nghênh đón một người như vậy tiến vào thái độ vô cùng cung kính thánh chủ cơ gia kể lại đó là chuyện hơn hai ngàn năm trước khi đó hắn còn nhỏ tuổi đối với khách quý trong tộc cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn không dám hỏi nhiều sau đó mới biết được rằng đó là một người sâu không lường được chính là vì bái phòng truyền thừa của hư không đại đế mà đến nói tới chuyện về những người khách đến từ vực ngoại thật ra cũng có một vài người như vậy một lão nhân già đời nói nếu là lúc trước bọn họ căn bản sẽ không nói ra những bí mật này nhưng bây giờ thì diệp phàm đã có thể cùng luận bàn với bọn họ hơn nữa bản thân hắn lại đến từ vực ngoại vì vậy mới có nhiều điều để nói như vậy cùng nhau tìm hiểu những bí mật này mấy bản sách cổ được mang tới, đáng tiếc lại khó có thể nhìn thấy điều gì rõ ràng. Không biết mấy người kia đến vùng tinh vực cổ xưa nào, có vẻ không chút liên quan gì tới trái đất cả, khó có thể tìm được tin tức hữu ích gì. Ta thật sự muốn ngay lập tức quay trở lại một tinh không khác kia, Diệp Tử, ngươi nói chúng ta có thể đào ra tàn tích và cổ vật của thiên đình hay không? Bàng Bác nói, điều này cũng rất khó nói trước được. Diệp Phàm vuốt cầm suy tư. Cuối cùng, đám người Diệp Phàm thỉnh giáo cơ ra, rốt cuộc thì vụ hóa tiên cốc ở nơi nào nhận được câu trả lời rằng đó là một địa phương cực kỳ thần bí nằm trong một vùng đất hoang vắng năm đó một vị thần vương của cơ gia từng tiến vào tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ chiếm được một cơ duyên cuối cùng bị truyền tống vào trong vụ hóa tiên cốc sau đó mới biết về địa phương này tử nguyệt ngươi có thể đi cùng hắn trong nhà đã có ta rồi ngươi không cần phải cố kỵ gì cả vào lúc không có ai cơ hạo nguyệt liền nói với nàng một lão nhân sắp chầu trời của cơ tộc đi ngang qua nghe được chuyện này cũng không lên tiếng phản đối ngược lại còn gật đầu đồng ý nếu như đám người diệp phàm thật sự đến từ một tinh không khác tất nhiên sẽ có biện pháp riêng của họ đoàn người rời khỏi cơ gia đi tới vũ hóa tiên cốc diệp phàm muốn đi gặp lâm giai một lần không biết bây giờ nàng ra sao bọn họ vẫn còn một vài chuyện cũ không thể quên được một đám người cùng đi vào thế giới này vì sao những người khác luôn luôn không xuất hiện điều này khiến cho lòng hắn luôn nghi hoặc thật không hiểu bọn họ đang làm gì, chia nhau ra ở đâu. Năm đó, chúng ta tổng cộng có mấy người tới thế giới này vậy, hẳn là 16 người đi. Bàng bác lẩm bẩm. Đúng vậy, ở huỳnh hoặc cổ tinh, ở trong cổ quan, đã có mười mấy người chết đi, chỉ còn có 16 người sống được tới thế giới này. Diệp Phàm nói. Trong đó Lưu Vân Trí, Lý Trường Thanh, vương diễm hại chúng ta nhưng không thành công, vừa tới thế giới này thì đã chết ở trong hang hổ bên ngoài cấm địa Thái Cổ. Bàng bác gật đầu bọn họ bị sáu bồng lai tiên cảnh tại nước Yến mang đi tu luyện, trong đó có ba người chưa đến vài năm thì đã mất, một người luyện công xảy ra vấn đề, một người khi ra ngoài thì bị người ta giết chết, một người khi đi hái thuốc thì bị dị thú xé xác. Hiện tại, chân chính sống sót chỉ còn có 10 người, Lý Tiểu Mạn phản bội, trở thành đại địch, Trương Văn Sương đang ở truyết phong, liệu y tiến vào trong giao trì, Khải Đức bị một lão tăng mang đi, trở thành kim cương hộ pháp của Phật Môn. Mấy người khác như Trung Nghị, Vương Tử Văn, lâm giai trương tử lăng thì vẫn chưa xuất hiện không biết bọn họ có được những gặp gỡ như thế nào người có chắc ngoài những người chúng ta những người đi tới huỳnh hoặc cổ tinh và trong quan tài cổ bằng đồng đi vào viên cổ tinh này thì đều đã chết hết chưa diệp phàm lên tiếng bàng bác trầm tư không lập tức trả lời ta vẫn luôn cảm thấy có một bóng quỷ nào đó đang ở trong bóng đêm nhìn chăm chú vào ta diệp phàm lẩm bẩm đông hoang tên như ý nghĩa nằm ở phía đông của viên cổ tinh này mênh mông vô ngần vì nơi này có rất nhiều vùng hoang dã mà trở nên nổi tiếng do đó mới được mang cái tên này đông hoang được chia ra thành các khu vực rộng lớn như nam vực trung vực đây là một địa phương hoang dã tại nam vực địa vực rộng lớn không thấy biên giới các dãy núi mọc lên san sát bao là hùng vĩ các khu rừng nguyên thủy dày đặc đi tận mấy mươi vạn dặm cũng không gặp được người rất khó tìm được người để hỏi thăm về nơi này đoàn người diệp phàm xâm nhập vào trong các dãy núi hoang cũng không biết đã đi được bao nhiêu dặm rồi dựa theo một mảnh sơn hà đồ lấy được từ cơ gia để tìm kiếm vũ hóa tiên cốc tại địa phương mà tận mầy ngàn năm có khi trên vạn năm không có dấu chân người này sinh trưởng không ít dược thảo quý hiếm nếu như có vận khí có lẽ có thể lấy được bảo dược khi hữu có dược linh cực kỳ cổ xưa phía trước có một đám mây như một cây nấm khổng lồ tụ lại sau đó từng luồng thiên kiếp màu đen đánh xuống bao phủ cả một mảnh đầm lầy nơi đó xuất hiện một con cá sấu to lớn màu đen giống như một mảnh mây đen che khuất bầu trời. Đó là thiên kiếp khi chảm đạo. Hắc Hoàng giật mình, phía trước là một con cá sấu to lớn rất khó lường, toàn thân đen nhánh, chém đất xưởng xích bản thân, muốn bước vào cảnh giới vương giả. Ai cũng không ngờ được, xâm nhập vào vùng đất hoang dã này không lâu thì đã gặp được một con dị thú như vậy, một con dị thú lại đang đạt tới độ cao mà rất nhiều giáo chủ cả đời cũng không thể đạt tới được. Mọi người cũng không tới gần, mà đứng ở phía xa quan sát, con thần ngạc màu đen này ngửa mặt lên trời rít gào thổ nạp ánh sáng thiên địa ra sức đối kháng với thiên kiếp các dãy núi xung quanh đều đổ sụp xuống mà đầm lầy cũng bị bốc hơi khô cạn trở thành một mảnh đất rất cứng rắn một canh giờ sau thiên kiếp càng lúc càng trở nên đáng sợ cuối cùng nổ ầm một tiếng một giải thác nước màu đen buông xuống con cá sấu to lớn kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết toàn thân nổ tung đáng tiếc chỉ cần một lát nữa thôi là thiên kiếp sẽ biến mất nó lại thất bại kết quả là hình thần câu diệt. Hầu tử thở dài. Thiên kiếp, bao phủ cả bầu trời, con cá sấu to lớn màu đen này nổ tung ra, máu thịt bắn ra bốn phía. Từ trong xương chán có một con cá sấu nhỏ bay ra, đó là do thần thức của nó biến thành, nhưng lại bị đánh nát trên bầu trời màu đen này. Trong vùng đất hoang dã, chuyện như vậy chẳng có gì lạ cả. Thường xuyên có cổ thú độ kiếp thất bại mà chết. Nhất là đây còn lại vùng đất mà mấy vạn năm cũng không có người đặt chân đến. Thật ra, thì con người cũng giống như vậy. Hễ là người tu hành thì đều phải đối mặt với những điều này. Có không ít người đang đạt tới trình độ rất cao, đột nhiên ngã xuống, trở thành một đống xương trắng dần biến mất. Con thần ngạc màu đen này cũng giống như vậy, không khác gì cả. Bọn họ đi dọc theo một con đường cổ, tiến vào khu rừng nguyên thủy tại đây, xuyên qua từng dải sơn cốc, tiến vào trong vùng đất hoang dã này. Hưu một tiếng, một luồng sáng vàng trượt lóe sáng rồi biến mất. Đó là cái gì? Sắc mặt Diệp Phàm ngưng lại, cảm thấy mới vừa mới có một luồng gió lạnh thổi vào lưng, sinh ra một cảm giác bất an. Hình như là một con tiểu long. Lệ Thiên nói, bọn họ đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hẳn là thiểm điện điều, chúng nó có tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Nếu mà đó là một con thiểm điện vương, thì bí quyết chữ hành của tiểu diệp tử ngươi mà không tiến thêm một bước, cũng không chắc có thể đuổi theo được đâu. Lý Hắc Thủy nói, chỉ mong là vậy đi. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, bọn họ tiếp tục đi về phía trước ầm ầm phía xa điện quang chiếu thẳng lên trời cảnh tượng rất khủng bố các đám mây đều bị nhuộm thành màu vàng chuyển đến từng đợt âm thanh ầm ầm bọn họ nhanh chóng chạy về phía trước đứt qua một cái khe sâu rất rộng bay qua hai ngọn núi lớn ẩn trong đám mây rốt cuộc thì cũng đi tới nơi đó kết thúc tập này ở đây nha mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người già thiên tập 126, yêu thần hoa trên cấm địa sinh mệnh thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúc các bạn xem video vui vẻ phía trước không có tới một ngọn cỏ chỉ có một ngọn núi đá bên trên có một luồng điện mang màu vàng đang lượn lờ cảnh tượng phi thường thần bí ánh sáng rực rỡ lóa mắt trên đỉnh núi có một tổ chim thật lớn các loại điện mang chính là từ trong tổ chim này bán ra hàng ngàn hàng vạn luồng buông xuống giống như một thác nước màu vàng đang ngầm mầm lao xuống dưới đây là tổ gì vậy giống như là của một con thần điều vậy Chắc là còn có tiên chân gì khác nữa, nếu không thì sao lại có loại dị tượng này? Hắc Hoàng không kìm nổi, nếu không phải Bàng Bác chú ý, rồi đè nó lại, nói không chừng nó đã lùi lên đoạt bảo rồi. Có chút không thích hợp. Trong tổ chim còn có sinh vật sống, bọn họ cảm nhận được khí tức sinh mệnh, liền bay lên cao để nhìn xuống, lập tức cả kinh. Một con chim rất giống phượng hoàng đang hóa đạo, các loại điện mang đều phát ra từ nó, một luồng đạo văn dày đặc hiện ra bên trong tổ chim các tê chấp màu vàng lượn lờ khắp ngọn núi hình thể của nó cũng không lớn chỉ dài hơn một trượng toàn thân màu vàng đương nhiên nếu tính cả những cái lông đuôi trong suốt kia nữa thì có còn dài tới tận ba bốn trượng sáng lạn trói mắt chẳng lẽ lại thật sự là một yêu thánh có phượng hoàng huyết mạch nó lại đang hóa đạo mười người đều ngây dại đây là một con thiểm điện hoàng điều có được mật độ phượng hoàng huyết mạch cực cao hắc hoàng kiến thức rộng rãi sau khi quan sát thật lâu thì mới nói thiểm điện điều là một loại dị điều rất cường đại tốc độ phi hành cực nhanh toàn thân giống như được dùng hoàng kim để luyện chế thành có điện mang lượn lờ quanh thân thể là chiến sủng mà rất nhiều tu sĩ đều muốn thuần dưỡng tuy nhiên cũng rất khó có được một bộ phận huyết mạch trong người nó rất đặc biệt thiên phú lại còn cường đại tới mức dọa người trên đầu sinh ra cái màu phượng được gọi là phượng quan thiểm điện điều hầu hết tu sĩ nhìn thấy thì đều phải tránh lui mà vua của chúng lại càng thêm đặc biệt tên là thiểm điện hoàng điều đã sinh ra hiện tượng phản tổ, có được bộ phận phượng hoàng huyết mạch nồng đậm nhất. Theo truyền thuyết thì khi nó trưởng thành lên, ngay cả tu sĩ tiên tam cũng khó có thể vây khốn được nó. Cái gọi là kỳ thú dị điều chính là chỉ loại tồn tại này à. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục nói, sau đó bắt đầu khoác lác, nói muốn thu nó làm thú sùng. Trên thế gian không có tiên này, các loại chân long, tiên phượng chính là các tồn tại trong truyền thuyết, huyết mạch cao cấp nhất của linh thú, thần điều cũng chính là sinh vật cấp bậc như thiềm điện hoàng này nuôi được một con như thế này, để nó đi cùng, sau này nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra nhất con yêu thánh cũng nên. Bàng bác cũng động tâm, xoa xoa tay, kết quả là bị hắc hoàng, gặm ngay một nhát vào tay hắn, không cho hắn ra tay trước, cạnh tranh rất ác ý. Con thiểm điện hoàng điều này, gặp bất chắc, bị bắt buộc phải hóa đạo. Hầu tử lên tiếng, hỏa nhãn kim tinh sáng lên, thấy sau đầu thiểm điện điều có, một lỗ máu, tiên huyết liên tục chảy ra, vết thương này còn đâm xuyên qua nguyên thần của nó sau đó hắn lại nghĩ tới luồng sáng màu vàng vừa mới lóe lên khi nãy chẳng lẽ thật sự là một con thiềm điện điều sao dù sao thì trong núi chỉ một nó là có loại huyết mạch cường đại nhất này mà thôi ba từ trong tổ chim truyền ra một tiếng vang nhỏ thiềm điện hoàng điều hóa đạo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng toàn thân đều tan biến đi chậm rãi trở thành một mảnh ánh sáng vô cùng xinh đẹp thật là đáng thương năm đó ta từng nuôi một con phượng quan thiềm điện điều bị cơ bích nguyệt hại chết tuy rằng không có huyết mạch mạnh như con này nhưng cũng rất có linh tính vừa gào thét vừa khẽ mổ vào tay ta mà chết cơ tử nguyệt nhẹ giọng nói dường như rất thương cảm ba cuối cùng một mảnh sáng phát ra thiểm điện điều hoàn toàn hóa đạo xương cốt đều tan biến bộ linh vũ trên người cũng biến mất máu thịt đang thiêu đốt trở thành một mảnh ánh sáng tràn ngập thần tính vô cùng huyễn lệ một tiếng đạo minh vang ra sau đó tất cả ánh sáng đều thu lại biến mất trong tổ chim chìm sâu vào trong một quả trứng có một quả trứng màu vàng các luồng thần vũ do hóa đạo sinh ra đều bay đi vào trong đó mấy người cả kinh kêu lên sau đó động tác của bọn họ rất nhanh chóng vụt một cái đã lao lên trên núi đá lúc này điện mang đã biến mất hết nơi này trở nên cực kỳ yên lặng cái tổ chim này được dùng các loại linh mộc mà dựng lên lớp lót mềm bên trong đều là các loại dược thảo mềm mại tràn ngập một loại lực lượng giàu linh tính ở giữa tổ chim có một quả trứng lớn bằng nắm tay ánh sáng màu vàng đã thu lại vào bên trong, khiến cho bề mặt quả trứng này trở nên trong suốt. Đây chính là trứng của một con thiểm điện hoàng điều, đi khắp thiên hạ cũng không tìm được một hai quả đâu, lúc này nó lại được các luồng sáng khi hóa đạo chui vào, có thể được coi là kỳ chân thiên cổ hiếm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nó cũng có thể trưởng thành một con yêu thánh. Đại Hắc Cầu nói, từ trong quả trứng màu vàng phát ra từng đợt đạo văn dao động, trời sinh đã có thể cộng minh cùng với đạo tự động hấp thu tinh khí bốn phía, rất thần bí. Của ta. Đại hắc cầu trồm lên, ỉ vào thân thể cường đáng và mạnh mẽ như một con trâu đực, đánh văng đối thủ cạnh tranh là bàng bác đi ra ngoài. Đương nhiên, bàng bác sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy, hắn có thiên phú dị bẩm, cao hơn người thường tận một tới hai cái đầu, hai tay nhoáng lên một cái, nâng bổng cả con đại hắc cầu này lên. Đừng tranh nhau, làm hỏng chứng yêu thánh bây giờ. Diệp Phàm nhắc nhở, quả trứng màu vàng này quả thật không tầm thường chút nào, quyết không được phép để xảy ra sơ suất gì. Cuối cùng, bọn họ quyết định để cho cơ tử nguyệt thu nó lại, cất xa khỏi con đại hắc cầu này, sợ nó thu làm thú sùng chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất chính là sợ nó bỏ vào miệng ăn luôn. Bởi vì con chó chết bầm này cực kỳ tham ăn, hơn nữa loại trứng này lại là đồ đại bổ dưỡng, ăn vào thì có thể ngay lập tức tăng thêm không ít đạo hạnh. Ta khinh, bổn hoàng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, chẳng lẽ lại còn phải phòng bị ta như vậy hay sao? nó rất không cam lòng. Tại dưới chân dãy núi đá này, bọn họ thấy được mấy cây lông vũ của thiểm điện hoàng, đều có dính vết máu, hiển nhiên là do con vương điểu này dãy ruộ khi sắp sửa hóa đạo mà dụng ra. Thật là đáng thương a, à, ta nghĩ là nó chỉ vì đem lực lượng khi hóa đạo chuyển cho quả trứng này, tất cả đều vì thành toàn cho đứa con trong trứng này, nên mới cố sức bay về đây. Cơ tử Nguyệt nói, mấy người thở dài, hẳn là đúng như vậy, rốt cuộc thì nó bị sinh vật nào giết chết diệp phàm nhặt lên một cây linh vũ trên mặt đất cẩn thận quan sát thật lâu đi thôi đã đi vào trong lòng vùng đất hoang dã rồi khoảng cách vũ hóa tiên cốc còn có một ngàn tới hai ngàn dặm nữa bọn họ dựa theo bản đồ đi ngang qua từng dãy sơn mạch một có những ngọn núi lớn cao ngất trong mây trên đỉnh núi còn có tuyết trắng động loại có ngọn núi thì mây mù lượn lờ trên đỉnh bốn mùa đều xanh tươi vùng đất hoang dã này mênh mông mù mịt thảm thực vật xanh um vượn hú hổ gầm phía trước xuất hiện một khu thạch lâm đá vương vãi và đan vào nhau như răng lược khiến nơi đây trở thành một kỳ cảnh tới rồi dựa theo bản đồ ghi lại ở ngay phía trước thạch lâm này khoảng hơn 10 dặm cuối cùng cũng tìm được rồi yến nhất tịch lên tiếng địa phương này có các loại chim thú quý hiếm thoạt nhìn thì rất tường hòa bên trong thạch lâm có mùi hương tỏa ra các loại cỏ hoa mọc tại đây còn chưa tới tiên cốc thì đã thấy được khí tức an bình rồi trách không được nhiều năm như vậy mà vẫn không nghe nói đến tin tức của lâm giai thì ra là tránh ở trong một chốn thiên đường này nàng nhất định có thu hoạch khá lớn ở trong tiên cung nên mới luôn luôn yên lặng tiềm tu bàng bác nói bọn họ đi dọc theo thạch lâm mà vào đi về phía trước hơn ba mươi dặm rốt cục thấy được một vùng đất mỹ lệ sương mù tràn ngập tiên hạc bay múa các loại chim thú quý hiếm khi ẩn khi hiện môn hình vạn trạng bên trong thung lũng giống như một vùng tiên cảnh có một luồng sáng nhiều màu đang lượn lờ xung quanh cửa vào nối tiếp với vùng thạch lâm kia bên trong có các loại linh thụ dược thảo lâu năm đang sinh trưởng tại cửa vào sơn cốc có một tấm bia đá trên mặt có khắc bốn chữ cổ vũ hóa tiên cốc đây là một nơi tường hòa và yên lặng từng luồng khí tức an bình lượn lờ xung quanh dược thảo tỏa mùi thơm bốn phía các sinh vật tại đây thấy người mà vẫn không sợ hãi không chút e rè nào vô cùng an bình quả thật là một đạo thổ khó có được khiến cho người ta tĩnh tâm lại có thể trợ giúp cho việc ngộ đạo đây là nguyên nhân mà rất nhiều người tu luyện tìm chỗ ẩn cư nơi thế ngoại, ngay cả Hắc Hoàng cũng phải thốt lên khen ngợi nơi này có thể khiến cho người và đạo cùng hòa hợp, bước vào tâm cảnh không minh thật là thơm ma. Cơ Tử Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt to lộ ra vẻ say mê. Là kỳ lan cổ thụ có cả một mảng lớn. Hầu Tử giật mình nhìn về phía trong thung lũng, nơi đó có một mảnh cổ thụ, mùi thơm ngát chính là được tràn ra từ nơi này, mỗi một gốc đều như xương rồng quấn quanh các cây đại thụ. Giống như các gốc kỳ thụ được cẩn thận nuôi trồng. Hơn nữa, điều đặc biệt nhất chính là các đóa hoa, do cổ thụ mọc ra rất thần diệu, trong suốt ướt át, giống như những con kỳ lân nhỏ màu tím, vô cùng đặc biệt. Loại cổ thụ này thì cho dù ở thái cổ cũng rất ít gặp, nếu mà trồng được mười mấy gốc thì có hiệu quả rất kỳ diệu đối với người tu đạo, tâm cảnh sẽ vô cùng bình thản, dễ dàng cộng minh cùng với đạo. Hầu tử giải thích, loại kỳ lan thụ này tỏa ra mùi thạm cũng rất đặc biệt, thấm vào trên người thì vài ngày sau cũng khó có thể biến mất. Toàn thân tỏa ra một mùi thơm, là thứ mà các nữ nhân thái cổ yêu thích nhất. Thật sự là một địa phương tốt. Mấy người tán thưởng, liền muốn đi vào trong. Nhưng Diệp Phàm lại dùng tay ngăn bọn họ lại, nói. Chờ một chút. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, lấy ra cây lông vũ dính máu của thiểm điện hoàng kia, đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít một cái. Mùi thơm rất nhạt, nhưng đúng lại có một chút mùi của nơi này bên trong thung lũng có nhiều điểm sáng nhiều màu lóe lên mây khói lượn lờ màu sắc rực rỡ các loại linh cầm bay múa trên không trung thoạt nhìn thì đây là một bức tranh tường hòa đẹp đẽ làm gì có chút sát khí nào đâu trên lông của thiểm điện hoàng điều có dính vết máu được bọn họ truyền tay nhau xem xét đặt ở chóp mũi người qua ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng không cần truyền cho ta bổn hoàng đã sớm cảm thấy được mùi lan trên cây lông đuôi này chính là đến từ trong sơn cốc thậm chí ta còn có thể tìm được chính xác là xuất từ đóa hoa nào. Hắc Hoàng nói, đây là lĩnh vực của nó, mũi chó là loại mũi thính nhất. Vù! Một con linh hồ trắng như tuyết chạy ra, không có một sợi lông khác màu nào, không dính chút bụi nào trên người, khẽ chớp đôi mắt to giống như hồng ngọc, quay đầu lại nhìn bọn họ vài lần, quáng lên một cái, vọt vào chỗ sâu trong thùng ở, rất có linh tính. Thực sự có sát khí sao, nhưng trong cốc có không ít linh vật vì sao chúng nó không có việc gì? Trong lòng lệ thiên có chút nghi hoặc, một con rùa già trắng như tuyết, lớn bằng một đứa bé, thò cái đầu ra ngoài, chậm rãi đi động, nó xuất hiện bên trong thung lũng, kỳ lạ nhất chính là ở trên lưng của nó còn có một con rùa nhỏ màu trắng bằng bàn tay đang nằm sấp. Lý Hắc Thủy nhặt lên một hòn đá, ném về phía trước, hưu một tiếng, bốn chân của con rùa mai trắng này khẽ rậm một cái, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng. Sinh vật nơi này đều rất có linh tính có thể nói đây là một vùng rượu thổ, nhìn không ra một tia nguy hiểm nào. Cẩn thận một chút, từ khi đi vào vùng hoang dã này, ta đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi, dường như có một âm hồn đang quanh quẩn trong vùng thâm sơn cùng cốc này. Diệp Phàm nói nhỏ, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn nhìn khắp nơi, nhưng cũng không tìm ra thứ gì. Chúng ta hô tên lâm Giai lên có được không? Bàng bác nói. Không cần hô, nếu dự cảm của ta trở thành sự thật, lâm Giai có còn sống hay không cũng rất khó nói diệp phàm trầm giọng nói sau đó hắn để cho hắc hoàng bày ra một góc sát trận bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém giết một phen nếu đã đến đây mặc kệ có phải đầm rồng hang hổ hay không chúng ta cũng muốn vào tìm hiểu rõ ràng hầu tử nói diệp phàm gật đầu đã chạy tới nơi này rồi không có khả năng tay không trở về hắn cùng với hầu tử chia nhau ra hành động đi vòng quanh vũ hóa tiên cốc muốn quan sát tất cả cho rõ nhưng mà bọn họ lại cảm thấy kinh hãi nơi này đúng là một tiểu thế giới tự thành một vùng trời đất, chỉ có tại cửa và thung lũng kia là có thể đi vào mà thôi. Chân thân không thể đi vào, nguyên thần cũng không thể vào trong, nếu không vạn nhất mà ngã xuống thì sẽ phiền toái lớn để cho một luồng hóa thân đi thăm dò đi. Lệ Thiên nói, thân ngoại hóa thân mà bị hao tổn thì bản thân cũng bị tổn hại rất lớn, không nên tùy tiện dùng thử. Cơ tử nguyệt ngăn diệp phàm. Không sao, ta có một bí thuật có thể đi vào trong cốc, cũng không sợ bị tổn thương. Hầu tử nói từ trên người nhổ xuống bốn sợi lông màu vàng trói mắt từ mi tâm bắn ra bốn luồng ánh sáng nhạt chìm sâu vào trong chúng những sợi lông này biến thành lớn bốn con đấu chiến thánh viên xuất hiện giống hầu tử như đúc cái miệng ngoác ra Nhe răng với mọi người thực sự có loại kỳ thuật ảo diệu thế này sao bàng bác rất kích động xoa xoa tay bước lên lôi kéo cánh tay hầu tử tỏ vẻ rất muốn học thứ này đây là thuật một hóa ngàn vạn hầu tử giảng giải Diệp Phàm và Bàng Bắc chăm chú lắng nghe, bọn họ đối với loại thuật kỳ lạ này đã sớm cực kỳ thèm muốn rồi, không ngờ hôm nay lại học được. Con và nó, ta lại không nhiều lông như vậy. Bàng Bắc rất thống khổ, sau khi học được, liên tục phải nhổ ra mấy sợi tóc gáy, đau tới mức nhè răng nhếch miệng. Diệp Phàm nhổ xuống bốn sợi lông, một người tí hơn màu vàng từ trong tiên thai bước ra khỏi mi tâm, thổi ra một ngụm sáng vàng, trong nháy mắt hóa thành bốn người giống hắn. Ban đầu học thì rất dễ dàng, hóa ra vài cái cũng không khó nhưng nếu muốn từ một hóa ra ngàn vạn thì thật sự là quá khó khăn hơn nữa cũng không thể trông cậy vào chiến lược của chúng được hầu tử nói những sợi lông này mà bị phá hủy thì cũng không làm bị thương tới bản thể tất nhiên năng lực cũng không phải là quá mạnh rồi nhưng hầu tử lại nói đây là một loại cấm thuật đáng sợ khi đấu chiến thánh hoàng thi triền một hóa thành ngàn vạn mỗi một thân thể đều có sức chiến đấu không gì sánh nổi có thể trong nháy mắt giết chết tất cả sinh linh trong thiên hạ tiêu diệt toàn bộ viên cổ tinh này bốn hóa thân của diệp phàm tiến vào trong sơn cốc nhập cốc từ các phương hướng khác nhau tiến lên bản thể của hắn thì vung tay chỉ về phía trước vào lúc này chân thân của hắn dường như đã đi vào trong sơn cốc chia làm bốn bộ phận đây là một loại cảm giác rất kỳ quái hắn chủ yếu chú ý về con đường chính giữa từ trên núi đi vào trong sơn cốc các cây cổ thụ lay động linh khí ngập trời đủ loại dược thảo lâu năm tràn ngập dọc theo con đường đá nhỏ đi vào như là đi tới một vùng đất tràn ngập hương thơm nơi thánh ngoại. Tiến lên thêm vài dặm, phía trước có một ngôi nhà tranh, vừa hài hòa vừa yên tĩnh, dòng suối tràn ngập linh khí róc rách chảy, dòng nước xanh mát chảy bên dưới cây cầu nhỏ, cảnh vật rất nên thơ hữu tình. Hắn bước đi nhanh hơn, đi về phía ngôi nhà tranh này, nhưng đúng lúc này, mi tâm hắn trở nên tê dần, trước mắt tối sầm, từ đó mất đi ủy giác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài sơn cốc, bản thể của Diệp Phàm chấn động, hắn mở mắt, nói rất khủng bố hóa thân kia của ta tuy rằng không có bao nhiêu chiến lược như lại có linh tính rất mạnh nhưng mà cũng không cảm giác được ngay tại khi bước vào một khu vực yên bình thì đột nhiên ngã xuống mọi người đều chấn động nếu chân thân của diệp phàm đi vào lúc này chỉ sợ đã lành ít giữ nhiều ngay cả bị tiêu diệt mà cũng không thể phát hiện ra đủ để chứng minh sự đáng sợ của nơi đây đại hắc cầu bày ra một góc vô thủy sát trận bảo hộ mấy người ở trong đó cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía Diệp Phàm nhắm mắt, từng luồng tin tức được hóa thân thứ hai truyền đến, bị hắn cảm giác được, hóa thân này đi tới trước rừng trúc ngọc. Mỗi một gốc cây trúc đều như được dương chi bạch ngọc mài thành, ôn nhuận trắng bóng, mỗi một đốt đều trong suốt, phiến lá lóe ra ánh sáng trắng, khu rừng này cũng không phải là rất lớn, nhưng linh khí lại rất nồng đậm. Đây hiển nhiên là dị trùng bảo trúc, giống như các gốc kỳ lan thụ kia, đối người tu đạo có chỗ tốt rất lớn, từ trên thân trúc có một cỗ tinh khí màu trắng ngà tràn ra khiến người ta toàn thân thư thái trong rừng trúc có một cái đài bằng đá còn có mấy cái thạch đôn lớn bằng thân người thần sắc của hóa thân diệp phàm lúc này đã cứng lại bởi vì trên cái đài bằng đá đó có một bộ đồ nếu không nhớ lầm đây chính là bộ đồ của lâm giai bên trên còn có một vài lá trúc rụng xuống đều đã khô héo hiển nhiên đã rất lâu cũng không có người nào động vào phốc hắn cảm giác thiên linh cái bị đập vào một luồng máu bắn ra chảy xuống che tầm mắt của hắn tất cả ánh sáng đều biến mất màn đen vô cùng vô tận bao phủ hắn đây chính là cảm giác khi tử vong hay sao bên ngoài sơn cốc bản thể của diệp phàm mở mắt hóa thần thứ hai đã không hiểu sao mà chết ngay cả bộ dáng của địch nhân ra sao cũng không nhìn thấy quả thực đáng sợ tới cực điểm mỗi người đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân đây là một tồn tại cường đại tới mức nào linh giác của diệp phàm cực kỳ nhanh nhạy nhưng lại bị giết chết ngay tại chỗ ngay cả bóng dáng cũng không thể nhìn thấy sau đó thân thể diệp phàm lại chấn động nói hóa thân thứ ba cũng chết rồi cuối cùng hắn đột nhiên chấn động trong đôi mắt bắn ra hai luồng sáng sắc bén bắn ra tận mấy chục trượng một hóa thân cuối cùng cũng đã chết nhưng trước khi lâm chung thì đã thấy được một ma ảnh màu đen đối phương dùng tay chụp lấy đầu hắn sau đó bóp nát dùng bốn lần chết để trả giá cuối cùng mới nhìn thấy một bóng đen mơ hồ làm gì phải là vũ hóa tiên cốc rõ ràng đây là một ma cốc đoạt mệnh lệ thiên nói trong sơn cốc có nguy cơ lớn bằng trời nếu đám người diệp phẩm mà tùy tiện đi vào thì hơn phân nửa đều đã bị giết chết ngay lập tức khó có thể giữ được mạng sống khó trách con thiểm điện hoàng điều kia thân là vương giả nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết cơ tử nguyệt nhỏ giọng nói lấy tay sở quả trứng màu vàng kia trên bề mặt quả trứng có từng luồng đạo văn đang dao động diệp tử người có chắc đó là chữ viết mà lâm gia lưu lại không bàng bác hỏi đâu đâu phải là ước hẹn của cố nhân rõ ràng là một bẫy dập tuyệt sát được bày sẵn hơn nữa bố cục này rất tự nhiên nhiều năm trước đã nhắn lại để lộ ra vài manh mối khiến người ta phải chủ động tìm đến chỉ cần vào trong sơn cốc thì chắc chắn sẽ phải chết diệp phàm lẩm bẩm đã nhiều năm như vậy trôi qua trong bóng tối có một con quỷ luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của ta nhiều năm trước đã bày ra cái bẫy này để cho ta tới chịu chết không cái nào là không phải cối dựng nên chứ viết không chút sơ hở nào không biết phía trước còn có bao nhiêu sát khí bẫy dập đang chờ ta đi chui vào nữa đây. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Sợ cái dám gì, hắn cường thế, nhưng có thể mạnh hơn thánh nhân sao. Bổn hoàng chỉ dùng một góc vô thủy sát trận để mở đường, dùng một góc bản cờ của hư không đại đế lập truyền tống trận. Bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn, ta không tin hắn có thể làm gì được chúng ta. Hắc Hoàng Ngạo Nghễ nói, quyết định tiến vào Vũ Hóa Tiên Cốc một lần, nhìn một cái xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đang bày trò. Bọn họ đợi ở bên ngoài sơn cốc rất lâu, cũng không thấy có tồn tại khủng bố nào đi ra, đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành chuẩn bị vào trong sơn cốc. Thần nữ Lô được yến nhất tịch cầm sẵn trong tay, lúc nào cũng sẵn sàng tế ra, tiêu diệt cường địch, mà trên đỉnh đầu Diệp Phàm thì có 81 cây tiểu kỳ, đen nhánh dài một tấc, đang lơ lửng, quỷ dị khó lường đại hắc cầu đầu đầy mồ hôi hào hết tâm huyết uống đi không ít thần tuyền mới khắc một trận văn thâm ảo trên một khối ngọc bích nói đây là sát trận của đại đế cổ phòng chừng chỉ có thể tồn tại trong khối ngọc bích này được nửa ngày chúng ta cần phải nhanh lên đi vào trong cốc được vài dặm cũng không có nguy hiểm gì phát sinh cho đến khi đi vào chỗ sâu nhất nhìn thấy ngôi nhà tranh kia thì vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rất tường hòa và bình yên dòng linh tuyền chảy róc rách câu cầu đá nhỏ trắng nõn kiểu gì cũng thấy giống thế ngoại tiên cảnh đột nhiên khối ngọc bích trên lưng hắc hoàng kia phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí nở rộ ra ngàn vạn luồng sáng thần thánh sát khí bay thẳng lên trời cao khoét ngang ra ngoài phốc ở trên đỉnh đầu bọn họ một luồng máu nổ tung bắn ra bốn phía giống như một sinh vật nào đó bị giết chết hóa thành một mảnh mưa máu có các sợi lông màu đỏ rơi xuống đất tồn tại thật cường đại không ai trong chúng ta cảm giác được vừa rồi suốt nữa nó đã lao tới gần đập nát đầu chúng ta rồi vương giả, hơn nữa còn là vương giả đại thành. Tất cả bọn họ đều biến sắc, đây là địa phương nào, tại sao lại có loại sinh linh khủng bố này? Không đúng, nó không có khí tức sinh mệnh, nếu không thì không có khả năng không bị chúng ta cảm ứng được, nhưng tại sao lại có mưa máu rơi xuống? Bọn họ tựa lưng vào nhau, đứng cùng một chỗ, cảnh giác nhìn về bốn phía, nếu không có có một góc vô thủy sát trận, hậu quả đã không thể đoán trước được. Vượt qua cây cầu đá nhỏ, bàng bác đạp một cước, đánh sập ngôi nhà tranh này, trong nháy mắt nơi đây đã trở thành âm phong giận dữ rít gào màn sương mù màu đen ngập trời vẻ tường hòa của sơn cốc cũng biến mất tiếng quỷ kêu chói tai các loại thần tắc và đạo quang bay lượn hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này âm ngọc bích được khắc hoàng khắc lên bỗng có ngàn vạn luồng sáng phát ra hóa thành một bông hoa sen bằng pháp tắc biến ra thành một vùng đạo hải giết chóc bốn phía tiên huyết bắn ra các khúc xương dính máu bán tung tóe khắp nơi đều là bóng người Đầu đầu cũng có các tồn tại vô cùng đáng sợ. Sao lại có thể thế này? Chúng ta đi tới địa phương nào vậy? Sao lại có một đám người như vậy? Bọn họ là ai? Sao lại cường đại như vậy được? Lệ thiên kêu to. Nếu không có vô thủy sát trận, tất cả bọn họ đều đã xong đời. Cho dù là hầu từ đã chảm đạo, thì cũng không trụ được. Các luồng âm phong giận giữ rít gào. Các bài đá chạy. Có hơn trăm bóng người đang chuyển động bên trong làn mưa máu kia. Phốc! một góc sát trận của vô thủy đại đế chuyển động biến nơi này trở thành một trường chém giết một ma anh hùng vĩ trong âm phong màu đen bị giết chết một cánh tay dính máu văng ra rơi dưới chân bọn họ rốt cuộc là chuyện gì những người này đều rất cường đại tại sao lại có thể ở cùng một chỗ được rất không phù hợp với lẽ thường bàng bác kêu to ầm bầu trời trở nên đen kịt lại một tòa kiến trúc to lớn khí thế bàng bạc khiếp người che phủ cả bầu trời đồn ngột xuất hiện vô số thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống vây giết bọn hắn đông vô thủy sát trận có một không hai mặc dù chỉ còn là một góc không nở vẹn không đủ một phần mười so với nguyên bản nhưng hiệu quả thì lại vô cùng tuyệt vời thống trị trời đất chuyên dùng để chém giết từ trên ngọc bích bắn ra một luồng thần quang lên trên trời đánh tan một góc của tòa kiến trúc kia rơi xuống bên cạnh bọn họ bốc lên những đám bụi mờ mịt cái gì hắc hoàng cả kinh kêu lên nhìn rơi một góc kiến trúc to lớn rơi xuống mặt đất thất thành nói rất giống với nam thiên môn đã từng thấy bên trong thần khư trên bề mặt góc kiến trúc này có vài chữ cổ được dùng cổ thần văn khắc thành những năm gần đây hầu từ đã hoàn toàn nắm giữ được không giống như trước kia nữa bắt đầu thì thầm đọc nam thiên môn chúng ta đi tới nơi nào vậy chẳng lẽ vũ hóa tiên cốc và thiên đình cổ trong truyền thuyết có quan hệ với nhau sao trời ạ Rốt cuộc chúng ta gặp phải một đám địch nhân như thế nào vậy? Chẳng lẽ phải khai chiến với thiên binh thiên tướng hay sao? Sát trận của vô thủy đại đế bắn rơi một góc nam thiên môn, đương trường kinh sợ mọi người. Đây là địa phương nào? Thật là quái dị và đáng sợ. Cắt bụi bay lên, góc kiến trúc to lớn trên mặt đất này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Có đạo văn bất hủ bảo vệ nó trường tồn, ba chữ nam thiên môn trên tấm biển khiến người ta hóa đá. Chúng ta đánh tới nơi rồi, vụ hóa tiên cốc, thật sự có thể phi tiên hay sao chẳng lẽ chúng ta tiến vào tiên giới chúng ta đây coi như là đại náo thiên cung hả bọn họ đưa lưng vào nhau khẩn trương chú ý bốn phương chung quanh vẫn là gió tanh mưa máu như cũ quỷ mị hoành hành mảnh xương trắng ẩn còn có mưa máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống nhìn mà ghê người trên có một tòa thiên cung đông nghìn nghịt dưới có trăm quỷ đi đêm ở nơi này đại chiến kịch liệt còn có ma anh thành mảng từ một góc thiên cung bị chặt đất hạ xuống quả nó là gì đánh giết toàn bộ cho dù có thiên đình cổ thì sao chứ hiện tại đều hóa thành thi quỷ căn bản không phải là nhân vật vô thượng ngày xưa chúng ta giết sạch hầu tử kêu to lúc này bọn họ mở thiên nhãn đã thấy được cảnh tượng chung quanh từng đạo ma ảnh vọt tới kia đều mặc khôi giáp giống như thiên binh thiên tướng rất là khiếp người mỗi một thân thể đều có thi mao không phải người sống thật khó tin lực lượng của những người này ở cảnh giới tiên tam trảm đạo căn bản không phù hợp lẽ thường không có khả năng có nhiều vương giả như vậy nhất định là ảo cảnh bàng bác kêu to quỷ khóc thần gào gió đen gào thét mọi thứ nơi này đều không chân thật quá mức quỷ dị tìm khắp thời gian có ai có thể sai khiến được nhiều quỷ thần như vậy tất cả đều có thực lực cảnh giới vương giả bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi có lẽ chỉ có thiên binh thiên tướng chân chính mới có uy thể như thế sau khi chết còn giữ lại một bộ phận chiến lực khi còn sống bằng không giải thích không thông sẽ không thật sự không may như vậy chứ đào ra thiên đình cổ rồi đám này sẽ không phải là ma quỷ năm đó chứ hả ngay cả hắc hoàng đều sợ hãi tộc lão nói thiên đình cổ không ở thế giới này nếu như có cũng chỉ là nam thiên môn rơi xuống ở thần khư cơ tử nguyệt lên tiếng tử hà bay múa tay nâng quả trứng yêu thánh tong suốt sáng bóng không chúng ta phải bình tĩnh trước mắt nhìn thấy nhất định là ở chỗ nào đó có vấn đề nguyên thiên nhãn phá hư ảo diệp phàm hét lớn nhưng mà hai mắt hắn bắn ra chùm sáng dài vài dặm những gì nhìn thấy vẫn như thế chưa từng thay đổi thiên cung to lớn trên bầu trời tồn tại thì quỷ đáng sợ rơi xuống chinh chiến sát phạt hết thảy đều là thật con bà nó quản nó là gì cho dù thiên đình cổ chân chính thì lại thế nào ngay cả là thiên binh thiên tướng tái sinh thì sao chứ hắc hoàng bước ra điên cuồng nói vô thủy đại đế chấn áp chín tầng trời mười tầng đất chém thần giết tiên sát trận của người có thể quét ngang thiên đình diệp phảm khắc xuống một vùng nguyên thiên văn lạc đem một đống thần nguyên bày vào tong đó rồi sau đó đem ngọc bích ở phần trung ương để cung cấp thần lực càng thêm cường đại ầm vào giờ khắc này ngọc bích nở rộ vô lượng quăng hơn vạn sợi xích thần trật tự vọt lên tận trời đan thành một mảnh thần trận khủng bố dập nát hết thảy rất nhiều thiên binh thiên tướng đều hóa thành xương và máu rồi sau đó vô thủy sát trận hút sạch tất cả tinh khí phát huy ra một kích hủy thiên diệt địa dầm một tiếng san bằng tòa thiên cung trên bầu trời chém thành bụi bặm hết thảy đều biến mất mưa máu không còn rơi âm phong ngừng lại khắp mặt đất đều là vết máu và gạch ngói vụn một đống đổ nát bọn họ thật lâu đều không nói gì hết thảy giống như ở trong mộng tất cả cảnh tượng khủng bố đều biến mất thiên đình của bị bọn họ phá nát chỉ còn lại bức tường đổ của một góc nam thiên môn dầm diệp phàm đi về phía trước tay áo phất một cái quét sạch gạch ngói vụn xuất hiện một cái nhà tranh bị sập sau khi dọn dẹp sạch sẽ lộ ra một bộ xương trắng tinh tể mà trắng nõn có khả năng đã chết một hai năm rồi đây trong lòng hắn trầm xuống rồi sau đó một trận buồn bã nữ nhân thông minh kia đã chết đi sao trong lòng diệp phàm có chút buồn bã đủ loại chuyện năm đó hiện lên tong lòng tuy rằng cuối cùng là đi tới cùng một chỗ với lý tiểu mạn lại một vị cố nhân rời khỏi thời gian bàng bác cũng thở dài một tiếng không đúng người này tôi không lớn hẳn không phải là cố nhân của các ngươi, nhiều nhất không quá 16, 17 tuổi. Hắc Hoàng nói, với kinh nghiệm lão làng làm ra phán đoán. Diệp Phàm nghe vậy, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét nói. Là một cô gái tuổi không lớn, cũng không phải lâm dai. Không phải lâm dai vậy sẽ là ai? Không thể là nàng thiết kế bẫy này muốn giết đám cố nhân chúng ta đây chứ? Bàng bác lẩm bẩm. Nếu không có sát trận của đại đế cổ, lần này ai tiến vào đều phải chết rõ ràng là không muốn cho chúng ta sống sót rời đi. Diệp Phàm thở dài. Nơi đây bị san bằng, sau đó không lâu ánh sáng mờ tường hòa bốc hơi, thủy khí tràn ngập, lại hóa thành một vùng tiên thổ khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bọn họ đã đi ra một đoạn rất xa, đại hắc Cẩu cúi đầu, lầm bà lầm bầm nói. Không đúng, mọi thứ vừa rồi là giả, nam thiên môn chân chính ở trong thần khư, ta cùng tiểu bé từng đi qua, đứng từ xa nhìn đó mới là thật, có một loại thiên uy bất hủ cuồn cuộn rồi sau đó nó đột nhiên nhảy dựng lên đánh dùng mình một cái nói chẳng lẽ là nó mọi người đều bị nó dọa sợ tất cả đều dừng bước xoay người nhìn về phía nó có chuyện gì thể còn cần phải nói khẳng định không phải là thiên đình cổ đã sớm nói nó không ở thế giới này cặp mắt to linh động của cơ tử nguyệt chuyển động nhanh như chớp nhỏ giọng nói thầm cẩn thận phòng bị đại hắc cầu trộm chứng yêu thánh bổn hoàng hiểu ra rồi có lẽ có thể chiếm được một kiện bảo bối nghịch thiên Đại Hắc Cầu gần như điên cuồng, lè cái lưỡi màu đỏ tươi, nhếch cái miệng rộng ngửa mặt cười to. Bảo bối, Bàng bác hỏi. Bảo bối do chuẩn đế luyện thành. Một câu nói của Đại Hắc Cầu khiến mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Vù, nó hóa thành một vệt đen chạy ngược lại, sợ người khác cướp đoạt với nó, rất nhanh đi tới nơi đổ nát vừa rồi. Đầu tiên nó tề ngọc bích ra phòng ngự, rồi sau đó vươn cái móng vuốt lớn bắt đầu đào đất, lật nền của nhà tranh lên. ầm một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời khiến mọi người không tự chủ nổi một lớp da gà lỗ chân lông nở ra toàn thân lạnh lẽo ở dưới nền đất xuất hiện một cái tượng đá màu đen nó giống như lệ quỷ dữ tợn vô cùng tối đen như mực tràn ngập khí tức chẳng lành nếu không phải có vô thủy sát trận chấn áp dường như có thể diệt mọi sinh cơ không có sinh linh có thể tới gần đây là thứ quỷ quái gì lệ thiên hỏi những người khác đều khó hiểu quá đáng tiếc nó gần như đã phế rồi ta đã nói rồi, người thường làm sao lại nhường nó ra, hóa ra là sắp hủy diệt rồi. Đại hắc cầu vô cùng đau lòng nói, đấm ngực rậm chân. Tượng đá lệ quỳ màu đen xuất hiện từng vết rách, dường như chỉ khẽ động vào là sẽ vỡ nát, quả thật khó thể tồn tại thêm bao lâu. Đại hắc cầu, cẩn thận khắc ra đủ loại đạo văn ở bên ngoài phong ấn nó, thu vào trong kho báu. Đây rốt cục là... Đây là chiến trận hình người. Đại hắc cầu giải thích. Chính xác mà nói là một loại pháp trận, uy lực vô cùng hết thảy huyền bí đều điêu khắc trong một pho tượng đá một khi phát động sát khí cuồn cuộn, cuộn mãnh liệt nó có thể điều khiến thi thể biến bọn họ thành binh khí mạnh nhất có thể chém giáo chủ diệt vương giả đại thành có thể giết thánh nhân đoạt ảo diệu thiên địa tạo hóa ngay cả thánh nhân đều có thể giết mấy người đều giật mình đương nhiên đây là pháp trận hình người do chuẩn đế dốc hết tâm huyết cả đời luyện thành tục truyền năm đó có một đoạn năm tháng không có đế một vị thánh linh xuất thể gieo rắc tai họa thiên hạ cuối cùng lại bị một tòa pháp trận như vậy giết chết hắc hoàng nói không thể nào chỉ một pho tượng đá như vậy có thể giết thánh linh cái thể mấy người đều giật mình không tin đương nhiên không chỉ một pho tượng đá hẳn là còn có một số mà không giống pho tượng này đã gần như hủy diệt đại hắc cầu nói đây là một pho tượng đá lệ quỷ đầy đủ hẳn bao gồm tượng đá quỷ tượng đá người tượng đá tiên tổng cộng 9 pho tượng Mỗi một pho tượng đều là một tòa pháp trận cường đại không gì sánh nổi. Sau khi tượng đá quỷ bị đào ra, phụ hóa tiên cốc hoàn toàn bình tĩnh, không còn sát khí, tất cả nguy hiểm đều giải trừ. Bàng Bác đột nhiên vỗ đầu, ảo não vô cùng nói: "Ta bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên, có khả năng ta từng gặp một pho tượng đá." "Ở đâu?" Hắc Hoàng lập tức tỉnh táo tinh thần hỏi. "Ở tòa tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ, lúc ấy không chú ý, chỉ thấy phía trên vết nứt dày đặc, gần giống như tượng đá quỷ này." cũng sắp bị hủy diệt nên không lưu ý đại hắc cẩu nghe rằng muốn cắn hắn mấy miếng nói đó là tạo hóa to lớn nếu nhìn kỹ phía trên nhất định có phương pháp khống chế ngươi tức chết ta rồi nói như vậy tượng đá quỷ cũng có thể từ trong tiên cung mà ra diệp phàm suy tư sau đó không lâu bọn họ đi tới khu rừng trúc kia mỗi một cây trúc ngọc đều trắng mốt sáng bóng trong suốt lóe sáng tinh khí màu trắng ngả lượn lờ khí trời bốc hơi diệp phàm bước lớn tới trước thạch đài nhặt cái điện thoại kia lên dùng thần lực diễn hóa ra một tê điện lưu mỏng manh rồi sau đó khởi động máy tiếng nhạc dễ nghe vang lên vào giờ khắc này diệp phàm cùng bằng bác như cách mấy đời đều thất thần đã quá lâu rồi một ít trí nhớ bởi vậy mà bị mở ra cuộc sống hiện giờ hoàn toàn bất đồng tiểu diệp tử ngươi không sao chứ cơ tử nguyệt lo lắng nhẹ nhàng lắc cánh tay hắn ta không sao diệp phàm phục hồi tinh thần cười cười với nàng, rồi sau đó nói cho nàng đây là cái gì, giải thích cặn kẽ. Diệp Phạm mở xem một số ảnh chụp, có mấy tấm là của hắn, bị chụp vào lúc gần như đã quên đi, cũng có không ít là của Lâm Giai, cười rất sáng lạn, rất ấm áp. Đây là... Đột nhiên ánh mắt Diệp Phạm ngưng trệ, thần sắc cứng đờ, bàng bác ở bên cạnh lại càng hít sâu một ngụm khí lạnh, những người khác thấy thế đều vây tới. Bức hình này rất ảm đạm, phía trên có không ít người, biểu tình sợ hãi bất lực, rất nhiều người đều phi thường sợ hãi chen chúc cùng một chỗ gần như tuyệt vọng là lâm giai chụp trong quan tài đồng diệp phàm trầm giọng nói có thể nhận ra những người kia đều là cố nhân thần sắc tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi là cảnh tượng xảy ra ở trong quan tài do chín con rồng kéo đáng sợ lại có một con lệ quỷ ở bên cạnh chúng ta khi đó hoàn toàn không biết gì bàng bác cảm thấy toàn thân lạnh băng ngay cả trong lòng đều bốc lên một luồng khí lạnh trong ảnh chụp lại còn có một bóng đen cách bọn họ không xa vô cùng dữ tợn đáng sợ khôn cùng thân nó trong bóng tối không hợp với bọn họ chỉ có cặp mắt phát ra ánh sáng quỷ dị thực dọa người diệp phàm cũng dùng mình từng hồi cảm thấy trên người có thêm một lớp da gà sinh ra từng luồng khí lạnh năm đó trong quan quách tối đen còn có một người là một con lệ quỷ màu đen ai cũng không phát hiện ra lâm gia lại chụp được một tấm ảnh như vậy chắc có lẽ nàng không muốn làm mọi người sợ hãi mới không nói ra Diệp Phàm cùng bằng bác càng hồi tưởng càng cảm thấy đáng sợ, lúc ấy trong quan quách đồng xanh lại có một thứ như vậy, đồng hành cùng bọn họ, quả thật khiến người ta sờn tóc gáy. Sau khi hai người kể lại mọi chuyện năm xưa, ngay cả đám người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đều sợ hãi một hồi, đồng hành cùng Lệ Quỷ không biết, ngay cả ở bên cạnh cũng không biết, ngày nay mới rõ chân tướng, đây thật đúng là khiến người ta kinh hãi run sợ. Tiếp theo sau, Diệp Phàm ấn phát một đoạn ghi âm, truyền ra một tràng thanh âm đáng sợ như là từ địa ngục truyền đến nói ta đã tới rồi diệp phàm cùng bàng bác giật mình ngừng hô hấp chú ý lắng nghe thanh âm này sâu thẳm u lãnh không hề có một tia sinh khí như từ nền đất hắc ẩm mà băng lãnh vang lên khiến người ta không thể cảm thấy thoải mái tràn ngập khó chịu có thể nghe được thanh âm của ta chứng tỏ ngươi còn sống vừa ra ngoài dự đoán của ta diệp phàm bàng bác không nói câu nào chỉ lặng lặng lắng nghe như một lệ quỷ từ địa ngục trốn ra thanh âm như ma sát của hai phiến kim loại Chói tai khó, nghe khiến toàn thân người ta lạnh toát. Hãy hưởng thụ một ít quang âm gắn liền với thời không này cho tốt. Ta tìm được ngươi rồi sẽ tự tay đoạt đo tính mạng của ngươi, hiến tể cho ta. Như là một lão quỷ ngàn năm đang nguyền rủa, u lãnh băng hàn, lời nói cũng không nhiều nhưng đủ khiến người ta cực kỳ chán ghét. Giọng điệu của hắn thật vô cùng độc ác. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Dừng chúc im ắng hồi lâu, không chuyển ra chút thanh âm nào. Hắn nhớ lại bố cục mà 13 thánh tử bố trí để diệt sát hắn năm đó. Năm đó, cũng là loại thanh âm này, vô cùng oán độc. Đó là lần đầu tiên hắn dẫn động thiên kiếp giết địch, tiên huyết tràn ngập khắp nơi, thi thể xếp thành phiến, cũng không biết đã giết mất bao nhiêu người. Nhưng mà lần đó hắn vẫn chưa tra ra rõ ràng, dù mấy người diệp phàm tìm cách truy tìm, nhưng vẫn không thể truy ra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được gì, mãi cho tới hiện tại. Ngày nay, độc thủ này rốt cục lại xuất hiện, vẫn là cùng một dạng người, vẫn là loại âm thanh ác độc đó, hắn chỉ cần nghe qua một lần sẽ không bao giờ quên được. Bàng bác cân nhắc thật lâu, sau đó nói. Nhiều năm như vậy lại ra tay lần hai, chỉ có thể là hai nguyên nhân. Một là Diệp Phàm vẫn luôn cẩn thận, năm đó cường địch quá nhiều, rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đuổi giết, hắn vẫn luôn dùng nguyên thuật cải biến hình dáng, phiêu bạt khắp nơi, người này không thể tìm ra được, hay là tu vi người kia không đủ, cho tới gần đây mới tăng tiến, có đủ tự tin, cảm thấy đã có thể gạt bỏ Diệp Phàm nên mới ra tay. Không nhất định là người. Đại hắc cầu lầm bầm. Một cổ quan băng lãnh khiến người ta hít thở không thông, một kẻ sống trong hắc ẩm, làm bạn với lệ quỷ. Lệ thiên nhìn chằm chằm lệ quỷ đồ đồng quan kia, cảm thấy thanh âm vừa rồi rất phù hợp. Không có gì đáng sợ, chúng ta cẩn thận cân nhắc. bằng bác đánh ra một quyền, trong lòng cũng có chút bất an. Năm đó, rốt cuộc có người nào cùng chúng ta vượt qua hư không, ngoại trừ lệ quỷ này, còn có ai khác? Diệp Phàm nhìn chằm chằm hình ảnh mơ hồ kia, trầm tư nói. Hắn cùng bằng bác tính toán một chút, trong số 16 người còn sống còn có mấy cổ tử thi, hẳn là chết trên đường đi huỳnh hoặc cổ tinh đến bắt đầu tinh vực. Lệ quỷ này là từ địa cầu đi theo hay là xuất hiện từ trên huỳnh hoặc cổ tinh, điều này thật khó đo lường. Quá trình vượt qua tinh vực phức tạp hơn xa so với tưởng tượng người ngoài. Lúc ấy, khi ở trong hoàn cảnh đó căn bản không biết, nhưng khi đã thoát ra, cẩn thận hồi tưởng lại khiến người ta không khỏi lạnh người. Thật sự có chút khủng bố. Có lẽ còn có người khác. Một ít. Diệp Phàm nói. Ngày nay, bọn họ đang ở chỗ sáng. Kẻ trong bóng tối kia nhiều năm qua vẫn như hồ rình mồi, thật sự rất nguy hiểm. Bọn họ tìm tòi ở vũ hóa tiên cốc, không thể không nói đây là một chỗ rượu địa. Lão dược cắm rễ trên các khe đá dược hương tràn ngập khắp nơi đủ loại chân mộc không ít là các loài dị trùng thời thái cổ càng không nói là các loài hiện thời vận khí lý hắc thủy thật tốt trong một khe núi âm u có một gốc linh dược chừng năm vạn năm được xưng tiểu dược vương nổi lên thụy khí mùi thơm ngào ngạt đại hắc cầu tìm được một phiến cổ thụ kỳ lan thu hoạch một lần là mấy chục gốc gần như cướp đoạt sạch sẽ ngay cả bùn đất nơi dễ cũng bị nhổ lên thu vào trong kho báu nói rất mỹ miều là sau này phục vụ cho thiên đình đương nhiên phiến rừng linh trúc cũng bị nó cướp đoạt chỉ để lại một ít làm hạt giống để kéo dài bổn hoàng luôn chú ý tuyệt không hái sạch tinh hoa thiên địa đều lưu lại một tia sinh cơ khiến chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở mọi người đều khinh bỉ nhìn hắn vũ hóa tiên cốc rất lớn đây là một mảnh tiểu thế giới không biết được mở ra từ thời nào cổ tích xa xưa một ít thạch bàn thạch đôn đều đã mục nát cỏ cây lại không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng trong cốc cỏ hoa rực rỡ nơi nơi đều là mùi thơm từng trận gió nhẹ thổi tới các loại hoa vũ bay xuống hương khí say lòng người như đang trong tiên cảnh đây là một mảnh tịnh thổ chân chính xinh đẹp an bình khiến người ta không muốn rời đi đây đúng là một nơi chuyên dành để tu thân dưỡng tính phong cảnh như tranh tưởng hòa nhẹ nhàng rất thơ ma thiên tài địa bảo xuất thế cái mũi hắc hoàng hích hích ra vẻ hồ nghi rồi chạy như điên về một hướng mọi người không thể không bội phục nó chạy theo nó tới bảy tám dặm liền người thấy một mùi hương đặc biệt khiến mỗi người ai ai cũng thư thái lỗ chân lông mở ra như muốn vụ hóa phi thăng đây là một mảnh rừng đá không có một ngọn cỏ bọn họ đi thêm một dặm phía trước xuất hiện một tòa núi đá trên đỉnh núi bắn ra quang hoa bốn phía sinh ra một bông hoa bốn màu tràn ngập bốn loại khí buông xuống khiến cả ngọn núi tràn ngập sương mù địa quang hỏa quang phong quang thủy quang cùng nhau xoay tròn khiến nơi này vô cùng thần bí quang hoa bốn màu đan vào nhau trên đóa hoa khiến nó trói lóa mắt đại hắc cẩu sợ hãi kêu lớn yêu thần hoa bốn loại ánh sáng tràn ngập đóa hoa kia nở ộ mùi hương nồng đậm thấm đẫm lòng người hắc hoàng vô cùng kích động nói ông trời mượn ta mười mấy vạn năm khiến trong đời ta lại gặp đóa hoa này đây là yêu thần hoa ẩn chứa đạo lực thiên địa có linh tính cực kỳ cường đại là thánh vật trong mắt yêu tộc đủ khiến chúng lâm vào điên cuồng đối với đại yêu trưởng thành mà nói thì cũng không hề trọng dụng, nhưng chỗ diệu dụng của nó chính là có thể bồi dưỡng ấu linh yêu tộc, tẩy luyện huyết mạch, linh tính, can cốt. Cái gọi là yêu thần hoa, thông qua danh tự này đã có thể thấy được công hiệu cường đại của nó, có thể bồi dưỡng ra yêu thần vô thượng, tuy có chút khoa trương, nhưng đúng là trên đời hiếm có. Ánh mắt đại hắc cầu như đỏ lên, từ chỗ rìa phàm đoạt một hồ thần tuyền, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ta muốn còn trẻ, ta muốn trọng sinh, ta muốn hóa thành ấu linh lý hắc thủy nhanh chóng từ đại vuốt của nó đoạt đi hồ nước không để nó lãng phí thần tuyển nói có công hiệu lớn như vậy sao đương nhiên trong cảm nhận của bổn hoàng nó rất gần với hợp đạo hoa ăn nó vào sẽ khiến thần tính trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rất gần với đạo tiềm lực gia tăng một mảng lớn đại hắc cầu nhảy dựng lên hoa chân múa tay sung sướng nước miếng trào ra hận không thể lập tức chuyển thế rồi tới đây lúc này cắn một ngụm nuốt đi yêu thần hoa nếu muốn thành đại thánh yêu tộc, muốn chứng đạo, đây không thể nghi ngờ chính là một trợ lực cực lớn. Ta dám nói, nếu bán gốc hoa này cho yêu tộc, đủ khiến bọn họ điên đầu, dùng bảo bối cấp cao nhất ra đổi. Không có gì mà tiếc nuối cả, đạo trong thiên địa đều có thể tu luyện, chỉ cần ngươi chịu khó khổ tu, không có yêu thần hoa cũng như nhau. Bàng bác nói, ngươi nói thật nhẹ nhàng, nếu khi bổn hoàng là ấu linh, khi ăn một đó hoa như vậy thì không chừng đã sớm chứng đạo. Đại hắc cầu không cam lòng nói ta rốt cục hiểu vì sao thiểm điện hoàng điều mạo hiểm tính mạng tiến vào thung lũng này thì hắn hắn tới đây là vì muốn có được yêu thần hoa cho con mình cho nên mới gặp đại nạn lệ thiên nói bọn họ thở dài một trận không hề nghi ngờ con phượng hoàng kia đã là vương giả tràm đạo sớm biết được sự đáng sợ của nơi này nhưng vẫn mạo hiểm bay vào hết thảy đều là vì con nó hiển nhiên nó đã thất bại thân tử đạo tiêu chỉ kịp khiến quả trứng màu vàng trở về cuối cùng hóa đạo thật là đáng thương cơ tử nguyệt mang quả trứng yêu thánh ra đặt trong lòng bàn tay lập tức một đạo sóng gợn và ánh sáng lưu động lóe ra đạo ngân ra mà đại hắc cầu như đủ chống lại đế binh cực đạo lầm bầm ta cảm thấy được bổn hoàng thật sự còn rất trẻ tuổi không chừng yêu thần hoa vẫn còn hữu dụng với ta không thích hợp trên ngọn núi có một cỗ khí cơ sinh mệnh khác có sinh vật ở trên đó hầu tử nói không sai chẳng lẽ là có yêu linh cường đại đã nhanh chân hơn tới trước diệp phàm gật đầu nhìn chằm chằm về phía núi đá xoát xoát bọn họ cất bước đi lên bay tới giữa không trung nhìn xuống ngọn núi nhìn về phía yêu thần hoa một quả trứng màu vàng trời ạ à, chẳng lẽ thiểm điện hoàng điều còn có một quả thần đàn khác sao nhìn rất giống mọi người hiện ra vẻ kinh dị ở trên núi đá yêu thần hoa có tổng cộng bốn lá trên đỉnh là một nụ hoa phóng ra ánh sáng bốn màu phóng ra từng đợt quang hoa mỗi lũ đều rất thần bí dưới gốc cây này có một quả trứng cũng chỉ lớn bằng nắm tay, lóe ra nhiều điểm ánh sáng, khuếch tán ra bên ngoài, lưu động khí cơ thần bí, vừa thấy đã biết không tầm thường. Thần đàn của Phượng Hoàng Điều, thật sự còn có một quả, xem ra thiểm điện Hoàng Điều đã thành công, đặt nơi này một đứa nhỏ. Lệ Thiên nói, ta cảm thấy có chút khác, không hoàn toàn như nhau, khí tức nó tràn ra không giống, như không cùng một mạch. Hầu Tử nói, thần đàn màu vàng trong tay cơ tử Nguyệt khẽ lay động, phát ra tưởng quang dịu dàng, lúc này ai cũng đã nhìn ra hai quả trứng này không giống nhau nhiều. Nó đang tức giận, trời sinh đối nghịch với quả trứng kia, tiểu tử kia thật đáng thương, cũng thật đáng yếu, dường như muốn sông lên. Cơ tử Nguyệt khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt ve thần đàn phượng hoàng điều trong tay. Quả trứng màu vàng trên ngọn núi không phải là nhỏ, dường như không thua kém trứng phượng hoàng điều bao nhiêu. Hắc Hoàng nói, nó là yêu tộc, tự nhiên nhìn ra nhiều thứ. Trên ngọn núi, quả trứng kia đang lai động, tạo ra từng đạo gợn sóng màu vàng, hấp thu tinh khí mười phương, chậm rãi đợi yêu thần hoa nở rộ. Lại một quả thần đàn có thể trở thành yêu thánh, thật sự khiến người ta chờ mong. Lần này, chúng ta thật có đại vận khí, thu được hai quả trứng này, nếu bồi dưỡng lên, tương lai chúng có thể quét ngang thiên hạ. Lệ thiên khá là vừa lòng. Giết nó, tuyệt đối không thể để quả trứng này còn sống trên đời. Đột nhiên, Diệp Phàm hô lên, thần sắc trịnh trọng, hắn nhớ lại, cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, làm hắn nhớ tới một vị cố nhân đã chết đi. Người biết lai lịch của nó. Bàng bác vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm hỏi. Cảm giác của ta hẳn không sai, các người còn nhớ không, ở trên đường đi tới nhìn thấy một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến khó tin, lúc ấy ta bắt giữ được một ít khí tức, cùng loại với chứng yêu này. Diệp Phàm nói, mọi người nhớ tới trước sau huyệt thiểm điện Hoàng Điều, quả thật thoáng, nhìn thấy một cái sinh linh màu vàng biến mất ở sâu trong núi lớn lúc ấy đều tưởng thiểm điện điều. Người không cảm thấy khí tức quả trứng này rất quen thuộc sao? Đời này ta đều sẽ không quên. Diệp Phàm nắm chặt tay đến trắng bệch. Quen thuộc. Bàng bác ngẩn ra, cố gắng nghĩ lại. Ta đã sớm hoài nghi, trong cổ quan có thể còn có những thứ khác, cùng chúng ta đi tới thế giới này. Hôm nay xem ra suy đoán trở thành sự thật. Diệp Phàm lẩm bẩm. Lá chúng nó. Bàng bác trừng mắt, trầm giọng nói. Chúng nó cũng theo tới thần sắc hắn xúc động phẫn nộ cũng nắm chặt tay hai hàng lông mày đều dựng ngược muốn một cước đạp xuống dẫm nát quả trứng màu vàng kia trên ngọn núi những người khác đều không hiểu lộ ra vẻ kinh dị không nghĩ tới hai người đều kích động như vậy tất cả đều không kìm nổi hỏi nguyên do một loại khí tức khó quên năm đó lấy đi mạng sống rất nhiều bạn cũ của chúng ta diệp phàm nói nhìn chằm chằm quả trứng thần kia nghiến răng nói nếu ta đoán không sai nó hẳn là một quả trứng thần ngạc Chí nhớ xa xội bị mở ra trên huỳnh hoặc cổ tinh lần đầu tiên trong đời bọn họ trải qua sinh ly tử biệt khóc tuyệt vọng kêu gọi bất lực biểu tình hoảng sợ bi ai cầu cứu vẫn như cũ vọng lại bên tai đó là một trận chiến đổ máu một đám người trẻ tuổi nguyên bản có thể sống rất tốt dọc theo quỹ tích riêng của mình sinh sống lần đầu tiên đối mặt tử vong cực kỳ bi ai bất lực tận mắt nhìn một người rồi lại một người đồng bạn ngã trong vũng máu đám người diệp phàm tổng cộng có 30 người vượt qua hư không bắt đầu từ huỳnh hoặc cổ tinh không ngừng có người chết đi cuối cùng có 14 người tử vong đem gần một nửa số người vĩnh viễn rời đi hết thảy đều là vì đám thần ngạc dưới đại lôi âm tự trên huỳnh hoặc cổ tinh hút máu đoạt mạng xuyên thủng đầu từng vị bạn học máu chảy đầm đìa đen tận bây giờ diệp phàm còn nhớ rõ một người bạn học nữ sắc mặt tái nhợt nàng bất lực như vậy không muốn chết đi cố gắng chìa tay về phía hắn xinh đẹp mà thê lương cuối cùng một vệt kim quang bắn vào mi tâm nàng một vòi máu tươi bắn ra hắn cố gắng đi cứu viện nhưng căn bản không kịp trơ mắt nhìn nàng ngửa mặt lên trời ngã xuống trong bụi bặm cặp mắt mở thật to máu tươi nhuộm đỏ hai gò má tái nhợt vĩnh viễn không còn đứng lên tròn 14 người bạn học nguyên bản đều có nhân sinh quỹ tích có tương lai tốt đẹp mặc dù có một số người rất bình thường cũng có thể có một cuộc sống bình thường lại cứ như vậy bị kết thúc sinh mệnh phành mắt bằng bác đỏ lên nói ta sẽ không quên tiếng kêu thảm thiết nát ruột xé lòng của tiểu lâm ánh mắt nhìn ta bất lực như vậy mà con thần ngạc đáng dóc thịt kia không là con dẹp ở trong đồ hắn chui ra ta lại không thể làm gì những người khác đều rất giật mình thế giới này không có loại sinh linh thần ngạc này tương truyền rất lâu trước kia đã có rất nhiều loại bị tuyệt chủng có lẽ chỉ có thời kỳ đó có thể nhìn thấy thần ngạc giống rắn lại không phải rắn giống như cá sấu lại không có chân bụng dưới trụi lùi toàn thân bao phủ lân giáp màu đen dày đặc giống như ác vật đến từ âm ti địa phủ ngày đó bọn người diệp phàm chứng kiến đều chỉ là những con dài 10cm, chỉ to bằng ngón tay, thân thể cứng như kim cương, có thể phi thiên độn địa, xuyên qua xương cốt người, có thể dễ dàng đâm vào thân thể máu thịt. Còn có thứ khác cùng chúng ta vượt qua hư không? Bàng bác lẩm bẩm, bỗng dưng có thêm một tên lệ quỷ, ngày nay lại xuất hiện thần ngạc, còn có sinh vật thần bí khác không? Nụ yêu thần hoa bốn màu sáng lạ lóa mắt, có những tia những đợt sáng mở buông xuống, quả trứng màu vàng kia đang hấp thu, càng ngày càng lộ vẻ bất phàm như một quả thần thai đang dựng dục. Đây hiển nhiên là không giống với đám thần ngạc trước kia, khẳng định sẽ càng thêm cường đại, có khả năng so sánh với chứng thần điểu phượng hoàng trong tay cơ tử nguyệt, có thể trưởng thành đến cảnh giới yêu thánh. Ngạc tổ tuyệt thể năm đó bị Phật đã chấn áp ở dưới đại lôi âm tự, tuy rằng chân thân không tới nhưng lại có không ít chuẩn bị phía sau. Diệp Phàm cùng bằng bác không có khả năng dễ dàng cho phép quả trứng này nở ra, trong đó có rất nhiều thương cảm và cừu hận, muốn lập tức đem hủy diệt. Hầu tử rất cảnh giác, nói Chờ một chút, có thể đem quả trứng này đặt ở gốc yêu thần hoa, hơn phân nửa có một tên cổ yêu siêu cấp khủng bố ở gần. Hừ, muốn dùng yêu thần hoa muôn đời khó gặp này, tạo thành đạo cơ cho nó, đừng hy vọng nữa, không có khả năng cho ngươi trời sinh thân đạo, biến mất đi. Bàng bác cất bước, một cước dơ lên đạp xuống núi đá. Đột nhiên một dòng sát cơ đáng sợ như thiên kiếm từ một cổ động trên núi đá vọt lên, một luồng khí mờ mịt tràn ngập khắp thiên địa, tanh hôi gai mũi mà trong nháy mắt tiếp theo sát khí càng đáng sợ như là mười vạn thần kiếm đang cùng ngân lên đâm thủng bầu trời dập nát hết thảy muốn hủy diệt bàng bác yêu đế cửu trảm bàng bác hét lớn chém địch bất thành rồi sau đó chém hư không bản thân hóa thành một vệt sáng biến mất trở lên vòng trời tránh khỏi xương xám mãnh liệt kia đám người lý hắc thủy lệ thiên kinh ngạc nhảy dựng lo lắng cho hắn thấy hắn bình yên trở về đều thở phào một cái khí cơ phía dưới thật đáng sợ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường yêu khí thật cường đại người này đã chàm đạo là một vương giả thủ hộ chứng thần ngạc hắc hoàng nói ầm hai cây xúc tu to bằng thùng nước từ trong xương xám thò ra giống như tay ma đang múa cảnh tượng dọa người phía dưới có một con quái vật lớn chậm rãi bỏ ra khỏi núi đá sát khí vô tận khói độc khủng bố mênh mông mãnh liệt bao phủ cả khu vực này rất nhiều cỏ cây đương trường điêu linh hóa thành cho bụi đây là đám người diệp phàm lui ra rất xa tránh khỏi khí độc u u u đá núi lan lông lốc bề mặt quả đất dung chuyển núi đá như muốn vỡ ra mà gốc yêu thần hoa kia lại vẫn sáng lạn trong suốt như cũ không chút tổn hao trong sương mù tỏa ra tiên quang bốn màu sương mù như mây cuồn cuộn lên trời cao một con quái vật lớn thăng lên xuyên qua khí độc rốt cục lộ ra chân thân toàn thân ô quang lóe lên có trăm cái chân khí lực dọa người trời ạ à, đây là một con rết lớn đến như vậy dài đến vài trăm trượng đây còn là độc trùng sao, còn lớn hơn cả rắn khổng lồ nữa. Mấy người ra đầu run lên. Con rết lớn dài đến mấy trăm trượng trăm chân đều động, phát ra thanh âm sản sạt khiến ra đầu phát run, như là một loại ma âm. Nó nuốt mây phun xương, đã chảm đạo rồi, loại xương mù này có thể độc chết giáo chủ. Có phải chúng ta đoán sai, vừa rồi là một quả trứng rết, bằng không sao lại có một thứ khủng bố như vậy thủ hộ. Lệ thiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Con rết lớn này toàn thân lân giáp kín ít, lóe lên sắc bóng lạnh băng giống như thép đen nó há mồm phun ra một ngụm độc dịch hóa thành một cái xích thần trật tự xuyên thủng tới mấy người hầu tử khẽ quát một tiếng há mồm phun ra một đạo kim quang hắn đồng dạng là tiên tam trảm đạo xông qua cảnh giới vương giả tự nhiên không sợ vùng thiết bổng vọt vào giơ côn đánh xuống nhưng ngay sau đó hắn lại lắc la lắc lư lại rút lui nhắc nhở mọi người con ngô công giả này đạo hạnh rất sâu không biết tu luyện mấy ngàn năm xích thần trật tự cùng độc kết hợp có thể ăn mòn cương khí hộ thể đương rốt cục hầu tử và con rết cứng đối cứng một kích trên bầu trời rơi xuống hai cái xúc tu đáng sợ ăn theo một tảng lớn mưa độc tanh hôi gai mũi xế tinh bị thương nó như một con rồng sông lên tận trời lắc đầu vẫy đuôi quấn quanh nằm trên đám mây vô cùng khổng lồ nó quấy động mây gió đầy trời rồi sau đó cuộn vào một chỗ đầu ngừng cao căn bản giống như động tác của một con chân long con rết đen nhánh toàn thân phát sáng hóa thành một bức đạo đồ thật lớn nó thành đạo nhãn ở trung tâm đây là muốn liều mạng muốn dùng đạo hạnh mấy ngàn năm của bản thân đều xử lý hầu tử không cần so đo với nó trực tiếp chấn áp bàng bác nói cùng lệ thiên thúc dục thần nữ lô lập tức có uy áp thánh giả nhân tộc lộ ra hằng vũ đại đế vì tổ sư nhân dục đạo luyện thành binh khí vượt xa thánh binh bình thường uy lực bá tuyệt thiên địa khiến cả vùng vũ hóa tiên cốc đều rung chuyển trời cao lập tức sụp đổ một ngọn hỏa diễm hừng hực bắn ra đóng đinh con rết lớn chảm đạo kia thần hỏa trong hỏa lô chuyển đời há là trò đùa đường trường đốt cho nó quay cuồng đạo đồ do nó tạo thành lập tức sụp đổ rết vương muốn chạy trốn bay lên trời cao muốn phá xuyên vòm trời mà đi lúc này hầu tử ra tay một bàn tay đặt trên thần nữ lô thúc dục hỏa diễm càng thêm đáng sợ các loại chất lỏng vầy ra còn rết vương giả dài mấy trăm trượng bị đánh đứt mấy thành mấy chục đoạn nhất là đầu lâu là nơi chứa nguyên thần tức thì bị dập nát chết ngay tức khắc, thi thể rơi xuống cạnh núi đá. Qua một hồi lâu, các loại khói độc màu xám mới tan hết, bọn họ đáp xuống núi đá, Diệp Phàm tự mình động thủ, muốn hủy diệt quả trứng màu vàng kia. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Cap Phim. Truy cập kênh youtube Di Cap Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Xích! Đột nhiên trong thi thể con rết khổng lồ bay ra một vệt kim quang trói mắt, hóa thành một giải tơ vọt tới Diệp Phàm nhanh đến cực hạn mọi người cả kinh kêu lên tốc độ quả thật quá nhanh trong mắt diệp phàm nở rộ ánh sáng lạnh chân đạp bí chữ hành né qua xoay người nhìn lại lập tức nắm chặt tay đây là một con thần ngạc khác với những con ngạc nhỏ màu đen dĩ và nhìn thấy dài đến tám thước toàn thân như hoàng kim đúc thành tản ra uy thế khiếp người vô tới ngày nay đã không phải là năm đó đám sâu bọ máu lạnh các ngươi ta muốn giết sạch sẽ báo thù cho bạn cũ ngày xưa tóc đen che khuất nửa khuôn mặt diệp phàm toàn thân hắn nở rộ hào quang như thần diễm tay phải đánh ra lục đạo luân hồi quyền tay trái hóa thành vòng thái cực hoàng kim đương trường đánh tới vật lộn gần người đương các loại âm thanh phát ra như là một người khổng lồ đang vung cây chùy lớn rèn sắt nơi này hoàn toàn bị huyết khí màu vàng bao phủ khi hầu tử xông tới diệp phàm gần như đã đập nát con thần ngạc này mảnh thây vỡ màu vàng bay múa máu tơi bắn tung tóe nắm tay màu vàng của diệp phàm đem thần ngạc chấn thành mấy trăm đoạn nếu không phải muốn giữ lại thần niệm để lục soát thì đã sớm thành cho hầu tử cùng hắn đồng loạt ra tay chộp tới nguyên thần sợ nó tự hủy mà có phòng bị nhưng vẫn còn không kịp ngăn trở trong nguyên thần truyền đến một tiếng hử lạnh già nua lập tức vỡ nát sẽ không phải là một sợi hóa thân của ngạc tổ bị phật đà chấn áp dưới đại lôi âm tự chứ thần sắc bằng bác cứng đờ bất kể là ai ta đều sẽ tìm ra đem bọn họ chém giết sạch sẽ diệp phàm lạnh giọng nói thấy bàng bác thật sự muốn thò chân ra dẫm nát trứng thần ngạc đại hắc cẩu vội vàng ngăn lại nói đừng không nên phí phạm của trời đây chính là trứng thần yêu thánh để bổn hoàng nghĩ xem rốt cục là ăn trứng trần nước sôi hay là trứng luộc hoặc là cơm chiến trứng sau khi nó nói ra lời này không chỉ là trứng thần ngạc dung chuyển mà trứng thần điều phượng hoàng trong lòng bàn tay cơ tử nguyệt cũng lay động hiển nhiên bị dọa sợ cơ tử nguyệt nhỏ giọng an ủi mới khiến trứng thần điều phượng hoàng cấp yêu thánh yên ổn phát ra những vòng gợn sóng màu vàng, cộng minh cùng gốc yêu thần hoa kia, thân cận đại đạo. Lệ quỷ màu đen trong quan tài đồng, hay là thần ngạc, hoặc là cố nhân. Diệp Phàm tự hỏi, hắn nghĩ độc thủ đứng sau màn là ai, nhìn về phương xa nói. Đi cấm địa thái cổ, nhất định phải làm hết thể rõ ràng. Thần ngạc lại từ huỳnh hoặc cổ tinh đuổi tới thế giới này, hết thảy càng ngày càng khó bề phân biệt. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi, 18 tầng địa ngục mà đại lôi âm tự chấn áp hoàn toàn mở ra, bởi vậy hắn nghĩ tới con lệ quỷ màu đen kia đen tôi cùng đã có những thứ gì cùng theo bọn họ vượt qua hư không đi tới bắc đầu tinh vực hôm nay thật sự khó thể nói rõ tuy rằng bọn họ rất muốn lập tức rời khỏi vũ hóa tiên cốc nhưng là lại không muốn bỏ qua khoảnh khắc yêu thần hoa kia nở rộ bởi vì chỉ trong nháy mắt đó thần hiệu sẽ đạt tới mức tận cùng lần trời này là nửa tháng nhiều ngày trôi qua như vậy đại hắc cầu là bận rộn nhất tự mình đi đào quạng thép dòng tế luyện một cái nồi đáy bằng muốn trước tiên chứng trần nước sôi nhưng nó dùng tảng đá đập mất nửa ngày cũng không đập vỡ vỏ trứng tức giận lại luyện thành một cái nồi lớn lấy đầy nước ném trứng thần ngạc vào kêu gào muốn ăn trứng luộc không thể không nói đây quả thật là một quả trứng thần không kém trứng phượng hoàng bao nhiêu mấy người phỏng đoán kết quả giống nhau tương lai có thể thành yêu thánh trên vỏ trứng có đường vân đạo ngân cường đại bị người bày ra xích thần pháp tắc thần bí được thiên địa che chở khiến cho đại hắc cầu phát cuồng mất công vài này đều không làm vỡ con bà nó đối nghịch với bản hoàng, ta không tin không ăn được quả trứng này. Nó muốn hoàn toàn hủy diệt quả trứng này, chuẩn bị ném vào trong thần nữ lô nướng. 3. Chính vào lúc này, yêu thần hoa nở rộ một vùng, phun ra từng đạo dài sáng lành, địa quang, hỏa quang, phong quang, thủy quang cùng khởi động, chảy xuống dưới, ngàn tia vạn sợi rơi ở trên trứng thần điều phượng hoàng. Mùi thơm nồng đậm tràn ngập, mọi người đều nhìn vào, cơ tử nguyệt lại càng đích thân thủ hộ chỉ sợ trứng yêu thánh màu vàng xảy ra bất ngờ. ba Lại một mảnh cánh hoa nở rộ, ngàn giải sáng lành, vạn đạo sáng màu vô cùng mỹ lệ, làm nổi bật trứng phương hoàng, càng thêm sáng lạn, các loại gợn sóng khuếch tán, không ngừng kêu khẽ. Cách đó không xa, trứng thần ngạc mà hắc hoàng dày vò lập tức dung chuyển, phi thường kịch liệt, tràn ngập không cam lòng, một cỗ khí oán độc âm trầm lạnh lẽo tràn ra. Chính là loại khí tức này, năm đó hại chết nhiều cố nhân như vậy, ta giẫm nát ngươi bàng bác cảm ứng được loại khí cơ này mắt dựng ngược nhấc chân dẫm đạp điên cuồng gâu đây là chứng chiến của bản hoàng ngươi đừng làm dơ bẩn đại hắc cẩu nhe răng mãnh liệt bất mãn các ngươi nhìn kỹ ngàn vạn lần đừng để sai lầm chứng thần thiểm điện hoàng điều đang tại thời khắc mấu chốt vạn nhất để thần ngạc chạy mất sẽ có phiền toái không cần thiết diệp phàm nhắc nhở bổn hoàng làm việc ngươi yên tâm đây là món ăn của ta sao có thể chạy mất hắc hoàng nói mượn thần nữ lô từ trong tay yến nhất tịch thật sự muốn nướng chín ba lại một đợt cánh yêu thần hoa nở rộ hóa thành một mảnh khí lành dâng lên chìm sâu vào trong quả trứng thần màu vàng kia trong đó chuyển ra tiếng chiêm chiếp như là một đứa nhỏ đang làm nũng nói nhỏ những vòng gợn sóng lan tràn cả quả trứng màu vàng càng ngày càng trở nên thần thánh các loại văn lạc lộ ra toàn bộ in dấu lên vỏ hòa nhịp đập cùng đại đạo mọi người đều ngẩn người gốc yêu thần hoa này quả nhiên có kỳ hiệu lúc này đem những dấu ấn của đạo không hiểu in dấu trong trứng phượng hoàng tẩy luyện máu căn cốt thần tính của nó khiến nó càng thêm thuần túy hắc hoàng lập tức hâm mộ ghen tị hận không thể thay thế đáng tiếc tay chân đã trưởng thành đều không cách nào tiếp nhận loại gột sửa này chỉ có hiệu quả đối với yêu linh còn nhỏ giác đột nhiên trứng thần ngạc vỡ ra bay ra một vệt kim quang nhằm phía yêu thần hoa muốn cướp đoạt rồi chạy trốn biến cố đột ngột phát sinh ai cũng không dự đoán được hắc hoàng đang tâm hồn treo ngược cành cây căn bản không phòng bị còn chưa kịp ném nó vào trong thần nữ lô ba cơ tử nguyệt ra tay ngón tay ngọc nhỏ dài điểm lên kim quang ngăn cản thế đi của nó mà khiến mọi người bất ngờ nhất chính là chứng thần điểu phượng hoàng cũng làm ra đánh trả tuy rằng còn không phá vỏ mà ra nhưng rất có linh tính nó lập tức vọt lên đâm mạnh lên kim quang rất là biêu hãn xoẹt kim quang đổi hướng muốn chạy trốn nhưng căn bản không thể thành công diệp phàm tiến lên một chân đạp xuống dẫm nó trên mặt đất một tiếng thét thê lương chói tai phát ra tràn ngập oán hận giống như từ cử u chuyển đến thanh âm thật dọa người đúng lúc này mọi người rốt cục thấy rõ bộ dạng của nó đây là một con thần ngạc màu vàng dài hơn nửa xích cũng không có tứ chi rất là tà dị một đôi mắt tràn ngập vẻ ác độc có chút đáng sợ căn bản không giống như một con non còn ác độc hơn so với những con tiểu ngạc năm xưa bàng bác tiến lên nghĩ đến cảnh tượng thần ngạc trước kia chui ra chui vào trong đầu hơn 10 vị bạn học, hắn phẫn hận không thôi, dẫm đạp điên cuồng. Con bà nó, trứng luộc của bản hoàng, cơm chiến trứng của bản hoàng, ra trước thời hạn mất rồi, quên đi, ta cũng cố mà dùng vậy, ăn ngạc sữa nướng thôi. Hắc hoàng nói, người còn không biết xấu hổ, vừa rồi suýt nữa để sồng. Diệp phàm của trách, chứng thần điều phượng hoàng trở nên yên ổn, một lần nữa đáp xuống gốc yêu thần hoa, không ngừng hấp thu đạo lực, phù văn lạc ấn đếm không xuể tiến vào trong vỏ trứng càng ngày càng trong suốt mơ hồ có thể thấy được một cái bóng nhỏ đang dãy dụa bên trong bàng mắc khống chế ổn tiểu thần ngạc màu vàng vừa định ném vào trong thần nữ lô đại hắc cầu đột nhiên thay đổi chủ ý nói đúng rồi bản hoàng quên đây chính là phôi yêu thánh ngàn năm khó gặp không thể cứ như vậy hủy diệt ngươi muốn làm gì để lại họa lớn sao diệp phàm nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt đối không thể để con thần ngạc này lại hừ bổn hoàng sao lại lưu lại tai họa ta muốn nói phôi yêu thánh là thứ tốt để luyện thân ngoại hóa thân lấy nguyên thần nó thay thế thậm chí có thể hóa thành bản thể đại hắc cầu càng nói ánh mắt càng sáng mấy người hai mặt nhìn nhau thật sự không thể tưởng tượng một con chó biến thành một con thần ngạc chán ghét sẽ là cảnh tượng như thế nào đừng phá hủy đây là hóa thân trên đời khó cầu tương lai có thể thành yêu thánh nếu là để bổn hoàng làm chủ một ngày nào đó sẽ thiên hạ vô địch đại hắc cầu hoàn toàn kích động phiền não không phải là ấu linh nháy mắt biến mất sạch thần ngạc thét thê lương chói tai nhưng sao có thể ngăn được thần niệm đáng sợ của đại hắc cầu ấu linh mới sinh ra mà thôi Đường trường bị gạt bỏ sạch sẽ nguyên thần của hắc hoàng là một con chó nhỏ màu đen mê người từ mi tâm vọt ra cơ tử nguyệt nhìn mà ánh mắt sáng lòe ánh sao muốn vuốt ve nó làm cho nó suýt nữa phun ra một búng máu rất nhanh tiến vào trong cơ thể thần ngạc ha ha khối thân thể này quá tuyệt vời tương lai tất có thể thành thánh cộng thêm kinh nghiệm trước kia của bổn hoàng, tiến quân đại thánh và chuẩn đế cũng không thành vấn đề. tiểu ngạc màu vàng chớp hai mắt, phát ra thanh âm kiêu ngạo của đại hắc cầu, nhìn quái dị vô cùng. con bà nó, ta nhìn thấy loài sâu bọ này là không thích rồi, thế nào cứ muốn dẫm dưới lòng bàn chân. Bàng bác nói, bẹp một tiếng dẫm xuống lòng bàn chân. gâu, con bà nó, tiểu tử, ta giết ngươi, gâu, gâu, gâu. tiểu thần ngạc màu vàng vung đuôi, kêu to dưới chân hắn mấy người cùng cười to. Gâu, trời đánh thánh vật, quả trứng chim kia ngươi hấp thu chậm một chút, trở lại một ít cho bồn hoàng. Đại hắc cầu tức giận, từ dưới chân bàng bác dãy ra, bắt chấp tính sổ với hắn, xông về phía yêu thần hoa, cùng trứng thần màu vàng tranh đoạt đạo năng. Lúc này, yêu thần hoa hoàn toàn nở rộ, buông xuống ngàn vạn đợt đạo quang, toàn bộ chìm sâu vào trong trứng chim màu vàng, háo thành những sợi xích thần pháp tắc cùng với căn nguyên nhất của đạo. Hóa thân của đại hắc cầu, tiểu ngạc màu vàng vọt vào, cũng theo phun ra nuốt vào, nhưng trung quy tới muộn một bước, hơn phân nửa đều bị quả trứng kia hấp thu, nó chỉ chiếm được một bộ phận nhỏ. 3. Một tiếng kêu khẽ, yêu thần hoa dập nát, hóa thành một mịn, từ đây theo gió tan đi. Cùng lúc đó, trứng thần màu vàng vỡ ra, một con chim nhỏ vẫy cánh lông tơ bay lên, lắc la lắc lư, bộ dạng rất mơ hồ. Mọi người đều bị hấp dẫn, đây là một con chút chít bằng nắm tay, toàn thân lông xù vàng rực tròn vo, tràn ngập linh khí nó nhảy lên cánh tay cơ tử nguyệt chiêm chiếp không ngừng phi thường thân thiết con bà nó chính là con chim ngố này cấp đạo quả của bản hoàng tiểu ngạc màu vàng nhân cơ hội đứng thẳng lên giác một đạo hồ quang bay tới bổ lên người nó thần ngạc đương trường bụng ngửa lên trời toàn thân bốc khói ngã xuống phượng hoàng nhỏ thở phì phì nhào xuống dẫm trên bụng nó không ngừng há mồm phun ra điện quang gâu 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 đại hát cẩu kêu thảm thiết khối thân thể này thật đúng là không chịu nổi dày vò dù sao chưa từng tu luyện làm nó tức giận suýt nữa dùng thần niệm công kích thật sự quá mất mặt bị một con chim nhỏ mới sinh ra dẫm trên đầu phóng điện bình sinh đây là lần đầu tiên không hổ là chứng yêu thánh so với thần ngạc này đều mạnh hơn một chút người chung quanh đều tán thường không ai đồng tình hắc hoàng đó là bởi vì nó hấp thu hết hơn nửa dược lực của yêu thần hoa tức chết bản hoàng đại hắc cầu dãy giụa thần niệm trở về bản thể vươn một móng vuốt như chộp cá chết nhấc thần ngạc dài hơn nửa xích lên nói xa xa không tốt bằng thân thể vô thủy đại đế giúp ta hợp đạo về sau chỉ có thể làm hóa thân bị một con chim ngố dẫm đạp quá không có ý tứ quả nhiên tên khốn này tham lam vô cùng bản thể mạnh mẽ như vậy từng được vô thủy đại đế xây dựng đạo cơ lại còn muốn chuyển thế thèm thuồng yêu thần hoa thật sự là thiếu dẫm đạp chiếp chiếp phượng hoàng nhỏ nỉ non toàn thân lượn lờ điện quang màu vàng thoạt nhìn lông xù mà có linh tính xoay quanh cơ tử nguyệt lắc la lắc lư rất thân cận với nàng thiên địa tinh khí tự chủ tràn vào thân nó có đạo cùng nhịp thở mọi người đều giật mình chỉ cần nó có thể trưởng thành bình thường tối thiếu sẽ trở thành một yêu thánh đây là phán đoán mấy người đồng thời cho ra yêu thần hoa tuy bị hóa mất nhưng gốc của nó vẫn còn có thể đào đi hay không nói không chừng sau này còn có thể lại nở ra cơ tử nguyệt nói quên đi loại hoa này có thể nở ra một đóa rồi mất năm đó thiên yêu cung từng nuôi dưỡng một gốc đợi chừng năm vạn năm đều không thấy nó nở đó hoa thứ hai hắc hoàng lắc đầu cơ tử nguyệt không để ý đến tự mình động thủ đào lên cẩn thận đưa vào trong một cái ngọc đỉnh nói ta tin thời gian có kỳ tích đoàn người dừng lại ở đây nửa tháng rốt cục rời vũ hóa tiên cốc bọn họ đầu tiên hướng về phía cấm địa thái cổ vượt qua hư không mà đi vực môn mở ra bọn họ xuất hiện trong rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh đứng trên một ngọn núi cao nhìn ra bốn phía ngày nay bọn họ đều có thiên nhãn thông có thể nhìn đến cảnh vật cực xa chín ngọn thánh sơn to lớn sừng sững trung tâm cấm địa có thể nhìn thấy rõ ràng chúng như chín con chân long đang nằm phục khí thế nguy nga hùng vĩ liên tiếp cùng một chỗ có một loại khí thế đáng sợ chấn áp muôn đời đây là một nơi cấm địa sinh mệnh bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ chết già cuối cùng trở thành một nắm đất vàng không ai có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn chư thánh cũng không dám tới gần âm thanh âm đất rung núi lở truyền đến Tiếng đại đạo đáng sợ gầm rú, như một vùng tinh vực đang tán loạn, khiến cho khu rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh này đều lay động kịch liệt, lá rụng điêu linh. Những sợi xích thần trật tự, từng đạo pháp tắc thiên địa, những luồng đạo quang ở sâu trong cấm địa thái cổ bùng nổ, có ức vạn thần huy vọt lên tận trời. Có người đang đại chiến trên thánh sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai dám đại chiến trong cấm địa sinh mệnh? Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng đều khiếp sợ giờ này khác này trên vực sâu thái cổ đang xảy ra đại chiến kinh thiên động địa lan ra đến bên ngoài đại chiến đáng sợ cái loại sức mạnh to lớn khủng bố khôn cùng như đang nghịch loạn thời không ngàn vạn sợi xích thần trật tự xuyên thủng thiên địa giống như phượng hoàng niết bàn bắn ra thần vũ sáng ngời mỹ lệ vô tận cắm trong thiên địa rực rỡ lóa mắt chiếu sáng vòng trời đây là người đám người diệp phàm đều bị kinh sợ đây là một nơi cấm địa sinh mệnh tu sĩ đi vào sẽ lập tức bị tức thành phàm thể khó thể vận dụng pháp tắc thiên địa sao lại có đại chiến kinh thế như vậy bùng nổ bảy đại cấm địa sinh mệnh mỗi một nơi đều là tử vong tuyệt địa từ trước đến nay có vào không có ra không có mấy người có thể sống mà quay về nhất là vực sâu thái cổ lão hóa cơ thể người trời sinh tỷ lệ với thành tiên không chỉ không thể trường sinh ngược lại khiến người rất nhanh già chết từ xưa khiến người kinh sợ nhưng mà lúc này lại có người ở phía trên tiến hành đại chiến kinh thế các loại xích thần trật tự giống như phượng hoàng linh vũ ớt át tươi đẹp xuyên thủng càn khôn đâm xuyên mười phương lan ra ngoại giới trời sụp đất nứt rốt cục là người nào trong lòng mấy người diệp phàm rung động tới cực điểm nhanh chóng chạy trong dãy núi nguyên thủy vòng quanh cấm địa sinh mệnh quan sát bọn họ tìm được một vị trí có lợi tránh khỏi sự ngăn cản của chín ngọn thánh sơn bay lên trời cao nhìn ra xa lập tức cảm nhận được khí cờ đáng sợ cuồn cuộn mãnh liệt lực lượng thật đáng sợ ở trên vực sâu kia có thể ma diệt hết thải thần tác đạo lực hôm nay lại có loại dao động mãnh liệt như vậy truyền ra rốt cục là nhân vật cường đại như thế nào ngay cả hắc hoàng đều sợ hãi có người đang đại chiến cùng hoang nô diệp phàm trầm giọng nói bọn họ gần như ngừng hô hấp đây là tu vi bậc nào phải có khí phách lớn bao nhiêu dám chiến đấu trên chín ngọn thánh sơn một bóng người khỏe mạnh đang chuyển động thân mặc chiến y che khuất cả đầu nhanh như điện chớp lúc thì chìm vào vực sâu thái cổ lúc thì xuất hiện trên vách đá thánh sơn đây là tốc độ cỡ nào hầu tử lập tức chảy mồ hôi lạnh hắn cảm giác áp lực tăng vọt cách xa như vậy hắn đều có một loại cảm giác hết hồn mà hắn đã sớm tiên tam chảm đạo đó là người nào trong lòng mỗi người đều rung động tất cả đều ngơ ngác sững sờ vài tên hoang nô đồng loạt ra tay lại khó có thể làm gì được lực lượng của hoàng cũng không áp chế được đạo tắc của người kia sao có thể đại chiến trong cấm địa thái cổ vì sao ông không bị tức thành thân thể phàm thai các ngươi nhìn thấy không vài tên hoang nô kia pháp lực ngập trời như mấy con thần hoàng tắm lửa mà sinh ra cái loại khí thế này căn bản không giống như con rối có tâm trí lực lượng của người kia bị vô hạn suy yếu bằng không hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều lần đây thật đúng là khiến người ta khó thể tin nổi không bị hoang hủy diệt diệp phàm bàng bác cơ tử nguyệt hắc hoàng đều kinh sợ đến cực điểm không kìm nổi nói nhỏ đây là việc ngàn đời khó gặp một người lại cường đại như thế tranh đấu ở phía trên cấm địa thái cổ hắn là đại thánh hay là chuẩn đế bằng không khẳng định không có một tê cơ hội ngay cả hầu tử cũng trố mắt nhìn chân chối cảm thụ cái loại khí tức khủng bố vô thượng có người đang chinh chiến ở nơi đây không có gì khác so với đánh vào cổ quáng thái sơ đều là vùng cấm hầu tử hiểu biết về cấm địa thái cổ không nhiều nhưng là tràn ngập kính sợ đối với cổ quáng thái sơ mặc dù ở thời trước thái cổ đó cũng là một nơi bí thổ ai dám tấn công thiên địa thật sự thay đổi sao rốt cục là nhân vật đáng sợ như thế nào Thật sự thuộc về thế giới này sao? Sẽ không phải là đến từ vực ngoại chứ? Bàng bác là người đầu tiên nghĩ như vậy, năm đó bọn họ cưỡi quan tài chín, rồng kéo mà đến, xuất hiện ở phía trên vực sâu, sẽ không phải là có người giống như bọn họ vượt qua tinh vực tiến vào thế giới này chứ? Tất cả mọi người cảm thấy được có lý, điều này rất có khả năng, bởi vì dưới vực sâu có một tòa ngũ sắc tế đàn, nối liền vực ngoại, đó là một cái tinh không cổ lộ. Biến thiên rồi, xuất hiện một nhân vật vô thượng như vậy, sau khi hắn đi tới thế giới này, ai còn có thể chứng đạo hắc hoàng thì thầm bọn người diệp phàm rất nhanh di chuyển vì không bị thánh sơn ngăn cản tầm mắt cần không ngừng thay đổi vị trí nhất là khi người kia xông vào trong vực sâu lại càng không thể nhìn thấy không ổn khí tức của hoang càng ngày càng mạnh đều đã tràn ra ngoài cấm địa bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé bọn họ rất nhanh lui về phía sau tự mình cảm ứng được một loại khí cơ đáng sợ trong dãy núi rất nhiều động vật kêu sợ hãi một số dài lang đường trưởng già chết một số hung thú có đạo hạnh thì lộ vẻ sợ hãi ngự không trốn đi người kia đã bị ảnh hưởng không bằng như vừa rồi sắp bị áp chế hầu tử nói trên vực sâu thái cổ bóng người cường tráng kia bị dính đòn nặng người vây công đều là cao thủ tuyệt thế phục sức cực kỳ cổ xưa ngoại trừ thiên tuyển thánh nữ những người khác rất khó mà nói rõ tồn tại từ niên đại nào thiên tuyển thánh nữ như tiên linh dáng trần áo trắng bay múa sơ tay nhấc trần pháp tắc như biển nàng là đệ nhất mỹ nhân của sáu ngàn năm trước cũng không biết mê đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt đáng tiếc ngày nay đần độn trở thành cái dạng này người ngưỡng mộ nàng đều sớm hóa thành đất vàng một trận giao động truyền đến khoách tán ra ngoại giới tám gã hoang nô ra tay đem người kia chấn áp xuống dưới vực sâu đạo quang dày đặc tám người ở trong cấm địa không bị áp chế có lực lượng cường đại nhất trong lòng mọi người trầm xuống nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn, một dao động mãnh liệt truyền tới ngoại giới, hất bọn họ bay ra bên ngoài. Hoàng của Thái Cổ, hầu tử đầu tiên cả kinh kêu lên, lúc này bọn họ cảm nhận được dao động của một loại vô thượng thần tắc khó nói thành lời, như là vào thời khai thiên lập địa, có hỗn độn cuồn cuộn. Mọi người run rẩy, bay nhanh ra xa tránh né loại sóng gợn này, căn bản không dám dừng lại nửa bước, đây gần như là diệt thế. Bên cạnh cơ tử Nguyệt, con tiểu phượng hoàng kêu chiêm chiếp, Sợ hãi trốn vào trong lòng nàng, linh giác của loại thần cầm này nhạy bén nhất. Bóng người kia từ dưới vực sâu thái cổ vọt lên, toàn thân nở rộ hào quang chín màu, chiếu sáng vòm trời, tất cả hoang nô nhảy lên vực sâu, giống như tránh tiên nhân, không kẻ nào dám tranh phong, không dám dừng lại một chớp mắt. Khí tức của đại đế cổ, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Cơ Tử Nguyệt đều thất sắc, bọn họ lao ra khoảng cách cũng đủ xa, nhìn vào nơi sâu trong cấm địa thái cổ, tất cả đều lộ vẻ khó tin. Là ai? người này rốt cục là ai khẳng định không phải đại đế còn sống nhất định là có người đang vận dụng đế binh cực đạo vào giờ khắc này bọn họ hiểu rõ vì sao người kia có thể dùng đến lực lượng của pháp tắc trong cấm địa sinh mệnh nguyên lai trên người có binh khí nghịch thiên bậc này cho dù có đế binh người này cũng là một vị thánh giả mà còn là cao thủ tuyệt đỉnh trong đó bằng không đồng dạng sẽ nuốt hận chỉ vì đây là cấm địa thái cổ hắc hoàng nói hầu từ mắt lửa tỏa sáng Nhìn chằm chằm phía trên vực sâu không chớp mắt, lẩm bẩm. Đó là một kiện của Hoàng binh. Bóng người trắng kiện xông lên vực sâu, cũng lay động một hồi, hiển nhiên là bị tấn công. Cái gọi là binh khí chính là chiến y trên người hắn, chảy ra chín loại hào quang như mộng ảo. Mấy người đều kinh ngạc, binh khí của đại đế cổ đều chủ công phạt, dường như không có một kiện nào là chiến y, người này khác biệt rất lớn, có thể nói là chưa từng nghe nói qua. Là người của thần Tam lĩnh, bọn họ muốn tìm về cửu rượu bất tử dược hầu tử nói nhận ra cổ hoàng chiến ý phỏng đoán ra lai lịch người này vào thời thái cổ cửu diệu thần dược bay đi chẳng biết đi đâu vật đổi sao rời trăm vạn năm tuế nguyệt từ từ trôi qua ngày nay cắm rễ trong cấm địa thái cổ thần tàm tộc tự nhiên muốn lấy lại một lần nữa trên thực tế nhiều năm qua như vậy không chỉ có bộ tộc bọn họ cho dù là vương tộc hoàng tộc khác cũng từng ra tay mấy lần muốn thu được cốc bất tử tiên dược này nhưng lại đều chấm dứt bằng thất bại thần tàm cử biến trên đời dưới đất vô địch kỳ thật nếu muốn trở thành hoàng của thái cổ còn cần một lần đại thăng hoa cuối cùng một biến cuối cùng hầu tử nói cổ hoàng binh của thần tàm lĩnh có lực phòng ngự kinh người độc nhất vô nhị sở dĩ bị luyện chế thành chiến y cùng với trưởng thành của tộc bọn họ có liên quan luôn không ngừng luột xác giống như lột xuống từng kiện thần y là thần tàm công chúa diệp phàm nghĩ tới tình cảnh khi ở giao trì thịnh hội vị công chúa ngạo thế vô song này sau khi phục sinh cái loại cường thế này không gì sánh nổi một bàn tay điểm chết một vị tổ phương từng nói qua muốn tới cấm địa thái cổ thu hồi bất tử dược của tộc mình hầu ca đây chính là chuẩn thẩm thẩm của ngươi a à. lý hắc thủy nói sở dĩ thần tàm công chúa có thể sống lại chính là bởi vì mấy người bọn họ cực đá cắt ra rồi sau đó hầu tử đi khắp nơi tìm thần dược bằng không vẫn ngủ say ở dưới lòng đất ta biết rồi nàng không chỉ muốn đào lấy đi cửu rượu thần dược nói không chừng còn muốn bức thúc thúc đi ra. Hầu Tử Phi thường kích động, những năm gần đây hẳn từng vài lần đi Tây Mạc Cầu, kiến đấu chiến thánh Phật, đáng tiếc đều thất bại. Vị cổ Phật trên tu di sơn kia quanh năm bế quan, tìm hiểu huyền ảo của sinh tử, sớm chuyển pháp chỉ nói cho đám lão tăng kia, ai cũng không gặp. Người của thần tàm lĩnh nhất định đã sớm đưa tin tức lên đại lôi âm tự trên tu di sơn. Đấu chiến thánh Phật muốn tới. Bàng Bắc lập tức liền kích động, tiến lên nói. Hầu ca người không biết, khi đã ở cố hương sùng bái nhất bộ tộc các ngươi đó hầu tử nghe mà không hiểu đầu cua tay nheo làm như không thấy chớp đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn chằm chằm chín ngọn thánh sơn ít nhiều có chút khẩn trương dù sao kia là một nơi thiên cổ tuyệt địa cho dù thần tàm công chúa có cường đại mấy đi nữa dù có cổ hoàng chiến y thủ hộ cũng có lúc kiệt lực dầm tính xích thần chói tai truyền ra mọi người đều dùng mình sờn tóc gáy cho dù cách xa vô tận cũng nghe rõ ràng rành mạch như là có một vị ma đế cái thể bị vây khốn muôn đời sắp xuất thế cái loại dao động này khiến nguyên thần mấy người đều muốn dập nát chỉ có thể tiếp tục lui ầm um, một cỗ hóc vụ ngập chơi vọt lên bao phủ khắp vực sâu thái cổ chín ngọn thánh sơn đều bị che khuất khí tức khiến người ta run sợ lao ra cấm địa sinh mệnh tràn ngập khắp nơi thần tàm công chúa đứng mũi chịu xào rồi lại lập tức bay ra ngoài đó là lực lượng của hoang có thể khiến một vị thánh nhân trong nháy mắt giả chết hóa thành bụi bặm cho dù hồn thác đại thánh tới cũng không ngăn được bao lâu. Nếu không phải có cổ hoàng chiến nghị, trong khoảnh khắc loại mây mù này xông lên tận trời, nàng sẽ hóa thành một nhúm đất vàng. Hỏng rồi, chuyện đáng sợ nhất đã xuất hiện, thần tàm công chúa dù sao không phải đại đế cổ, có hoàng y hộ thể cũng không được, nếu như trong đó vào ra ngoài, tất sẽ nuốt hận. Hắc hoàng nói, dầm, xích sắt lạnh băng vang lên, như là thần minh của địa ngục mở công xiềng dãy lên, đánh vào nhân thế một bóng đen mơ hồ từ dưới vực sâu chậm rãi đi ra nhìn không rõ là nam hay nữ thậm chí không thể phân biệt là người hay thú vùng xích sắt thô to dài hàng ngàn trượng hung uy chấn thể hoang một sinh linh từ dưới vực sâu đi ra không phải đám hoang nô trước kia thần tàm công chúa ngã ở xa xa phun ra một ngụm máu lớn ở trước mặt nhân vật vô thượng đáng sợ kia lại khó có thể chiến đấu bị loại khí tức này chấn cho không ngừng hộc máu thật là đáng sợ nếu không phải có chiến y của cổ hoàng vô thượng của thần tàm tộc hộ thân ngay cả thần tàm công chúa đều sớm hình thần đều diệt đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người cường đại như thế dám tranh phòng với binh khí của hoàng thái cổ thật sự là khiếp sợ thời gian thần tàm công chúa chỉ sợ căn bản không thể tiến lên chiến đấu cho dù chiến y của thần tàm lĩnh độc nhất vô nhị nhưng dù sao không phải bản thân cổ hoàng đại hắc cẩu nói không tốt công chúa nguy rồi hầu tử kêu sợ hãi bởi vì trong hóc vụ ngập trời cái bóng mơ hồ kia đang bước từng bước ra vực sâu ép tới phía trước thần tàm công chúa sao có thể chống lại ầm um, đột nhiên một tiếng chấn động mãnh liệt ở một hướng khác của cấm địa sinh mệnh bộc phát ra một cỗ oai cực đạo bá tuyệt thiên hạ như là lập tức thông suốt cổ kim tương lai một cây côn lớn phát ra thánh quang ngập trời ép sập muôn đời bổ thẳng về phía mấy ngọn thánh sơn hào quang chiếu sáng chư thiên đấu chiến thánh hoàng khí quét ngang nhật người tinh tú là binh khí của phụ thân ta hầu tử cả kinh kêu lên vô cùng kích động một cây đại thiết côn đè ép xuống cấm địa sinh mệnh đều phải nứt toát ra mặc dù có thần trận thượng cổ bất hủ bảo vệ đều không được đại địa nứt nẻ đỉnh núi đổ sập trận văn mở nhạt đi cảnh tượng này thật sự quá mức đáng sợ thiết côn quét ngang mấy trăm dặm từ trong dãy núi đánh ra thần uy cái thế bổ thẳng xuống chín tòa thánh sơn ở trung tâm cấm địa sinh mệnh từ xưa đến nay có ai dám làm như thế đây là một vùng cấm đấu chiến thắng Phật đúng là vẫn còn đến đây, tại thời khắc mấu chốt ra tay, lão giống to một tiếng núi sông sụp đổ, chấn cho mấy người diệp phàm, hầu tử bọn họ khí huyết nhộn nhạo, hai tay kêu ông ông. Lý Hắc Thủy tu vi yếu nhất, hai tay đều tràn ra máu loãng, được mấy người bảo vệ, vội vàng rất nhanh lui ra xa. Nơi đây quả thật đáng sợ, chỗ bọn họ, đứng cách địa điểm đấu chiến thắng Phật ra tay cũng đã ngoài mấy trăm dặm, nhưng vẫn như cũ bị lực xung kích lan tới như vậy. Tại hướng đó kim quang nhuộm đầy trời đất, Tràn ngập hoàng uy cực đạo, dường như ngay lập tức có thể rời non lấp biển, phá mở chói buộc của không gian. nơi này thời không trở nên vô cùng hỗn loạn, trật tự thiên địa, đại đạo pháp tắc, dường như thoáng cái bị chặt đứt, chỉ có một cây đại côn trở thành duy nhất. ầm, trên chín tòa thánh sơn, thân ảnh mơ hồ kia phun ra nuốt vào tinh khí núi sông, bế nghĩa thiên hạ không thấy được chân thân, chỉ có cặp mắt hóa thành thanh quang lóe ra trong bóng đêm, khiến người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng, cơ thể phát lạnh. Linh hồn đều không kìm nổi bị hút vào. Đó là một nhân vật cường đại như thế nào, không ai có thể nói rõ, chỉ liếc nhìn hắn một cái đã giống như sắp bị hủy diệt, thần thức không xong, đạo cơ sắp tan vỡ, có chiều hướng mục nát. Phốc, hắn há mồm phun ra một đạo tinh khí, ở trong mây đen hóa thành một luồng tinh quang chói mắt, bổ về phía thiết côn đen nhánh của đầu chiến thánh hoàng, phát ra một tiếng vang lớn rung trời. Khắp nơi sương mù mờ mịt, các loại trật tự thần liên đứt đoạn, một kích này phá hủy hết thảy hai người va chạm đã xảy ra sóng âm đinh tai nhức óc. Có thể nhìn thấy, với chín tòa thánh sơn làm trung tâm khuếch tán ra một vòng sóng dao động đáng sợ, lan tràn ra khắp cấm địa sinh mệnh, nơi nơi không ngừng sụp đổ. Đây là một hồi hủy diệt kinh hoàng. Đấu chiến thắng Phật thật đáng sợ, dám động thủ với tồn tại trong cấm địa thái cổ. Hắc Hoàng thở dài. Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu rất nhanh bay tránh, chấn vỡ hư không độn đi, bởi vì sao động khủng bố quét ngang ra rất xa từ chỗ này. Cùng lúc đó, binh khí của đấu chiến thánh hoàng bị chấn bắn lên cao rồi đập xuống bên ngoài hoang sơn dã lĩnh cũng không biết có bao nhiêu dãy núi hóa thành bụi bậm căn bản là không có một chút chỉ hoãn hoàn toàn bị hủy diệt hơn nữa càng đáng sợ chính là nó mang theo ra một cỗ khí tức của hoang rất nhiều sinh linh trong dãy núi trong khoảnh khắc giả cả huyết nhục khô héo hóa thành xương khô kết thúc sinh mệnh soạt ở phía trên vực sâu trung tâm cấm địa sinh mệnh nhân ảnh kia nhìn xuống thiên hạ bắn ra hai luồng hào quang khủng khiếp đó là ánh mắt của hắn chặt đứt pháp tắc cùng đạo quang đầy trời nhìn về phía thần tàm công chúa lập tức làm cho nàng bay tung ra ngoài phun ra một ngụm máu lớn đây là một màn vô cùng chấn động nếu trên người thần tàm công chúa không nhờ có cửu sắc chiến y trong tộc kia thì khoảnh khắc thần hoa mộng ảo chớp động ra nàng nhất định đã biến thành bột mịn đó chính là chiến y của thái cổ hoàng thực không nghĩ tới đương thời còn có tồn tại như vậy có thể phát ra chiến lược đối mặt với hoàng khí vô thượng của thần tàm lĩnh như thế hầu tử kinh sợ nói Cùng lúc đó, trong núi non trùng điệp xa xa, đấu chiến thắng Phật lại một lần nữa ra tay, phung múa đại thiết côn tiếp tục bổ xuống chín tòa thánh sơn, dường như thật muốn hủy diệt nơi đây. Thiết côn đen nhánh chính là một kiện tiên thiết, là đấu chiến thánh hoàng tự tay tới luyện mà thành, lúc này nó tỏa sáng xinh đẹp, khí tưởng hòa bừng bừng, dường như là một thánh hoàng sống lại, là khí tức của phụ thân ta. Giờ khắc này, hầu tử lệ nóng doanh tròng, lập tức nghĩ tới lão phụ thân, hận không thể trở về thời thái cổ. Hoàng binh cực đạo sống lại được thắng Phật không sợ trời, không sợ đất thúc động, chẳng khác nào như đấu chiến thánh hoàng chuyển thế, tái hiện ở thế gian, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Bởi vì, đây là binh khí của huynh trưởng hắn, bọn họ có công pháp giống nhau, lại có cùng huyết mạch, có thể nói là cùng thừa kế nhất mạch, nên có thể làm cho nó sống lại một thời gian ngắn. Tiên chân thiết côn đen nhánh bắn hào quang ra bốn phía, côn thể dâng lên phát ra vô tận màu sắc rực rỡ cũng có từng đám từng đám hỗn độn rơi xuống, chiến ý tăng lên ngùn ngụt, ngụt. Đây là khí tức chỉ có nhất mạch đấu chiến thánh viên mới có, một chữ chiến đáng sợ chấn nhiếp chín tầng trời, có thể đè sụp chư thế giới, là điểm đặc biệt nhất của bộ tộc thiện chiến, không người nào có thể sánh bằng. Với pháp tắc vô thượng của đấu chiến thánh hoàng bao phủ cả vực sâu thái cổ, hóa thành đạo lực vô tận gạt bỏ hết thảy mọi sinh cơ. Đây là một hồi đại quyết đấu kinh thiên động địa, thông qua thắng Phật gia tay thi triển, thông qua thúc động tiên, trần thiết côn, phảng phất như lão thánh hoàng năm đó tái hiện ở thế gian hắc vụ ngập trời đều nhanh chóng bị đánh tan rốt cục một thân ảnh lóe ra lúc ẩn lúc hiện mờ ảo đó là hình dáng một người nhưng vẫn không thể nhận ra là nam hay là nữ binh khí của đấu chiến thánh hoàng sống lại làm cho người đó cũng không dám khinh thường vươn ra một bàn tay vẽ ra một mảng trật tự thiên địa hóa thành một mảng phù văn đại đạo dày đặc nghênh đón về hướng thiết côn sáng rực rỡ kia diệp phàm hầu tử hắc hoàng tất cả đều như ngừng lại hô hấp Loại đại chiến xưa nay hiếm thấy này, có thể may mắn được nhìn thấy, quả thật là một cơ duyên không gì sánh bằng. Cấm địa thái cổ, uy hiếp muôn đời, có ai có thể khám phá chân tướng của nó, ngày nay bên trong đó một nhân vật còn sống đi ra, tự mình ra tay, thật sự trông thấy mà rợn cả người. Kỳ thật, bọn họ rất muốn biết dưới vực sâu muôn đời này rốt cuộc có giống như bất tử sơn, có hai nhân vật trở lên đáng sợ như vậy hay không. Ầm ầm. Thiên địa cùng cộng hưởng, đại đạo cùng hòa minh lộ ra các loại tiên linh chân long chu tước bay múa trong thần tác đại đạo làm cho trận quyết đấu đáng sợ này diễn biến càng phức tạp khó hiểu xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị lượn lờ dưới vòng trời đông đó là thần linh trong binh khí của đấu chiến thánh hoàng thức tỉnh lao ra một đoàn bóng người đối kháng với tồn tại kia đánh ra tiên quang cực đạo làm cho mọi người toàn bộ nhắm hai mắt lại trời ạ à, trong cấm địa thái cổ có dày đặc trận văn tối thiếu là cấp đại đế cổ hắc hoàng sợ hãi kêu lên giờ khắc này rốt cục nó nhìn ra một tia manh mối các loại ký hiệu đại đạo lóe ra từ chín tòa thánh sơn lan tràn ra hóa giải dư ba đạo tác của chủ hồn binh khí lão thánh hoàng phóng ra bằng không không có loại đạo văn cấp bậc này hiện lên đừng nói địa phương này chính là cả nam vực hơn phân nửa đều phải bị đánh chìm bởi vì đây là một kích của hoàng binh cực đạo thức tỉnh đánh ra căn bản không thể tưởng tượng cường đại tới mức nào chúng ta tránh được một kiếp bằng không khoảng cách gần như thế không có những đạo văn lóng lánh kia chúng ta dù ở bên ngoài cấm địa thái cổ tất nhiên cũng phải đầu tiên trở thành mảnh vụn hầu tử nói không có người nào so với hắn biết rõ về binh khí của lão thánh hoàng đáng sợ đến mức nào thúc thúc người thật đúng là tính tình bạo ngược như vậy đều dám đánh thật không sợ hủy diệt cả nam vực hay sao đây chẳng khác nào là đang diệt thế mà lệ thiên líu lưỡi tuy rằng chưa gặp mặt thúc thúc của hầu tử lần nào nhưng hắn vẫn sinh ra một loại kính sợ trong lòng cơ gia tiểu nguyệt trong sáng thì sắc mặt có phần trắng bệch hồi lâu phục hồi tinh thần lại nàng rất căng thẳng vuốt ve con tiểu phượng hoàng ánh vàng rực rỡ trong lòng đấu chiến thắng phật khai chiến ở cấm địa thái cổ như vậy làm cho gia tộc bọn họ đều bị uy hiếp vạn nhất đánh tới hủy diệt nam vực cơ gia còn có thể tồn tại được sao trên thực tế ngay tại giờ khắc này mỗi đại cổ giáo ở nam vực đều cảm ứng được một loại uy thế kinh thiên tất cả đều nâm nấp lo sợ ầm cơ gia một cổ kính dâng lên cao nở rộ ra từng tia từng tia sáng tường hòa dường như dung hòa và hư không không thủ loại thế giới này bảo hộ cả cổ địa gia tộc ở trong đó lúc này trong thế gia cổ xưa mỗi một vị lão nhân cao niên đều thần sắc trầm trọng đế binh cực đạo cảnh báo cổ kính tự chủ bảo hộ gia tộc điều này nói lên cái gì nam vực có đại kiếp nạn có lực lượng của đại đế cổ đang chinh phạt cùng lúc đó trong diêu quang thánh địa tiếng long ngâm vang động chín tầng trời một cái đỉnh lớn màu đen dựng lên buông xuống từng đạo từng đạo long văn lóe ra hào quang chói mắt, dường như một con chân long màu đen sống lại. Khắp thánh địa đều được nó bảo vệ ở phía dưới, đây là long văn hắc kim rình, lưu động ra một loại khí tức đáng sợ, là kỳ tích lớn nhất thế gian này. Tất cả thánh nhân cùng đệ tử của Diêu Quang từ trên xuống dưới đều một lòng rót toàn bộ lực lượng vào nó, thành kính lễ bái cùng tế luyện, dốc hết tâm huyết, hào hết năm vạn năm, rồi vào một đêm mưa xa gió giật nó hợp đạo. Tuy rằng cũng có nghe đồn, vào đêm mưa sấm rền chớp giật đáng sợ đó, có một nhân vật vô thượng buông xuống nhưng trung quy không có gì chứng minh không có người nào tin tưởng nam vực trong cấm địa sinh mệnh này thần linh dựng dục trong tiên chân thiết côn sống lại dưới thúc động của đấu chiến thắng phật khí phách khôn cùng quét ngang hết thảy phía trên vực sâu thân ảnh mơ hồ kia vẫn chưa có làm ra động tác gì lớn hai tay đơn giản múa may phát ra từng cái từng cái phủ văn đánh vào trên thiết côn tiếng leng keng vang động đó không phải là tiếng va chạm giữa binh khí mà đó là tiếng đại đạo nổ vang không lực lượng nào đáng sợ hơn so với nó lúc này không người nào dám tới gần cho dù là thánh nhân đến đây cũng nhất định phải nốt hận phía trên chín tòa thánh sơn hắc vụ cuồn cuộn mãnh liệt ngập trời thân ảnh kia ánh mắt vừa truyền giống như là có cơn cuồng phong thổi qua ép cho tiên chân thiết côn đều lắc lư gần như sắp rơi xuống dưới vực sâu đấu chiến thắng phật lợi hại như vậy có thể quyết đấu cùng tồn tại dưới vực sâu lý hắc thủy hít một hơi khí lạnh đúng vậy đương kim trong thiên địa không ai có thể tranh phong cùng hoang đây là đấu chiến thắng phật mượn dùng lực lượng của thần linh trong binh khí của hoàng hắc hoàng nói kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người